Thi Bình nhớ ngay đây là câu hắn từng nói ở Quần Phương Lầu, giờ đây lại được như băng đem ra ném trả, cười thầm nghĩ bụng vô ích thôi, ra mặt lão tử giao thái thịt cũng không băm được đâu. Đoạn thản nhiên đáp, mặt này là của cô chứ có phải của ta đâu. Đợi lúc cô xóa đi, chẳng phải lại sạch sẽ hay sao? Lãnh Như Băng chịu thua, lại kéo mạng trùm lên mặt. Thi Bình nhìn mà ngán ngẩm, nghĩ thầm dung nhan đàn bà không phải sinh ra để cho đàn ông ngắm sao? Sao lại phải đậy điểm phiền phức vậy? Bên ngoài chợt có tiếng động khẽ, hai người chột dạ nhìn nhau. Lãnh Như Băng nhanh chóng nằm xuống giường, Thi Bình cũng phủ phục trên đất như bị trúng độc. Cửa mở, hóa ra là đám đại hán sống sót lúc nãy. Gã đầu lĩnh cười khả ố, hai cậu tử chúng bay, tưởng múa may mấy kiếm là thoát được tay ta chắc. Đợi thiếu chủ phát lạc xong con kia, ông đây sẽ cho cả hai đứa biết tay. Chín tên đi theo cùng cười lên hô hố, tiếng cười đang giòn giã bỗng ngừng lại giữa chừng, hóa ra Lãnh Như Băng đang nằm bất động trên giường đột nhiên mở mắt, bay từ mặt giường lên trên đầu cả bọn. Mười móng tay sắc nhọn bắn ra 10 luồng khí mù trắng nhạt thẳng vào người chín tên, riêng tên đầu sỏ lãnh gọn 2 luồng. Chỉ thấy 9 gã đàn ông cao lớn như thoát bay từ cực nam sang cực bắc, không ngớt giãy lên đành đạch tựa hồ toàn thân đang ngâm trong băng giá. Lãnh Như Băng bay trở lại giường ngồi xuống, nghiêm giọng: "Ta không muốn các ngươi chết ngay, thế thì nhẹ nhàng cho các ngươi quá. Chúng hàn băng chỉ của ta, không có người có nội lực cao siêu ép hàn khí ra thì các ngươi chỉ nằm mà chờ chết. Cút ngay, về xin Thi tiểu tử ra tay xem hắn có cứu các ngươi không." Không đợi Lãnh Như Băng nói hết, 9 tên đại hán đã không còn thấy trong phòng. Thật bất ngờ, Lãnh Như Băng cũng run lên dữ dội. Vốn nàng vừa phải vận hết công lực phóng ra hàn băng chỉ nên địa táng hoàn trong cơ thể lập tức nổi dậy phát tác. Giá lạnh mỗi lúc một xâm chiếm khó thể cầm cự nổi, Lãnh Như Băng gắng gượng lết đến dựa vào tường, hai tay ôm vai run lên bần bật. Thi Bình nằm im như chết từ nãy đến giờ, thấy địch nhân đã rút hết mới bật dậy ra khỏi phòng, giây lát sau cầm liệt dương chân đao đi vào, hùng hồn. Sau này chúng ta sẽ ở chung, cô nương nằm giường, ta nằm đất. Nếu không làm vậy, ta lo chúng sẽ hạ độc cướp cô đi mà ta không biết. Chỉ cần ta biết, bọn chúng đừng hòng làm gì nổi ta. Lãnh Như Băng thốt lên mấy tiếng phản đối, Thi Bình ngang nhiên, cho dù cô nương đẹp như thiên tiên còn ta thì háo sắc. Nhưng cô nương yên tâm đi, từ đây đến Trường Xuân Đường ta thể không đụng vào cô nương, bởi nhiệm vụ của ta bây giờ là bảo vệ chứ không phải đùa cợt. Sau khi đến Trường Xuân Đường hãy đề phòng ta, cô nương xinh đẹp ạ. Lãnh Như Băng nghĩ, mạng che mặt đã bị hắn cởi bỏ, vậy thì cũng chẳng cần gì phải giấu giếm nữa. Thái độ hắn ta có vẻ đáng tin, mà khi hắn đã định thì liệu có ai ngăn nổi hắn. Hơn nữa, kẻ thối tha này cũng có lúc phải dùng tới, đâu chỉ là tay phu xe. Không hiểu tại sao nàng lại cảm thấy tin tưởng Hy Bình, có lẽ vì cái chí khí kiên định toát ra trong mắt khi hắn nói ra những lời ấy. Giây phút đó, bản năng vi diệu của phụ nữ chợt mách bảo, gã trai trước mặt hoàn toàn có thể bảo vệ được nàng. Ngày hôm đó họ lại mua xe ngựa, cho dù không hào hoa và chắc chắn như cỗ xe trước nhưng cũng đủ sức chịu đựng suốt chặng đường. Đầu tiên tâm tình của hai người còn nặng nề, nhưng mấy ngày sau không thấy động tĩnh gì của địa ngục môn, lòng Hy Bình dần dần nhẹ nhõm. Bắt đầu vừa đánh xe vừa ngủ gà ngủ gật. Đôi lúc hắn tìm cớ nói chuyện với Như Băng, nhưng Như Băng như đã quên biến cố trong phòng trọ, đến nửa câu cũng chẳng thèm đáp lại. Thoạt tiên Hy Bình cũng đôi chút bực dọc, sau lại nghĩ cô ả dẫu sao cũng chỉ là kỹ nữ, lúc không thích thì im như thóc, khi bực bội lên có thể chửi bới mấy câu, chấp trách làm gì cho mệt. Hắn không dám nói ra thành tiếng suy nghĩ này, hoàn toàn không phải vì sợ Lãnh Như Băng cho một cái bạt tai. Mà vì sợ nếu cô ả tức chết đi thì không ai có thể khôi phục khuôn mặt tuấn tú cho mình nữa. Thành ra suốt dọc đường Hy Bình cứ phải nuốt tức vào lòng. Cuối cùng hắn lại tìm ra một cớ tự an ủi, cô nàng đẹp tựa tiên nữ như vậy, mình bắt nạt để cô ta tức chết thì chẳng phải là phí công tạo hóa lắm du. Sau đêm hôm đó, không thấy bóng dáng địa ngục môn nữa, nhưng Lãnh Như Băng không một chút khinh suất. Thân thể nàng mỗi lúc một lạnh đi, không biết còn có thể trụ được bao lâu. Nếu địa ngục môn lại chặn đường khiêu chiến, có khi chỉ vài chiêu là nàng đã cứng như tượng gỗ rồi. Lãnh Như Băng tin chắc địa ngục môn vẫn đang đợi cho nàng lạnh đến kiệt sức mới xuất hiện chế phục nàng. Khi đó kẻ thối tha kia liệu có thể làm được cái gì? Nàng nghĩ suốt đường mà không thể đoán nổi. Gã chết tiệt kia giả vờ không có võ công hay sự thực không biết gì về võ công. Xem ra hắn đúng là không biết chút gì về võ công thật, nhưng khi ở Quần Phương Lầu,
làm sao hắn lại có thể một chiêu chế phục Địa Kiệt. Lúc đó cả trăm con mắt đều trông thấy, đâu chỉ có mỗi mình nàng. Mà cũng đúng, thực ra nàng vẫn chưa hiểu gì về hắn. Có lúc hắn đích thị là một tên vô lại, có lúc ngây thơ như cậu bé, lúc lại đường đường một đấng anh hùng. Càng không thể hiểu là tại sao hắn không sợ độc, lẽ nào máu của hắn lại là linh dược có thể giải độc được. Rốt cuộc hắn ta là quái vật gì vậy? Hắn mang đến cho nàng may hắn hay tai họa? Hắn nói hắn nhất định bảo vệ nàng, liệu hắn có thể bảo vệ nàng không? Hy Bình và Lãnh Như Băng tiếp tục lên đường. Xiêm áo Lãnh Như Băng mỗi ngày một giày thêm, cái lạnh cứ càng lúc càng khó chống đỡ. Mỗi đêm xuống, nàng cuộn mình vào mấy lớp chăn bông mà vẫn run lên cầm cập, còn Hy Bình lại cởi trần ra nằm ngủ ngon lành trên đất. Một gian phòng, hai khung cảnh trái ngược hoàn toàn. Hy Bình đã nhận rõ hoàn cảnh hiện tại của Lãnh Như Băng nên chỉ chăm chú đánh xe, không ngủ gật cũng không lòng dạ nào mà hát nữa. Hắn biết rõ, nếu như không nhanh đến Trường Xuân Đường thì mỹ nhân chỉ có mỗi con đường chết. Hy Bình vừa thúc ngựa đi vừa lẩn thần nghĩ, hình như không chỉ trần gian mà địa ngục cũng thích người đẹp. Diêm La Vương đang vì bản thân và dân chúng cõi âm mà ra sức nhập khẩu càng đông mỹ nhân càng tốt. Hy Bình lại một lần nữa cảm thấy mình quả là thiên tài, bởi hắn là người duy nhất trong thiên hạ hiểu rõ lý do làm sao hồng nhan lại hay bạc mệnh. Thế nhưng, khi trở lại với thực tại thì có mấy chuyện thiên tài Hoàng Hy Bình lại nghĩ mãi không ra. Hắn không hiểu giữa Lãnh Như Băng và Thi Trúc Sinh có ân oán gì, cớ sao Thi Trúc Sinh lại tìm trăm phương ngàn kế ngăn cản Lãnh Như Băng đến Trường Xuân Đường. Hắn cũng không thể lý giải nổi vì sao Lãnh Như Băng lại lâm vào tình cảnh như vậy. Dẫu là nguyên cớ gì thì hắn cũng muốn bảo vệ người đẹp đến nơi an toàn. Ham muốn ấy theo thời gian đã dâng đến tột bậc, trong tim Hy Bình hừng hực chí khí, cả tâm lẫn trí đều ở vào trạng thái sẵn sàng chưa bao giờ có trong đời. Hắn giờ đây không còn là vô lại, cũng không là cậu bé, thậm chí cũng không phải là anh hùng gì cả, mà chỉ là một trang nam nhi kiên quyết bao bọc, bảo vệ một cô nương yếu đuối đến cùng. Cho dù đó là Lãnh Như Băng hay một nữ nhân không quen nào đó cũng như thế cả thôi. Nam nhi khi đã hứa, có chết cũng không lùi. Thấm thoát nửa tháng tiếp theo, họ đã đến được Cửu Long Sơn. Lãnh Như Băng biết, sở dĩ có tên Cửu Long bởi đường qua núi quá ư ngoằn ngoèo, xe ngựa phải mất một ngày một đêm mới tới chân đèo bên kia. Qua được ngọn núi này, đường về Trường Xuân Đường không còn trở ngại gì nữa. Khi Hy Bình đánh xe vào núi, trăng đã lên cao giữa trời. Núi rừng yên tĩnh, chỉ có gió lay cây nhẹ nhẹ, vạn vật như đã chìm vào giấc ngủ. Cho dù cả ngày vất vả nhưng Hy Bình không hề ngủ gật, vẫn ngồi trên xe cảnh giác nghe ngóng bốn xung quanh. Bỗng thấy chim muông nhốn nháo, hắn biết cuối cùng địch nhân cũng ra tay. Lãnh Như Băng trong xe chợt run lên một cái. Tay trái Hy Bình đặt trên liệt dương chân đao, tay phải thúc ngựa chạy tiếp. Con ngựa vừa nhấc được hai chân trước bỗng đứng sững lại, quơ vó loạn trong không trung mấy cái mới đặt xuống đất, mồm mũi không ngừng thở phì phò. Nguyên lai, bốn bề cỗ xe đuốc bỗng rực sáng, người địa ngục môn tiến ra từ tứ phía. Không xa phía trước là Thi Trúc Sinh đang đứng mỉm cười. Mấy bó đuốc được ai đó ném lên trên mui, cỗ xe lập tức bốc cháy. Lãnh Như Băng nhảy khỏi xe, Hy Bình cũng nhảy xuống, quay đao thúc vào mông ngựa, con ngựa hí vang chạy thẳng về phía trước. Nhân lúc Thi Trúc Sinh né tránh, Lãnh Như Băng rút kiếm công thẳng vào gã. Tam Kiệt phía sau Thi Trúc Sinh lập tức nhảy tới, cây côn trong tay Địa Kiệt vung lên chặn ngang khiến nàng phải lui về. Bình thường thì Địa Kiệt chẳng đáng địch thủ của Lãnh Như Băng nhưng giờ đây toàn thân nàng lạnh toát, động tác vừa yếu đuối vừa chập chạp, chỉ chạm nhẹ vào côn tay cầm kiếm đã run bắn, tim đập thình thịch, đành không thể không quay về cạnh Hy Bình. Chưa kịp đứng vững, mắt Lãnh Như Băng bỗng hoa lên, hai chân nhũn lại trực quỵ xuống. Hy Bình đổi đao sang tay trái, giơ tay phải quàng chặt eo lưng nàng. Nhận ra Lãnh Như Băng đang run lên cầm cập, tim hắn chợt nhói lên đau đớn. Lãnh Như Băng đã nửa tỉnh nửa mê, không dãy nảy lên như thường ngày mà theo bản năng nép sát vào Hy Bình. Một luồng nhiệt khí mơ hồ ấp áp truyền sang, nàng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Thấy người đẹp Lãnh Như Băng tự nhiên lại có vẻ dựa dẫm vào hắn, lòng Hy Bình sôi lên dạo dực, cúi xuống hôn ngay lên trán nàng. Nói nhỏ, lạnh lắm phải không? Đừng lo, ta sẽ đem nàng tới Trường Xuân Đường, đến được đó thì nàng sẽ không còn lo gì nữa. Lãnh Như Băng cứ chúi vào vai hắn im lặng, Thi Trúc Sinh ngược lại cười lên ha hả. Các người đi không nổi đâu, mà có đi thì tiện nhân kia cũng không sống quá hai ngày nữa. Phí quá,
nếu bia thân không động võ thì còn có thể sống được thêm 3 tháng. Công lực của ả sắp cạn hết rồi, tốt nhất người hãy trao ả cho ta để ta phát lạc, như vậy ả có mất đi võ công thì chí ít cũng giữ được mạng, không đến nỗi hồng nhan bạc mệnh. Lãnh Như Băng ngẩng đầu, mở đôi mắt đẹp tuyệt trần nhìn lên Hy Bình, đoạn ghé sát môi vào tai hắn nhỏ nhẹ. Ta có chết cũng không thể để hắn chiếm đoạt, người hiểu không? Hy Bình trầm lắng ngắm nhìn khuôn mặt mỹ lệ của nàng, đoạn quay sang Thi Trúc Sinh bật cười khà khà. Điệu cười quái đản cùng bộ mặt xấu xí của hắn, dưới ánh sáng mông lung của đuốc thật chẳng khác nào ác quỷ hiện hình. Thủ hạ địa ngục môn chợt cảm thấy sống lưng lành lạnh, dường như tà ma đang từ đâu kéo đến vây bốn xung quanh. Hết thảy đều dùng mình kinh hãi nhất lại chính là Địa Kiệt. Tại Quần Phương Lâu khi đối mặt với Hy Bình, hắn đã một lần nếm cái cảm giác này. Đôi tay đang cầm côn sắt bỗng nhiên rung lên lẩy bẩy. Hy Bình nhìn một lần nữa Lãnh Như Băng, đoạn cúi xuống đặt lên trên môi nàng một nụ hôn, ôn nhu nói. Đồ ngốc, có ta ở đây mà, ta sẽ đưa nàng đến Trường Xuân Đường, lẽ nào mấy tên nhãi nhép này lại có thể làm ta sai lời. Nàng hãy tự đứng lên được không? Chỉ mấy phút thôi, hoặc là chỉ mấy giây cũng được. Lãnh Như Băng nhắm mắt lại dưới nụ hôn của Hy Bình. Ánh mắt tà ma của hắn xem ra còn lạnh hơn băng giá, vậy mà nàng lại cảm thấy thật dịu dàng. Nàng dần bình tĩnh trở lại, khí lạnh cũng lui đi. Một cảm giác khác lạ chợt nhen nhóm trong lòng, có cái gì trong đáy mắt Hy Bình làm nàng không thể từ chối nụ hôn của hắn. Hy Bình ngước lên, nhìn găm vào Thi Trúc Sinh, điềm đạm. Nhà ngươi đang muốn hoan lạc, đi đi, hãy đi tìm cô nương khác. Lãnh Như Băng đã thuộc về ta, cô ta có hoan lạc thì chỉ với ta chứ không phải là với ngươi. Địa Kiệt, tay ngươi làm sao vậy? Khuôn mặt Thi Trúc Sinh trầm xuống lạnh lùng, làm phách ghê nhỉ. Đây không phải Quần Phương Lầu, bất cứ thuộc hạ nào của ta cũng có thể thắng ngươi. Có muốn thử không? Lãnh Như Băng đã tách khỏi lòng Hy Bình, Liệt Dương chân đao rời vỏ, khởi thế tuyệt đao tỏa hồn. Một luồng sát khí bao trùm cả màn đêm. Trong giây lát, lũ lâu la địa ngục môn đều cảm nhận một sức mạnh ghê gớm đang ập tới, tưởng chừng cây đao trong tay Hy Bình đã hóa ra hàng chục đao, đang băm vằm từng kẻ một. Tà khí trong mắt Hy Bình càng ngày càng đậm đặc, bầu không khí ma quái nhấn chìm cả màn đêm, Hy Bình lạnh lùng, ngươi thử đi một lần cho biết. Thi Trúc Sinh chừng mắt nhìn khuôn mặt xấu xí, chợt cảm thấy toàn thân ớn lạnh, gã cắn răng hô Tam Kiệt. Tam Kiệt nghe lệnh chủ nhân, bổ ra ba phía vây lấy Hy Bình và Lãnh Như Băng, Địa Kiệt ở phía sau lưng, Nhân Kiệt bên trái, Thiên Kiệt trước mặt. Lãnh Như Băng chợt lên tiếng, bọn chúng định dùng tuyệt chiêu hợp thần nhất kích. Nàng chưa dứt lời, Nhân Kiệt hô to một tiếng, bay vụt lên không. Đến giữa chừng hắn bất ngờ quay ngược thành thế đầu dưới chân trên, hai tay bổ thẳng vào thiên linh cái Hy Bình. Địa Kiệt và Thiên Kiệt không chậm trễ cùng ra tay, côn sắt của kẻ trước đánh vào sau lưng. Kẻ sau vung kiếm bắn ra 13 đóa hoa nhằm vào giữa ngực hắn. Liệt Dương chân đao trên tay Hy Bình đột nhiên tỏa sáng. Hắn lùi lại nhanh như chớp, quay người vung tay. Trong tiếng sấm ầm vang, cây đao trong tay Hy Bình bắn ra vô vàn đốm lửa tới trước mặt Địa Kiệt. Chưa dứt chiêu đao, hắn lại xoay người xông lên phía trước, đúng lúc Nhân Kiệt từ trên trời lao xuống. Cây đao trong tay Hy Bình vạch một đường sáng lóe trong đêm, từ trên bổ xuống xé đôi Nhân Kiệt. Dư lực còn đủ hất hai mảnh thi thể bắn sang hai bên, máu phun tung tóe bốn bề. Hy Bình lại nhanh như cắt dịch sang ngang đón lấy kiếm Thiên Kiệt, trở ngang đao lia liền ba nhát, đoạn lui về cạnh Lãnh Như Băng. Hồng quang tan biến, tiếng sấm cũng im bặt. Người quan chiến còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nhân Kiệt đã tách thành hai mảnh, Địa Kiệt như lần trước ngã gục trên mặt đất, Thiên Kiệt đứng ngây ra một chỗ, kiếm trong tay chỉ còn lại chuôi. Những đoạn kiếm côn vụn nát vương vãi khắp nơi. Hy Bình quay sang Lãnh Như Băng, trầm giọng, hãy giúp ta lau sạch máu trên mặt. Ta không muốn giết nó, chỉ vì nó cứ lao đến trên đầu. Ta đã toàn thu đao về, nhưng nếu thu đao về ta cầm chắc cái chết. Ta không muốn giết người nhưng cũng không muốn bị người giết. Hy Bình nhấn mạnh câu cuối cùng, đêm đen lại bao trùm tĩnh mịch. Thi Trúc Sinh mặt tái mét, chân chân nhìn Hy Bình vẻ không thể tin nổi rồi đột nhiên lui lại khoát tay, rút. Cả lũ địa ngục môn theo hướng ngựa chạy vừa nãy rút đi. Phút chốc con đường quanh co chỉ còn Hy Bình và Lãnh Như Băng hai người. Lãnh Như Băng bỗng nhiên khuỵu xuống. Hy Bình hốt hoảng đưa tay đỡ nàng dậy, giật mình vì cảm giác đang ôm một cục băng. Hai hàm răng của Lãnh Như Băng đánh vào nhau lập cập, giọng run lên ta. Ta lạnh, lạnh lắm.
Thi Bình theo thói quen ôm Ghi Lãnh như băng vào lòng, đôi tay nàng cũng bất giác ghì chặt cổ hắn. Cảm giác ấm áp khó tả lại bắt đầu truyền sang, như băng đã không thể cự tuyệt nữa. Một tay Hy Bình vừa ôm vừa nâng Lãnh Như Băng, tay kia nắm chặt Liệt Dương Chân Đao. Cho dù vất vả như vậy nhưng hắn không cảm thấy mảy may mỏi mệt, chỉ mong tìm một hang động nào đó lánh tạm, tới sáng lại đi. Lò dò một lúc lâu, cuối cùng hắn cũng tìm ra một hang động. Cửa động rộng chỉ chừng một thước, nhưng lại cao đến hơn ba thước. Vào trong mấy bước, lòng động mở ra rộng rãi, mặt đá bằng phẳng còn vương mấy mảnh vải, xem ra thường xuyên có người đến trú ngụ. Hy Bình vui mừng thầm nhủ ta gặp may rồi. Hắn đặt Lãnh Như Băng nằm xuống rồi nói, ngủ đi, ngày mai sẽ ổn. Lãnh Như Băng nghe lời nhắm nghiền hai mắt, Hy Bình tới cạnh cửa động ngồi xuống, tận tụy giữ tròn vai người bảo hộ. Nhưng hắn ngồi chưa ấm chỗ, Lãnh Như Băng bên trong đã lại kêu lạnh. Tới gần hắn mới thấy nàng đã mê man rồi, lúc này không thể tìm đâu ra lửa, cũng chẳng có chăn màn gì. Nghĩ đi nghĩ lại hắn chỉ nhớ ra phương pháp cổ xưa. Dùng thân thể để sưởi ấm cho thân thể. Nghĩ sao làm vậy, Hy Bình lập tức cởi tấm áo lạnh cóng trên mình Lãnh Như Băng. Khi bộ ngực trắng muốt đầy đặn lộ ra, hắn chút nữa không còn giữ được tự chủ. Hy Bình nuốt nước bọt ừng ực, cắn răng chấn áp dục hỏa, đoạn nằm xuống ôm chặt nàng vào lòng. Hai tấm thân dính chặt lấy nhau như nam châm, thiên dương chi khí của Hy Bình tự nhiên sôi lên, qua ngực Hy Bình truyền sang ngực Như Băng, ào ạt đổ vào cơ thể nàng. Không biết bao lâu, Lãnh Như Băng chợt tỉnh lại. Đầu tiên nàng cho Hy Bình một bạt tai, đoạn nắm tay đấm thình thịch vào ngực hắn, tiếp đó giãy giụa hét lên, đồ thối tha. Ban nãy còn tốt như thế, bây giờ lại dở trò bỉ ổi. Lòng Hy Bình chợt chua chát vì cảm giác oan ức, chỉ nhếch mép cười, đừng động đậy có được không. Cô cứ cử động như vậy, khéo ta không kìm được lại bỉ ổi thật đấy. Lúc này Lãnh Như Băng mới nhận ra cái của nợ giữa hai chân hắn cứng như sắt đang thúc vào đùi. Nàng sợ đến rúng người, chỉ dương cặp mắt nhìn hắn giận dữ. Hy Bình chợt khẽ vuốt ve tóc nàng, nhẹ giọng, ta xả thân vì nàng, còn dùng cả ngực sưởi ấm cho nàng, thế mà nàng lại bạt tai ta, còn oánh ta tối tăm mặt mũi. Nàng xem, nàng có vong ân bội nghĩa không? Lãnh Như Băng nức nở, người nhân lúc người ta mê man lột hết xiêm áo, còn hèn hạ chiếm đoạt ta, lại còn. Hy Bình cười, ta đâu có chiếm đoạt nàng, chính nàng đã chiếm đoạt ta đó. Bộ ngực này của ta chỉ Phượng Nhi có quyền chiếm hữu, bây giờ nàng đã được hưởng trọn vẹn. Lẽ nào nàng chưa thỏa mãn, hay là nàng còn đòi hỏi gì hơn? Lãnh Như Băng như chợt quên tình cảnh hiện tại, nhìn găm vào Hy Bình, người cứ suốt ngày Phượng Nhi, rốt cuộc cô ta là ai? Hy Bình ngạc nhiên, hôm trước nàng nghe mà không thèm hỏi, sao bây giờ lại hỏi vậy? Lãnh Như Băng nổi sung, trả lời ta mau. Hy Bình đắc ý, nàng là con gái Lôi Tổng Tiêu Đầu, là vợ cả của ta. Nếu nàng đồng ý thì có thể làm vợ hai. Lãnh Như Băng lập tức đẩy mạnh vào ngực Hy Bình, lạnh lùng, ai thèm làm vợ đồ thối tha nhà ngươi. Buông ra. Hy Bình không ngờ nàng nói trở mặt là trở mặt ngay, tức giận gào lên, cấm không động đậy, nếu còn động đậy là ta chiếm đoạt luôn đấy. Lãnh Như Băng bỗng nằm yên chúi đầu vào ngực Hy Bình. Nước mắt tuôn rơi lã chã, không lâu sau nàng đã ngủ say. Mí mắt Hy Bình cũng dần dần nặng trịch. Thi Trúc Sinh không hề thoái lui. Con người gã chưa đạt mục đích thì chưa từ bỏ dã tâm, chưa phải lúc cùng đường, gã không thể để cho cơ hội ngàn vàng tuột mất. Chỉ cần còn có một chút hy vọng thì gã cũng cố níu kéo đến cùng. Theo gã dự đoán, Lãnh Như Băng giỏi lắm cũng chỉ trụ được hai ngày, bởi thế trong hai ngày đó gã phải tìm cách bắt sống nàng. Có điều. Dùng võ bây giờ e không đắc sách, tiểu tử quái dị kia đã một hơi đánh bại hợp thần nhất kích của Tam Kiệt, chuyện mà cả Thi Trúc Sinh cũng khó lòng làm nổi. Dùng độc dược cũng không ổn, năm thủ hạ của ý chúng Hàn Băng chỉ đang nằm rên la chờ chết. Tại sao lại là năm? Bởi đầu lĩnh Triệu Hoài vì chúng liền hai mũi Hàn Băng chỉ đã mất mạng giữa đường, còn ba đứa nữa sau khi Thi Trúc Sinh từ chối cứu chữa đã rút đao tự tận. Không phải Thi Trúc Sinh không thể cứu chúng, mà đúng như Lãnh Như Băng tiên liệu. Gã không muốn phí công lực để cứu lũ tép siêu. Những thứ không còn giá trị, tốt nhất là biến cho nhanh khỏi thế giới này. Bắt đầu từ năm 18 tuổi, Thi Trúc Sinh ôm mộng xưng bá võ lâm, khôi phục tiếng tăm của địa ngục môn ngày trước. Gã không muốn giống cha mình, bình bình sống ngày này qua ngày khác đến hết đời, gã muốn võ lâm phải cung kính tung hô, địa ngục môn của gã phải tránh được tiếu danh quý tộc mạt vận.
Thi Trúc Sinh không muốn dựa vào dòng dõi mà khoác lên thân mình cái tên Võ Lâm Thất Công Tử, gã muốn dựa vào thực lực chính mình để chinh phục Võ Lâm. Cha gã đã bạc nhược không nên trò trống gì, còn Thi Trúc Sinh gã nhất định phải làm nên chuyện. Thi Trúc Sinh có hơi coi thường cha mình, nhưng gã cũng không thể không khâm phục ông, bởi Thi Viễn đúng là gã si tình nhất trong thiên hạ. Ngay khi gặp Diệp Xuyên Thuần, mẹ gã ông đã bất chấp tất cả theo đuổi đến cùng, cho đến khi lấy được bà làm vợ. Suốt cuộc đời, cha gã chỉ có một người đàn bà, chính vì mẹ gã mà cha gã đã không tu luyện địa táng chi khí, bởi đó là thứ võ công rất không tốt đối với nữ nhân phối ngẫu. Cha gã không muốn làm tổn thương mẹ gã, cũng không muốn tìm kiếm thêm một người đàn bà thứ hai nào. Khi Thi Trúc Sinh 13, mẹ gã qua đời, bằng ấy năm Thi Viễn không hề có ý định lấy vợ kế. Vì thế mà mặc dù coi thường, Thi Trúc Sinh cũng không thể không khâm phục cái si tình của cha mình. Tuy nhiên còn mấy chuyện nữa gã lại không biết. Khi Thi Viễn và Lạc Hùng tranh nhau Diệp Xuyên Thuần, để có thể đánh bại Lạc Hùng, Thi Viễn đã bắt đầu tu luyện địa táng chi khí, kết quả đã hại chết một người đàn bà khác, nhưng vì thế mà suốt đời Thi Viễn không động đến võ công nữa. Còn Lạc Hùng đang si mê Diệp Xuyên Thuần, sau khi tình cờ gặp Mộng Tình Nguyệt Nữ lại quay sang theo đuổi Mộng Tình, vì vậy mà Diệp Xuyên Thuần mới nhận lời lấy Thi Viễn. Thi Trúc Sinh không hế phục cha, không muốn vì một người đàn bà mà vứt bỏ sự nghiệp bản thân. Gã là Thi Trúc Sinh, cháu đích tôn của Địa Táng Vương, niềm hy vọng cuối cùng của Địa Táng Môn, sứ mạng của gã là làm cho Địa Ngục Môn phát dương quang đại. Bắt lãnh như băng, dùng nguyên âm của nàng bồi bổ âm công bản thân là hy vọng của gã. Nhưng tên khốn kiếp Hy Bình đã đứng chen vào giữa, gã lại không nghĩ ra được cách nào nên phải kiên nhẫn chờ, chờ đợi một cơ may nào đó. Lúc này, trăng đã ngả về tây. Từ dưới chân núi chợt vọng lên tiếng ngựa phi khi nhanh khi chậm, dần lại gần chỗ Thi Trúc Sinh ẩn nấp. Dưới ánh trăng sáng hiện ra hai con tuấn mã, trên lưng là hai thiếu niên nam nữ, nam trông làng nhàng, còn nữ thì vô cùng xấu xí. Hai người cưỡi ngựa tới chỗ bọn Thi Trúc Sinh mai phục, không bao lâu đã đến ngay trước mặt chúng. Chợt thấy cỗ xe cháy giữa đường, cả hai nhìn nhau kinh hãi. Thiếu niên nhân nói bằng giọng non nớt, sư muội, ở đây vừa xảy ra chuyện gì thì phải. Cô nương xấu xí xua tay, chúng ta chớ bận tâm quá làm gì, tốt hơn hết là đi cho mau. Hai người đang định thúc ngựa đi qua thì bỗng nhiên mấy chục người hai bên đường ập tới. Thi Trúc Sinh hiện thân, nhìn hai người cười nham hiểm, hai vị vội vàng làm gì, ta có chuyện muốn thỉnh cầu giúp đỡ. Nói xong phất tay ra hiệu, lập tức mấy chục thuộc hạ tản ra vây chặt hai người. Đôi huynh muội cũng ngay tức thì rút kiếm chuẩn bị chiến đấu. Chàng thiếu niên nghiêm giọng, chúng ta không cừu không oán, hà tất phải nhìn thấy máu chảy. Các ngươi hãy tránh đường. Thi Trúc Sinh nhìn trăng rồi lại nhìn hai người, thản nhiên, trăng đêm nay sao mà đẹp thế. Ta không muốn đánh, chỉ nhờ hai người giúp một việc thôi. Bắt đầu nhé. Ba từ cuối là nói với thuộc hạ của gã. Bốn năm chục người ùa tới. Dưới ánh trăng, đao kiếm hoa lên loang loáng. Võ công đôi huynh muội xem ra cũng không tồi. Mấy chục tên Địa Ngục Môn một lúc vẫn không làm gì nổi, thậm chí còn bị thương đến 7-8 tên. Trận đấu diễn ra một lúc, bọn Thi Trúc Sinh tách được hai người ra, mỗi người bị cả mười mấy lâu la Địa Ngục Môn vây chặt, nhưng cả hai vẫn ngoan cường chiến đấu. Lúc này Thi Trúc Sinh mới gật đầu với nhị kiệt hai bên, hai tên liền bay vào vòng chiến cùng tấn công thiếu nữ. Thêm hai cao thủ, không bao lâu thiếu nữ bắt đầu đuối sức, tay chân luống cuống. Thi Trúc Sinh nhân khi nàng không để ý bất ngờ nhập nội điểm huyệt. Địa kiệt giữ lấy cô nương đang trực ngã, Thi Trúc Sinh nhanh tay lấy ra một viên thuốc ấn vào miệng nàng. Phía bên kia, chàng thanh niên đánh nhầu mấy đường kiếm rồi lao về phía sư muội, hét lớn, các ngươi vừa cho sư muội ta uống thuốc gì? Địa kiệt chặn đầu ngăn chàng ta lại, Thi Trúc Sinh cười đắc chí, chỉ là một viên thuốc thông thường thôi, nhưng hai canh giờ sau nếu không giải độc thì chưa chừng sẽ chết, mà chết rất khó coi đó. Gã ngừng giây lát rồi tiếp, nhà ngươi nên ngừng tay đi, bằng không đừng trách sư muội nhà ngươi tại sao lại chết. Thiếu niên trần trừ giây lát rồi nhét kiếm vào vỏ. Địa kiệt đẩy cô nương xấu xí cho nàng. Thiếu niên đỡ sư muội, đoạn giơ tay toan giải huyệt. Thi Trúc Sinh vội ngăn lại. Ấy chớ, tốt nhất cứ để nguyên sư muội ngươi đấy, mang cô ta đi thẳng về phía kia. Chừng hai dặm nữa có một hang động, trong động có một người có thể cứu được cô ta. Cố mà cầu xin hắn ta. Tạm biệt. Lại một lần nữa Thi Trúc Sinh dẫn thuộc hạ biến mất trong đêm. Chàng thiếu niên lo lắng nhìn sư muội thở dốc,
chàng không biết ban nãy bọn chúng đã cho sư muội uống gì, nhưng chắc chắn phải là thuốc độc. Chàng bế sư muội lên, theo hướng Thi Trúc Sinh chỉ đi tới. Thân hình gầy gò như thế mà chàng bế một người chạy cứ như bay. Đang ngủ chập chờn, chợt ngoài động có tiếng gọi, Hy Bình mở mắt thấy một thiếu niên gầy còm bế một cô nương đi đến. Hắn bèn lay Lãnh Như Băng dậy. Lãnh Như Băng nghe có người, vội vàng ngồi lên mặc lại xiêm áo. Hy Bình cứ để mình trần đi ra cửa động, hất hàm, có chuyện gì vậy? Chàng thiếu niên sợ sệt, ta không phải là, người ta bảo ở đây có người có thể cứu được sư muội ta khỏi độc. Ta đến nhờ các vị giúp đỡ. Chàng nhìn nhanh vào động, đoán hai người này vừa ôm nhau nằm ngủ, quần áo còn vương vãi trên đất. Chắc chàng đã làm gián đoạn mộng Vu Sơn nên người đàn ông kia đang có vẻ bực dọc. Hy Bình vừa nghe đã khoát tay lia lịa, đi đi. Cái gì là thuốc giải độc, ta đây không có. Chàng thiếu niên thất sắc, nhưng... Lãnh Như Băng đã mặc xong xiêm áo, đi đến trước mặt đôi huynh muội, hỏi chúng ta chẳng có thuốc giải độc nào cả, tiểu huynh đệ nghe ai nói vậy? Chàng thiếu niên kể lại toàn bộ sự việc, đoạn cầu khẩn, xin hai vị hãy nhón tay làm phước, không thì sư muội tôi chết mất. Lãnh Như Băng chau mày, tiểu huynh đệ có lửa không? Chàng thiếu niên đáp ngay, có. Lãnh Như Băng liền phân phó, đặt cô ta xuống, đi tìm một ít củi khô vào đây nhóm lên, chúng ta cùng nhìn xem có cách gì không. Chàng thiếu niên líu díu làm theo, Lãnh Như Băng nói với Hy Bình, xem ra lại là thủ đoạn của Thi tiểu tử, hắn muốn ngươi dùng máu giải độc cho cô ta. Mà tại sao hắn biết máu ngươi có thể giải độc? Hy Bình không để ý chuyện đó, chỉ hỏi một câu, nàng còn lạnh nữa không? Nếu Lãnh Như Băng còn lạnh, hắn lại ôm nàng ngủ quách, việc gì phải quan tâm đến ai? Lãnh Như Băng nghe câu hỏi, nghĩ đến chuyện vừa rồi lại điên tiết lên, không cần quan tâm đến ta. Hy Bình nhún vai, được thôi. Đoạn đi đi lại lại mấy bước trước mặt Lãnh Như Băng rồi đứng ngay trước mặt nhìn găm vào nàng, trầm giọng, thật không cần ta quan tâm chứ hả? Lãnh Như Băng vênh mặt lên nhìn về phía cô gái xấu xí, kia có một nữ nhân đang cần ngươi quan tâm đấy, còn không bế cô ta vào, nhanh chân nhanh cẳng đi. Hy Bình cười cười, ta chỉ muốn bế nàng mà thôi. Lãnh Như Băng nổi cáu, đừng có mà mơ. Hy Bình còn muốn chọc tức Như Băng thêm nữa nhưng nhìn thấy nàng đã có vẻ tức giận thật sự nên hắn ngậm ngay miệng lại, kể ra biết dừng đúng lúc cũng là một cái tài của Hy Bình. Hắn đi lên mấy bước, cúi xuống nhấc cô nương kia đặt lên ổ cỏ trong góc động. Ánh sáng lờ mờ làm hắn không nhìn thấy khuôn mặt xấu xí của cô ta, mà thực ra hắn cũng không muốn nhìn, nhan sắc Như Băng đã quá đủ cho Hy Bình rồi. Ngoái đầu lại thấy Như Băng vẫn đứng ở cửa động, Hy Bình lại nổi máu châm chọc, cười cười, ngoài đó gió to, cẩn thận không lại lên cơn lạnh đấy, không khéo ta phải cởi áo nàng trước mặt người khác thì gay. Lãnh Như Băng giật mình trừng mắt nhìn hắn nhưng không nổi cáu mà chỉ thở dài. Thực ra hắn có nói câu nào sai đâu, chỉ nghe mà phát tức thôi. Chàng muốn tròn cũng phải đến rằm mới tròn được chứ. Chàng thiếu niên ôm vào một bó cành khô, xếp trên nền đá, lấy hỏa tập nhóm lên. Lúc này hai bên mới nhìn rõ mặt nhau. Lãnh Như Băng không che mặt, chàng thiếu niên nhìn nhan sắc của nàng mà không khỏi sững sờ, ngó sang khuôn mặt xấu tệ hại của Hy Bình chàng ta lại ngây ra lần nữa. Cớ sao tuyệt thế giai nhân lại chịu cặp đôi với thằng cha ma chê quỷ hờn như vậy nhỉ? Như Băng và Hy Bình cũng nhìn kỹ thiếu niên, chỉ là một khuôn mặt hết sức bình thường, thân thể thấp nhỏ, gầy đét như que củi. Lãnh Như Băng quay sang cô gái đang nằm trên ổ cỏ mới thấy cô nàng quá ư xấu xí, khuôn mặt đỏ một cách bất thường, hơi thở hổn hển, hai mắt như có lửa. Nàng giật mình thốt lên, không được, sư muội ngươi chúng dâm độc rồi. Thiếu nữ giả nam vội vã hỏi, thế nào là dâm độc? Lãnh Như Băng giải thích, dâm độc không phải là nan độc nhưng không thể giải nổi, cách duy nhất là phải giao hợp với người khác giới để độc tự trục xuất, bằng không sẽ vỡ hết kinh mạch mà chết. Hy Bình nghe thế liền vui vẻ đặt tay lên vai thiếu niên, nháy mắt, tốt đấy cậu nhóc, người hãy cùng sư muội ân ái đi. Một công đôi việc, không chừng sư muội ngươi cảm ơn cứu mạng của ngươi, sau này còn nhờ ngươi nhiều nữa cho mà xem. Nói thế nhưng hắn lại nghĩ thầm, đồ con vịt xấu xí thế kia, ai nhìn thấy hẳn đều chạy ráo. Thiếu niên ngồi thử một lát rồi rít lên, không được. Hy Bình có chút ngẩn người, thằng nhóc này với con bé kia cùng huyết thống hay sao mà không được. Hay hắn muốn nhờ ta giúp một phen, nghĩ đến đây, mồ hôi trên trán Hy Bình túa ra, bèn cố cười to, có gì mà không được. Ngươi là đàn ông, cô ta là đàn bà,
cho dù sư muội ngươi có là quỷ dạ xoa ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu, đúng không? Nào nhanh lên, phát động cái uy phong của thằng đàn ông đi, nếu cần thì ta sẽ ngồi cạnh cổ vũ. Thiếu niên nhân càng cuống lên, nhưng mà... Chàng ta cắn môi rồi đưa tay lên xoa mấy cái, Dịch Dung biến đi lộ ra một khuôn mặt nữ nhân. Thi Bình chố mắt nhìn, trời đất, thì ra là một mỹ nữ chứ đâu phải thiếu niên nam tử. Nhan sắc kia tuy không thể sánh với Như Băng nhưng cũng đủ khiến tâm thần Hy Bình ngây ngẩn. Trời ạ, sao không phải là cô nương trúng độc, cô mà trúng độc, ta đây quyết xả thân cứu giúp. Còn cái của xấu như ma kia hả? Hi hi, chắc phải chọn người cao minh hơn ta rồi. Thiếu nữ cố chịu đựng ánh mắt hao háo của Hy Bình, khẩn khoản cầu xin đại huynh cứu lấy sư muội ta. Ở đây chỉ có mỗi huynh là nam giới thôi, thật tình ta không muốn nhìn thấy sư muội bị huynh. Nhưng sự thể đã đến nước này, chắc sư muội sẽ tha thứ cho ta, ta cũng chẳng còn cách nào khác nữa. Hy Bình có chút cảm động nhưng vẫn cương quyết chối từ, không được đâu là không được đâu. Ta đã hơn 40 tuổi, đi ngủ với con nít như cô ta thì không thể được. Nhanh nhanh bế sư muội của ngươi đi tìm một thiếu niên khỏe mạnh, ta già hết con bà nó xí quách rồi. Cô gái xấu xí chợt hực lên rồi bắt đầu co giật. Người không hiểu gì cũng thấy nàng ta đã vào cơn nguy ngập. Lãnh Như Băng lắc đầu rồi nói nhanh, đợi tìm được đàn ông khác thì cô ta chết mất. Không việc gì phải giả bộ nữa, cứu người là trọng, máu dê của ngươi đâu lấy ra đi. Thì Bình điên tiết lên, nói to, Lãnh Như Băng, ta cứu mạng cô thế chưa đủ sao? Còn muốn hại ta thêm nữa hả? Lãnh Như Băng hờ hững, ai muốn làm hại ngươi? Ta nói sao ngươi không chích tay lấy ra chút máu? Chỉ có độ bị ổi nhà ngươi là nghĩ xiên xẹo ra thôi. Thi Bình sáng ngay mắt lên, phải rồi, máu của ta có thể giải độc, sao ta lại quên nhỉ? Nào huynh đệ, à không cô nương, đưa kiếm cho ta. Thi Bình đón kiếm từ tay thiếu nữ sư tỷ nhưng lại trả kiếm ngay cho cô ta rồi chìa tay trái tự làm lấy đi. Hắn vén tay áo lên, quay đi phía khác không nhìn. Thiếu nữ đón cây kiếm, do dự một lúc đoạn giơ kiếm cứa vào khuỷu tay Hy Bình, máu bắt đầu chảy. Hy Bình nhăn mặt, vội dùng hai ngón tay vạch vết cứa cho rộng rồi hất hàm, mở miệng sư muội cô ra. Thiếu nữ sư tỷ làm theo lời Hy Bình, hắn cho máu chảy vào miệng cô nàng sư muội, khi thấy đã đủ liền vội vàng buông tay. Thực ra chỉ người không biết gì như Hy Bình mới làm liều như vậy. Mới có mấy hôm hắn đã để mất máu tới hai lần, dù là cao thủ cũng có thể kiệt sức. Hy Bình đắc ý nói với thiếu nữ sư tỷ, không việc gì phải lo, sư muội cô uống máu của ta chắc chắn ổn. Lúc nữa thôi cô ta sẽ từ dâm nữ thác loạn trở thành tiết hạnh khả phong ngay. Lãnh Như Băng chợt lạnh lùng xen vào, chớ có vội mừng. Hóa ra cô nàng sư muội lại lên cơn thở dốc, gần như đã mê man bất tỉnh. Hy Bình không ngờ máu mình không giải được dâm độc. Đang hớn hở trở thành thất vọng, từ thất vọng đâm ra tuyệt vọng, mặt nhăn nhúm lại khổ sở. Thiếu nữ sư tỷ lại van vỉ với hắn, cầu xin đại huynh đấy. Lãnh Như Băng hừm lên một tiếng, máu dê không đủ rồi, thêm cả thịt dê nữa mới cứu nổi. Thì Bình oan ức nói to, nàng nhìn thấy ta ân ái với nữ nhân khác mà không ghen à. Lãnh Như Băng lạnh nhạt, việc gì ta phải ghen. Thì Bình tiêu nghỉu, cử tưởng nàng yêu ta, hóa ra nhầm mất rồi. Lãnh Như Băng trừng mắt, người nghĩ người đáng yêu thế à? Thiếu nữ sư tỷ chợt lên tiếng đồng tình với Như Băng, thành thật, đúng là đại huynh vừa xấu vừa già, nhưng đã đến nước này rồi, chị em tôi đành chấp nhận để huynh. Nàng chắp tay lạy hắn như tế sống, Hy Bình liếc Lãnh Như Băng thấy nàng cứ tỉnh bơ, còn cô gái nằm dưới đất đã bắt đầu lên cơn co giật, không nhanh nhanh e khó lòng cứu nổi. Hắn nghiến răng, thôi được, có điều xong chuyện hãy bảo sư muội của cô buông tha ta. Cô có làm được như thế không? Thiếu nữ sư tỷ tràn trề nước mắt, gật đầu, đại huynh yên tâm, sư muội ta nhất định sẽ không quấy rầy huynh đâu. Lãnh Như Băng cười hờ hững, xem lại cái mặt mình đi, mặt như thế có ai bám mà lo. Thì Bình tức khí chỉ mặt Lãnh Như Băng, nàng. Mới nói tới đó, nhìn vẻ sẵn sàng tiếp chiến của Như Băng, Hy Bình tức thời câm bặt. Hắn đứng phát dậy đi tới trước cửa động, thuận chân đá mấy cái vào vách đá. Đoạn ngoái đầu nhìn Lãnh Như Băng cười hề hề, ta bắt đầu đây, chớ có mà ghen đấy. Lãnh Như Băng sầm mặt quay ngoắt đi, Hy Bình ngán ngẩm nhìn cô nàng sư muội trên mặt đất rồi nói với thiếu nữ sư tỷ, giải huyệt đạo cho cô ta, tiện thể cởi cả váy áo ra. Thiếu nữ sư tỷ loay hoay cởi bỏ quần áo sư muội, vừa làm vừa sụt sùi khóc.
từng mảnh xiêm y nối tiếp nhau rơi xuống, Hi Bình cứ trợn mắt lên ngạc nhiên. Khuôn mặt cô gái xấu như Trung Vô Diệm nhưng thân hình và làn da thì mỹ miều tuyệt luân, trắng nõn nả đến lung linh huyền ảo. Mỗi một bộ phận trên thân thể nàng đều hoàn chỉnh đến mức khó tin, tiếc là khuôn mặt. Làm thế nào được, tạo hóa thích trêu ngươi mà. Hi Bình lắc đầu rồi tự cởi quần áo, nghĩ thầm thôi mặc con bà nó, việc đã phải làm thì cứ thoải mái đi. Thiếu nữ sư tỷ đã cởi hết váy áo sư muội, Hi Bình dục dã, giải huyệt rồi ra canh chừng cửa động hộ ta. Thiếu nữ sư tỷ ngoái đầu nhìn lại, không khỏi giật bắn người, chỉ thấy một thân hình đàn ông lõa lồ lù lù như núi ở phía sau lưng. Thân thể cường tráng của Hi Bình làm nàng tái mét vì sợ cho sư muội cái. Cái kia của huynh to như thế, sư muội ta liệu có chịu nổi không? Nàng không chịu nổi phải quay đầu đi, cả lãnh như băng mới vừa nhìn thấy cũng phải thất kinh đến lặng người. Đây không phải là lần đầu như băng nhìn nam nhân lõa lồ. Hồ Điệp phái không hề cấm kỵ nam nữ hoàn hảo, chỉ cần hai bên thuận tình là được. Vì thế mà dù còn là xử nữ như băng đã không ít lần thấy thân thể nam nhân, dù cho mỗi lần nhìn đến nàng đều phát ớn. Thế nhưng bây giờ nàng lại cảm thấy sợ hãi pha chút hứng thú. Nàng mà còn thế, chẳng trách thất cơ lại mê mẩn hắn đến vậy. Hi Bình thản nhiên lệnh cho thiếu nữ sư tỷ, nhìn đủ chưa? Nếu đủ rồi thì giải hết huyệt đạo cho sư muội cô, nhanh nhanh kẻo lão tử đây đổi ý. Còn nếu chưa đủ thì đợi lúc nữa nhìn thêm, ta không cấm đâu. Thiếu nữ sư tỷ ngượng chín mặt, giơ tay cách không giải huyệt cho sư muội. Chưa kịp định thần nàng đã lại giật bắn lên, bởi cô sư muội xấu xí đã vùng dậy lao thẳng vào lòng Hi Bình. Hi Bình bế thốc nàng ta lên, đặt trở lại trên ổ cỏ. Công cuộc giải độc kéo dài đến hai canh giờ, cô nàng sư muội cuối cùng cũng buông hắn ra, dã rời chìm vào giấc ngủ. Hi Bình chống tay rời khỏi thân thể nàng ta, mình đầy mồ hôi, lửa dục vọng cũng lịm dần. Phía xa xa bình minh dần ló dạng. Lãnh như băng và thiếu nữ sư tỷ ngồi xếp bằng tròn ngoài cửa động tỏa công. Nhìn sắc mặt là biết cả hai đều suốt đêm không ngủ, mà ngủ làm sao được. Hi Bình mặc xong quần áo, quệt mồ hôi chán, đoạn nói với ra bên ngoài, vào được rồi đó. Ngồi suốt đêm vẫn chưa đủ sao. Hai cô nương đứng lên, vươn vai đỡ mỏi. Lãnh như băng lạnh lùng, các ngươi cứ ối a như thế thì ai mà ngủ được. Thiếu nữ sư tỷ lao ngay đến chỗ sư muội, thấy hạ thân nàng loang lổ vết máu nhưng khuôn mặt đã trở lại bình thường, hơi thở cũng đều đặn thanh thản thì mới tạm yên lòng. Nàng gạt nước mắt lấy xiêm áo đắp cho sư muội, đoạn nằm xuống bên cạnh ngủ vui. Hi Bình lại gần lãnh như băng, giang hai tay ôm chặt lấy nàng bất chấp như băng ra sức giãy giụa đấm đá. Hắn ôm lãnh như băng đến nằm bên hai sư tỷ muội, ngang ngạnh, từ nay lúc ngủ ta sẽ ôm nàng, đến được trường xuân đường mới thôi. Vùng vẫy mãi lãnh như băng cũng mệt, cuối cùng đành chịu thua gối đầu lên ngực Hi Bình mà ngủ. Hi Bình cũng lơ mơ thiếp đi, thấy ngay ác mộng, một con quỷ mang khuôn mặt xấu xí của cô nàng sư muội cứ đuổi theo hắn mãi không rời. Nơi xa xa cửa động là Thi Trúc Sinh và đồng bọn. Thấy trời đã sáng, Thiên Kiệt nói, thiếu chủ, hai đứa kia vào đã lâu rồi, chúng ta có nên đến gần xem thế nào không? Thi Trúc Sinh gạt đi, không cần, cứ ngồi đây mà đợi, ta không tin là chúng không ra khỏi động. Thế là cả mấy chục tên cứ ngồi yên chờ Hi Bình đi ra. Nhưng Hi Bình và ba người kia lại vô tư ngủ mê mệt trong động. Thi Trúc Sinh biết chuyện đó mà không tức chết đi mới lạ. Bốn người ngủ đến quên trời quên đất. Giữa trưa, bỗng một tiếng thét khiến tất cả đều tỉnh giấc. Thì ra cô nương xấu xí dậy trước tiên, mở mắt thấy mình trần như nhộng nằm bên cạnh một gã đàn ông xa lạ mới thất kinh la ầm lên. Lãnh như băng nhận ra mình đang rúc đầu vào ngực Hi Bình, trong lòng vừa xấu hổ vừa tức tối liền giãy ra đứng dậy. Thiếu nữ xấu xí trên mình không một mảnh vải, toàn thân đau như đến mức không đứng nổi, chỉ nằm tại chỗ khóc thút thít. Hi Bình lười nhác mở mắt, cau nhau, vừa mới thoát chết đấy, việc gì phải khóc. Thiếu nữ nhìn Hi Bình, đoán chắc hắn là thủ phạm nhưng giờ đây nàng một chút sức lực cũng không có, chỉ biết ôm mặt khóc ròng. Tiếng khóc của nàng mới bi thảm làm sao. Thiếu nữ sư tỷ đỡ sư muội ngồi thẳng lên, vừa mặc lại xiêm áo vừa cố an ủi nàng. Cô nương xấu xí nức nở bảo nàng không muốn sống nữa. Kẻ xấu xa kia đã chiếm đoạt nàng, chiếm mất cái trinh trắng của nàng, đoạn cầm kiếm toan tự vẫn. Thiếu nữ sư tỷ ngăn lại, rằng có một lúc rồi sư muội gục vào lòng sư tỷ khóc như mưa như gió. Hi Bình cứ nói khơi khơi, nếu không có ta cứu độ thì cô đã thành trinh nữ địa ngục rồi.
khổ sở suốt hai canh giờ mới cứu được cô, thế mà cô trả ơn ta thế hả? Còn dám nói ta là đồ xấu xa. Cô nương xấu xí vừa ngất khóc, nghe mấy lời ấy lại gào lên thống thiết rồi ngất đi. Hy Bình thản nhiên, làm cô ta tỉnh lại, chúng ta còn phải lên đường. Thiếu nữ sư tỷ bất đắc dĩ đành lay gọi sư muội. Rốt cuộc cô nương xấu xí tỉnh lại nhưng vẫn tiếp tục khóc. Hy Bình nghe tiếng khóc nữ nhân mà không chịu nổi, bèn đứng lên đi ra cửa động. Bỗng thấy cách không xa lô nhô mấy chục người địa táng môn. Thi Trúc Sinh cười đều giả, nheo mắt nhìn hắn, quà ta tặng ngươi đêm qua được chứ hả? Hy Bình vừa nghe đã nổi xung, cút ngay, đồ xỏ lá nhà ngươi. Sư tỷ đẹp thế mà không hạ độc, lại đi hạ độc sư muội xấu như ma. Định lỡm ta hả? Thi Trúc Sinh giang tay cười hà hà, lỗi quá, chỉ vì trời tối nhìn không rõ ta điểm bừa một người, không ngờ lại là người xấu hả? Rốt cuộc ngươi có ngủ với người xấu đó không vậy? Hy Bình cười méo sạch, ngươi thử đoán xem. Thi Trúc Sinh nhìn Hy Bình từ đầu đến chân, chao mày, đêm qua ta cho cô ta nuốt cực lạc tiêu hồn đan, nếu trong ba canh giờ không giao hợp với người khác giới thì sẽ đứt hết kinh mạch mà chết. Ta biết ngươi không sợ độc nhưng dâm dược lại không phải là độc dược, chỉ có giao hợp mới cứu được cô ta. Nhưng nếu ngươi giao hợp với cô ta thì độc tính trong cực lạc tiêu hồn đan sẽ làm ngươi thoát dương mất hết công lực. Ngươi vẫn còn khơi khơi đứng đây, tức là đêm qua ngươi thấy chết mà không cứu. Hy Bình cười cười, phải thế không vậy? Nhà ngươi nghĩ ta thấy chết mà không cứu hả? Thi Trúc Sinh cũng cười khẩy, nhìn ngươi có vẻ cường tráng đấy, nhưng khỏe đến đâu cũng không thể hành lạc được 3-4 canh giờ, trừ phi ngươi là quái vật. Hy Bình gãi đầu gật gù, ngươi nói đúng đấy. Đoạn ngước mắt nhìn lên trời cao, chỉ thấy một con chim nhỏ vụt qua, bèn ơ hờ lẩm bẩm, nếu như ta không ra tay, liệu cô nàng còn sống đến bây giờ không? Thi Trúc Sinh đắc ý, nhất định không, chắc là cô ta đã thành cái xác không hồn rồi. Đúng lúc ấy Lãnh Như Băng xuất hiện, thiếu nữ sư tỷ cũng dẫn sư muội của mình ra. Khuôn mặt Thi Trúc Sinh đang đắc ý bỗng dưng đông cứng lại, đoạn tái mét quay đầu nói với Nhị Kiệt, đi thôi. Cô nương xấu xí gào lên, đồ xúc sinh, đứng lại nộp mạng cho ta. Đoạn vùng ra toan đuổi theo Thi Trúc Sinh, nhưng đã bị sư tỷ ngăn lại, khuyên bảo, phải bình tĩnh mới trả thù được, đợi gặp lại cha mẹ rồi chúng ta trả thù cũng chưa muộn. Hy Bình chêm vào, trả thù làm gì, hắn chỉ cho cô uống một viên cực lạc tiêu hồn đơn thôi mà. Hắn muốn hại ta chứ không phải hại cô đâu. Cô nương xấu xí nghe nói lại khóc lên ngất xỉu. Thiên Kiệt nhìn Thi Trúc Sinh không nói không rằng cứ cúi đầu băng đi, lòng đầy thắc mắc mới lên tiếng hỏi, công tử, lẽ nào chúng ta bỏ cuộc? Thi Trúc Sinh thiểu não như con gà trọi bại trận, không bỏ cuộc thì còn làm gì? Cho dù hôm nay có bắt được Lãnh Như Băng thì cũng vô ích thôi. Địa Kiệt nhăn tít mày, vì sao vậy? Thi Trúc Sinh thở dài, người có thấy Lãnh Như Băng và con bé ấy thần sắc đã hoàn toàn bình thường không? Chắc chắn tiểu nữ ấy có trong người cửu dương trọng thể. Không cần giao hợp mà chỉ cần trao đổi âm dương với Lãnh tiện nhân là cả hai cùng khỏi bệnh. Ai, người tính không bằng trời tính rồi. Bây giờ cả lũ chúng nó đều khỏe mạnh, không rút đi thì còn biết làm gì. Chuyện đã đến nước này, hãy về tổng đàn tính kế khác, dừng còn đó sợ gì thiếu củi. Gã cúi đầu đi không nói thêm gì nữa. Nói là về nhà suy tính kế khác nhưng võ công tuyệt thế đâu phải nói có là có. Địa táng chi khí đã tuyển đường tu luyện vì không còn địa táng hoàn. Gã phải làm sao để xưng bá võ lâm đây? Bỗng ầm một tiếng, mẹ kiếp con bà nó. Gã không để ý bị một cành cây đâm vào giữa đầu, Thi Trúc Sinh tức tiết chỉ vào gốc cây gào to cả mày cũng chống lại ta. Nhị Kiệt, mau bật gốc nó lên. Hắn dẫm dẫm hai chân, chu chéo như bà già mất gà. Thi Trúc Sinh thu quân tự lui, Hy Bình kỳ lạ nhưng không muốn đuổi theo, chỉ nói ngắn gọn đi thôi. Thiếu nữ sư tỷ nhìn sư muội ngất xỉu trong lòng. Ấp úng thế còn. Hy Bình thở một hơi dài ngắn ngẩm, ôm gọn cô nương xấu xí vắt lên vai, nào thì để ta vậy. Không hiểu sao thiếu nữ sư tỷ lại tỏ ra tươi tỉnh, thế thì ta dẫn đường, ngựa của chúng ta có lẽ vẫn ở chỗ cũ, ta nuôi chúng nó từ nhỏ nên chúng không bỏ đi đâu. Hy Bình và Lãnh Như Băng đi theo nàng ta, thiếu nữ xấu xí chợt tỉnh lại, hai tay của quảng loạn xạ trên lưng Hy Bình gào đòi xuống đất. Nhưng khi hắn đặt nàng xuống thì nàng lại ngã lăn ra. Hy Bình buộc lại phải vác cô nàng lên, dọa nếu còn kêu thì hắn lột hết váy áo. Một chiêu này quả là linh nghiệm, cô nương xấu xí nghe thế ngoan ngoãn nằm yên trên vai Hy Bình, có điều nước mắt cứ tràn trề chảy xuống.
Cả bọn đi tới chỗ đêm qua hai sư tỷ muội giao đấu với địa ngục môn. Hai con ngựa quả nhiên vẫn còn đó, hai thiếu nữ cưỡi chung một con, Lãnh Như Băng thì chết cũng không chung ngựa với Hy Bình. Cuối cùng hắn đành buộc nàng vào ngựa còn hắn thì dắt ngựa đi. Hai con ngựa đi rất chậm vì phải cõng hai người trên lưng, phần nữa nếu mà chạy nhanh thì cô nương xấu xí lại hét toáng lên vì đau. Cũng may cả bốn cùng đem theo lương khô, cho dù không no nhưng cũng tạm qua được một ngày đường. Mấy người bắt đầu hỏi han tên họ, hai thiếu nữ, sư tỷ tên Minh Minh, sư muội gọi là Hiểu Hiểu. Hy Bình tự nhiên nổi hứng nói rằng mình là Hoàng Ngưu, còn đặt cho Lãnh Như Băng cái tên Mỹ Miểu Băng Băng, Lãnh Như Băng cũng không phản đối. Bọn họ đi suốt cả đêm, trưa ngày hôm sau đến được Hoàng Bì Trấn. Việc đầu tiên là tìm một quán ăn, sau đó mới đi tìm khách trạm. Tỷ muội nhà kia ở chung một phòng, lại như lần trước. Hy Bình bắt Lãnh Như Băng phải ở chung phòng. Tất thảy chúng nhân trong khách trạm đều lắc đầu thở dài, mỹ nhân chim sa cá lặn thế kia lại cặp với thằng cha xấu như ma mút, đời chẳng có gì là công bằng cả. Vào đến trong phòng, việc trước nhất là ngủ lấy lại sức. Hy Bình trèo ngay lên giường, thấy Băng Băng ngồi gục đầu trên bàn mới hỏi, sao không lên giường mà ngủ. Lãnh Như Băng trở về với vẻ lạnh lùng cố hữu, người chiếm giường rồi thì ta nằm sao được. Hy Bình hề hề, thật vậy không? Ta lại thấy hôm trước nằm trong lòng ta nàng ngủ rất ngon. Lãnh Như Băng tức đến vằn mắt, ngươi. Hy Bình nhảy khỏi giường đi về phía Lãnh Như Băng. Như Băng nghĩ hắn sẽ lại dùng sức bê nàng lên giường liền trao mày thủ thế. Nào ngờ đến bên nàng hắn chỉ nói nhẹ nhàng, đừng có như vậy, nàng đã không thích thì ta nằm dưới đất, hãy lên giường ngủ đi. Lãnh Như Băng chợt cảm thấy chút hụt hẫng. Vừa rồi trả treo với Hy Bình nhưng thật tâm không phải nàng định ngồi ngủ mà chỉ muốn Hy Bình bế nàng lên giường. Nếu Hy Bình bế nàng lên, nàng vẫn sẽ dẫy nhưng là dẫy để hắn ôm chặt hơn. Không hiểu vì sao nàng lại như vậy. Nàng chẳng phải là người lạnh như băng đá đấy sao? Phòng bên kia, hai sư tỷ muội cùng nằm một giường. Cô nương xấu xí Hiểu Hiểu vẫn khóc thút thít, hai ngày qua không biết nàng đã chảy bao nhiêu nước mắt. Minh Minh chỉ biết vỗ về an ủi. Sư muội chớ thương tâm quá, khóc mãi thế là tự hủy hoại thân thể đó. Hiểu Hiểu liền khóc nức lên, mặc kệ muội, thân thể muội không còn lành lặn, muội cần gì đến nó nữa. Sao tỷ lại bảo người ấy cứu muội, thà để muội chết quách đi còn hơn. Minh Minh thở dài, sư muội à, ta biết chuyện đó sẽ làm muội đau lòng. Nhưng nếu muội chết đi thì chúng ta càng đau lòng hơn, lẽ nào chúng ta lại bỏ mặc cha mẹ được. Hiểu Hiểu tấm tức, thế nhưng sau này em còn gả được cho ai? Người kia vừa già vừa xấu vừa háo sắc, lại mang theo một cô nương đẹp như vậy. Thật không hiểu được vì sao cô ấy lại yêu được. Hắn ta. Minh Minh lắc đầu, ta đã nhìn ra, cô nương đó không thích gì gã xấu xí kia đâu, chẳng qua là hắn tình nguyện làm cho cô ta điều gì đấy thôi. Hiểu Hiểu lại nức lên, thế tại sao họ suốt ngày ôm nhau, lại còn ngủ với nhau nữa? Minh Minh kinh hãi, sư muội à, em chớ có ghen. Hiểu Hiểu oà khóc, Minh Minh hốt hoảng xin lỗi, sư muội ngoan à, chớ có khóc nữa, ta không có ý gì đâu. Đúng là khuôn mặt anh ta xấu xí quá, nhưng dáng người lại vạm vỡ cường tráng, chẳng giống gì 40 tuổi cả. Hiểu Hiểu chừng như nhớ lại, thắc mắc nhìn Minh Minh, tỷ à. Lúc muội và hắn ta, tỷ và cô ấy đều nhìn thấy cả. Minh Minh thở dài, chính tỷ cởi váy áo của muội ra mà. Sau khi giải huyệt cho muội, tự muội xông về phía anh ta, lại còn cào cấu cắn xé đòi anh ta ân ái. Hiểu Hiểu giơ tay che mặt hét, đừng nói, đừng nói nữa. Minh Minh vẫn đều đều kể, trông muội lúc đó như là bao nhiêu cũng không đủ. Ta và Băng Băng tiểu thư không nhìn, chỉ nghe một lúc đã không chịu nổi, phải ra cửa động tọa thiền suốt đêm, thực tình thật là khó chịu. Muội bị trúng độc không nói làm gì, không hiểu sao anh ta cũng khỏe đến thế. Vậy mà lúc đầu còn nói mình già cả hết xí quách rồi. Giá mà trẻ hơn một chút thì tỷ cũng khuyên muội chấp nhận đi. Hiểu Hiểu dẫy lên, tỷ à, làm sao muội lại làm vợ đồ xấu xí háo sắc ấy được. Minh Minh thở dài, còn sao nữa, chẳng phải thực ra muội đã thành vợ anh ta đấy sao? Hiểu Hiểu vùng vằng, lão già ấy muội gọi bằng bố được rồi. Minh Minh lắc đầu, thế mới oan nghiệt, được rồi, tỷ sẽ tìm cho muội một người trẻ tuổi. Có điều muội phải kiên cường lên. Hiểu Hiểu trao mặt khổ sở, muội đã như thế này rồi, liệu có ai? Minh Minh xoay người ôm lấy hai vai sư muội, ngốc à, muội đẹp như thế, có gả đi 100 lần vẫn còn gả tiếp được nữa,
huống chi mới chỉ có một lần. Hóa ra cô sư muội xấu xí ấy lại là một mỹ nhân ư. Hai tỷ muội ngủ một giấc cho đến chiều tối, sau khi ngủ dậy thế nào lại đem cơm canh đến phòng của Hy Bình và Lãnh Như Băng. Vừa ăn đôi mắt đẫm lệ của Hiểu Hiểu vừa nhìn găm vào Hy Bình, không rõ là yêu hay ghét. Cuối cùng Hy Bình cũng phải thấy nhột nhạt, cái nhìn của cô gái có vẻ gì đó thật kỳ lạ, không ngọt ngào cũng không căm hận mà nhịu oán trách hờn tủi thế nào. Cô nương xấu xí ấy sao lại có đôi mắt mê hồn đến thế? Nhớ tới thân hình nõn nà của nàng, lòng hắn đột nhiên nóng rực lên, nhưng miệng lại quát nạt, nhìn cái gì? Ăn đi! Hiểu Hiểu bị Hy Bình quát lại bắt đầu nước mắt giàn giụa. Đôi mắt của nàng đầm đìa lệ nhỏ, đẹp đến không ngờ. Minh Minh hốt hoảng buông đũa an ủi. Lãnh Như Băng lại lạnh lùng, người đã cướp đi trinh tiết người ta rẻ rúng như thế, người ta nhìn một lúc cũng không được hả? Hy Bình nhè ra một miếng xương gà, lúng búng, nàng nghĩ ta thèm lắm à? Nếu không vì cứu cô ta thì dù có nhìn ta cũng cóc thèm. Hiểu Hiểu lại sụt sịt, người tàn nhẫn lắm. Ta đâu cần ngươi cứu. Cớ sao ngươi lại cứu ta? Ngươi nói đi ta còn gả cho ai được nữa? Hy Bình giật mình, gắp miếng thịt gà cho vào miệng nhai một lúc mới lẩm bẩm, gả cho ai thì gả, chớ gả cho ta. Hiểu Hiểu lại khóc giống lên, ta thà chết cũng không lấy ngươi, lão già thối tha xấu xí. Hy Bình buông ngay bát xuống, vừa vỗ tay vừa vui vẻ cười, có thế chứ? Nhớ đừng có quên đấy nhé, con gái ta lớn hơn ngươi 2 tuổi rồi đấy. Hiểu Hiểu không khóc nữa, chợt trừng mắt nhìn Hy Bình, thế thì tại sao ngươi cứ ôm ấp Băng Tỷ mãi, lại còn ngủ chung giường nữa? Cả ba người há hốc mồm quên cả nhai, Hy Bình suýt nữa ho cả cơm ra bàn, đoạn đặt bát ôm bụng cười sặc sụa, ối giời, hóa ra là cô ghen, bà cố nội ơi. Mặt Minh Minh đỏ dừ vì xấu hổ, Hiểu Hiểu vẫn âm ức nói, cho dù ngươi có giả có xấu thì vẫn là người đầu tiên, ta không yêu ngươi thì sẽ căm hận người. Ta nhất định sẽ bảo nhị ca đánh cho ngươi một trận, đồ độc ác. Hy Bình lắc đầu tiếp tục vào cơm, đoạn nói khơi khơi, gọi ai đến đánh cũng được, ta chấp hết. Có điều nhanh nhanh biến khỏi mắt ta. Minh Minh, cô đã hứa không để sư muội quấy nhiễu ta, thế thì ngày mai hãy dẫn em cô đi đi. Ta sợ sư muội của cô đến lúc nghĩ quẩn lại nằng nặc đòi lấy lão già xấu xí này thì ta toi đời. Lãnh Như Băng bỗng lên tiếng, thôi nào ăn cơm đi, đừng đôi con nữa. Hai chị em ăn xong về phòng, Minh Minh băn khoăn, sư muội, thật sư muội định bảo nhị sư huynh đánh anh ta một trận. Hiểu Hiểu âm ức, muội cũng không biết, thật là tức chết đi được. Đã cướp đi đời con gái của muội lại còn dám chê muội nữa. Cứ nhìn thấy cái mặt nhơn nhơn của lão ta là em phát điên lên rồi. Bực quá đi mất. Minh Minh khuyên giải, sư muội à, bực tức thì cũng được cái gì nào. Hiểu Hiểu chợt lu loa, muội chỉ hận không cắn cho hắn được mấy cái. Minh Minh dở khóc dở cười, chỉ còn biết lắc đầu, ôi chao. Hiểu Hiểu vẫn chưa chịu thôi, sư tỷ, muội phải làm thế nào đây? Minh Minh thở dài, về đến Sơn Trang hãy nói, nôn nóng lúc này cũng được ích gì. Hiểu Hiểu bỗng hỏi, sau này nếu không tìm thấy hắn thì sao? Minh Minh chột dạ, muội còn định tìm anh ta, người ta đã không đến quấy thì muội nên cảm ơn trời đất mới phải chứ. Muội mới 17 lại xinh đẹp như thế, còn thiếu gì cơ hội? Anh ta đã 40 tuổi rồi đó. Hiểu Hiểu trầm ngâm ngồi thử ra. Minh Minh lại nói, chúng ta cũng phải nhanh nhanh rời đi. Nếu anh ta biết muội đẹp thế nào thì đồ quỷ háo sắc ấy không buông tha cho muội đâu. Hiểu Hiểu bỗng nghĩ ra điều gì đó, trầm giọng, sư tỷ à, liệu hắn cũng có dễ dàng ra đi không? Minh Minh thở dài, tỷ cũng ngờ là như vậy, nhưng cũng không biết làm gì hơn nữa. Hiểu Hiểu nói như tự sự, muội quan sát kỹ rồi, hắn không tuyệt tình như vẻ ngoài đâu. À này tỷ, muội dần nhớ lại được rồi, khi cùng hắn ta muội thấy rất quen thuộc, có phải trước đây muội đã biết hắn nhưng không nhớ rõ là đã gặp ở nơi nào phải không? Minh Minh dỗ dành, hay là kiếp trước em và anh ta đã là vợ chồng? Khi muội chỉ hành động theo bản năng, cảm giác sau khi tỉnh lại ắt sẽ mông lung quen biết, có điều gì là kỳ quái đâu. Nghe lời tỷ đi, ngày mai hãy trở về Sơn Trang, nếu như muội không có cách nào quên hắn thì chúng ta sẽ tới Trường Xuân Đường. Từ chỗ chúng ta đến đó cũng chỉ 7-8 ngày mà thôi. Bây giờ thì ngủ đi, đừng nghĩ lung tung nữa. Trước đây muội có điệu bộ như thế này đâu. Nào! Lãnh Như Băng ngồi bên mép giường, Hy Bình đi đi lại lại trước mặt nàng vẻ bức bối. Một lúc như không chịu được nữa, hắn gọi, Băng Băng à.
lãnh như băng cắt ngang, chớ gọi ta là băng băng, nghe khó lọt tai lắm. Hy Bình nhìn nàng dò hỏi, nàng nói xem thi trúc sinh có còn dùng cái cách ác độc đấy không? Lãnh như băng không hiểu ý hắn, hỏi lại cách gì? Hy Bình ấp úng, tức là cái cách, dùng một người, à không, dùng đến mấy nữ nhân xấu xí để làm mệt mỏi ta. Lãnh như băng bĩu môi, đồ chết tiệt nhà ngươi chẳng phải muốn thế hay sao? Hy Bình gãi đầu cười hề hề, điều đó thì có gì đâu, chỉ bực hắn ta tìm toàn người xấu. Giá mà mỗi cô đều đẹp như nàng thì dù 10 người hay 20 người ta cũng vui vẻ chữa hết. Lãnh như băng không thèm chấp lời nói rác tai đó, ngả xuống giường quay mặt vào trong ngủ. Hy Bình ngắm sau lưng nàng một lúc rồi bò tới ghé sát tai nàng hỏi, băng băng à, nàng còn lạnh không? Lãnh như băng nhột nhạt bên tai mới xích vào trong quát nhỏ, chớ nói vào tai ta. Hy Bình tiêu nghỉu rời khỏi giường, đi lại trong phòng mấy vòng rồi cố nằm xuống nền nhà. Đến nửa đêm, người lãnh như băng lại bắt đầu lạnh toát. Nàng cố gắng chịu đựng, ngắm nhìn Hy Bình ngủ say trên sàn nhà mà hoàn toàn không hiểu gã trai này được nặn bằng gì. Lần thứ nhất ở quần phương lầu, hắn ta chẳng khác đứa trẻ vô lại, làm loạn cả lầu bằng giọng hát khê nồng khê nặc của mình. Hồ Điệp thất cơ nói hắn là đại cao thủ trong phòng the, quả thực hắn khỏe đến mức chỉ trong nháy mắt đã đánh bại Địa Kiệt. Lần thứ hai khi hắn hộ tống nàng, băng băng đã nghĩ hóa ra hắn chẳng biết chút võ nghệ. Đang khi tuyệt vọng thì hắn lại đánh bại Tam Kiệt hợp công trong nháy mắt. Lần này thì không phải chỉ dùng sức nữa mà rõ ràng là một đao pháp tinh diệu tuyệt luân. Đao pháp ấy ở đâu ra vậy? Một điều làm nàng không hiểu nữa là hễ khi người nàng tiếp xúc với người hắn thì lãnh khí trong kinh mạch nàng tuyệt nhiên không còn phát tác. Thi Trúc Sinh đã nói chỉ có ai tu luyện địa táng chi khí hoặc giao hợp với người mang cửu dương trọng thể thì mới thoát khỏi lãnh khí trí âm của địa táng hoàn. Vậy làm sao nàng chỉ có ôm ấp với hắn mà đã giải được độc tố trong cơ thể? Hắn ta, đồ thối tha ấy, rốt cục là người như thế nào? Có lẽ chỉ có hỏi thẳng hắn mới biết mà thôi. Nhưng nhìn dáng vẻ hắn nàng đoán, có lẽ chính hắn cũng không biết được hắn là thế nào, bởi lúc nào hắn cũng ngốc nghếch đến đáng ghét, chỉ thỉnh thoảng hắn lại khiến người ta động lòng. Phải rồi, động lòng. Bản thân ta có vì hắn mà rung động con tim không? Đương nhiên là không rồi. Lãnh như băng vừa suy nghĩ vừa dần chìm vào giấc ngủ. Sáng ra, nàng vừa tỉnh giấc thì hai tỷ muội nhà kia đã gõ cửa. Nhìn thấy Hy Bình ngủ trên sàn nhà. Hiểu Hiểu reo to như cụ Kha Luân bố tìm ra châu Mỹ, a, lão đầu bò ngủ trên sàn nhà, lão. Đột nhiên Hy Bình dương đôi mắt lên, Hiểu Hiểu sợ hãi im bặt. Hắn ngồi dậy áp thân hình to cao lực lưỡng về phía Hiểu Hiểu, nói lớn ta ngủ trên nền nhà thì người vui vẻ lắm sao. Hiểu Hiểu sợ đến run lên nhưng không hiểu sao lại cúi đầu nói một câu có một chút. Liền sau đó nàng len lén ngẩng đầu, đôi mắt não nùng nhìn Hy Bình không chớp. Cả ba người kia không hiểu vì sao Hiểu Hiểu lại thẳng thắn đến như vậy. Tại sao nàng lại vui vẻ khi phát hiện Hy Bình không ngủ cùng với Như Băng? Minh Minh lắc đầu nghĩ thầm, sư muội của nàng đúng là đã yêu con người xấu xí này rồi. Hiểu Hiểu chợt nũng nịu, ta sắp đi rồi, người có thể làm cho ta một việc không? Hy Bình ngắm nhìn cô nương xấu xí đang tròn mắt đón chờ câu trả lời của hắn. Lòng le lói chút thương cảm, hắn gật đật đầu. Hiểu Hiểu xem ra vô cùng vui sướng, đến mức nói thật thản nhiên, ta muốn ngươi hôn. Hôn ta? Hy Bình lập tức hối hận, trợn mắt, không được, việc này ta không đồng ý. Ngừng một lát, hắn cào nhau, bà cố nội à, ta còn chưa xúc miệng. Lãnh như băng thấy Hy Bình nuốt lời thì có chút bực mình. Kẻ thối tha kia việc gì cũng dám làm, vậy mà lại khăng khăng hắt hủi con gái người ta như vậy. Hai sư tỷ muội thì khỏi phải nói, chỉ nhìn Hy Bình đầy oán giận. Minh Minh kéo ta Hiểu Hiểu, sư muội đừng khóc, loại người này không đáng để muội khóc. Đúng lúc Hiểu Hiểu quay người định chạy đi, bàn tay hộ pháp của Hy Bình chợt níu nàng lại, ôm vào lòng hôn thắm thiết. Lãnh như băng nhìn hai tỷ muội ra đi, chợt hỏi Hy Bình, ngươi không hối hận đấy chứ? Hy Bình chỉ thở phào một hơi nhẹ nhõm, hối hận cái gì? May mà thoát nợ. Lãnh như băng cười cười, quên nói với ngươi, Hiểu Hiểu cũng là mỹ nhân. Ít nhất không kém sư tỷ cô ta đâu. Hy Bình ngạc nhiên, sao nàng biết được? Lãnh như băng thản nhiên, ngay từ đầu ta đã chắc Hiểu Hiểu là một mỹ nhân. Con gái mà có thân thể và làn da như vậy, tuyệt đối không thể xấu được. Hy Bình vò đầu bứt tai, bỗng nhiên nhảy chồm ra cửa như muốn đuổi theo hai tỷ muội, nghĩ thế nào lại quay về,
Tiêu Nghiểu, vậy cớ sao nàng không nói sớm? Lãnh Như Băng cười nhạt, hối hận rồi hả? Thi Bình chợt cười ì hì hì, hình như nàng đang ghen. Đúng rồi, nàng không nói ra là muốn ta đuổi họ đi, cho nàng độc chiếm ta. Lãnh Như Băng tức giận, không phí lời với ngươi. Đi mua cỗ xe ngựa khác, tiếp tục làm phu xe đi. Đêm xuống, Thi Bình và Lãnh Như Băng vẫn chung một phòng, kẻ trên giường, người dưới đất. Nửa đêm tỉnh giấc vì tiếng kêu lạnh, hắn bật dậy nhìn, toàn thân như băng đang co rúm lại run rẩy. Thi Bình vội vàng cởi áo, lật chăn lột hết xiêm y nửa trên của nàng, đoạn ôm chặt nàng vào lòng, trùm kín chăn ngủ tiếp. Không rõ đã qua bao lâu, Lãnh Như Băng chợt dãy dụa làm hắn tỉnh giấc. Thi Bình mở mắt thấy nàng đang cố vùng vẫy thoát khỏi hắn. Thấy vậy hắn lại càng ôm chặt hơn, vờ lên giọng trách, không muốn để ta ngủ yên được hay sao? Lãnh Như Băng bị kiềm chặt trong đôi cánh tay cứng như sắt, bộ ngực trăng tròn dính chặt lên lồng ngực rắn chắc của Hi Bình. Nàng phẫn nộ đấm thình thịch lên người hắn, thả ta ra, đồ thối tha. Lợi dụng khi người ta ngủ làm chuyện bỉ ổi. Hi Bình bị Lãnh Như Băng đấm tới tấp, không nhẹ mà cũng không mạnh. Hắn nhăn mặt cho qua, chỉ cười hề hề, băng băng à, cho dù nàng nghĩ thế nào thì ta cũng không thể buông nàng ra được. À còn điều này... Ôm nàng ngủ trên giường hóa ra thú vị hơn một mình ngủ trên sàn nhà nhiều. Ta đã quyết định rồi, từ bây giờ cho đến trường xuân đường ta đều phải ôm nàng ngủ. Lãnh Như Băng đấm một lúc thấm mệt, trùng người xuống thở hổn hển, mỗi lần như thế đôi mắt của nàng lại nhỏ lệ xuống ướt khuôn ngực hắn. Thi Bình ngạc nhiên, không ngờ Lãnh Như Băng lại cũng như hiểu hiểu, lúc không làm được gì là sẵn sàng thút thít mãi không thôi. Như Băng chợt cọ cọ hai má lên trên ngực Hi Bình như đang dùng ngực hắn để lau nước mắt. Hi Bình cảm thấy tức cười, lật người đè nàng xuống dưới. Lãnh Như Băng thất sắc hét lớn, ngươi làm gì vậy? Hi Bình chợt muốn trêu nàng, bèn mỉm nụ cười dọa nạt, nàng nói thử xem. Lãnh Như Băng hoảng hốt giãy giụa, đồ thối tha, người dám. Ta sẽ. Hi Bình buông một tay ôm, nhẹ nhẹ vuốt lên khuôn mặt Như Băng. Cúi đầu hôn lên đôi mắt đẫm lệ, dịu dàng, đừng sợ, ta không bao giờ làm hại nàng đâu. Chỉ vì thấy nàng bị lạnh nên ta không chịu nổi. Trước khi nàng khỏi ta sẽ đều ôm nàng ngủ, đến lúc nàng khỏi lại tính tiếp, được không? Nói rồi lật người ôm chặt Như Băng vào lòng. Lãnh Như Băng không phản kháng mà chợt nói như ra lệnh, ngủ như thế ta không quen được. Ta không muốn ngươi ôm ta ngủ mà ta sẽ ôm ngươi ngủ, buông ta ra. Thi Bình ngẩn người ngạc nhiên. Nhưng đây là lệnh của nàng nên hắn chỉ còn cách tuân theo. Lãnh Như Băng tuột khỏi tay Hi Bình, trèo sang nằm phía bên kia, cả tay lẫn chân đều gác lên người hắn, đoạn ghé vào tai hắn thì thầm thế này dễ chịu hơn nhiều. Tay phải Hi Bình không nhịn được, bắt đầu khe khẽ sờ lên ngực nàng, hỏi nhỏ, băng băng à, thế này có dễ chịu không? Băng băng hứ lên một tiếng, gạt phát bàn tay ma quỷ, dằn dỗi, cấm ngươi đụng đến chỗ đó của ta. Thi Bình biết rõ nhưng vẫn cố hỏi lại, chỗ đó là chỗ nào vậy? Lãnh Như Băng thở dài, người nói là không xâm phạm ta cơ mà. Thi Bình vuốt nhẹ lên mái tóc nàng, láo lỉnh, hay là nàng hãy xâm phạm ta đi. Lãnh Như Băng trầm ngâm giây lát rồi hỏi, có phải là lúc nào ngươi cũng muốn chiếm đoạt ta không? Thi Bình nghe giọng nói biết rằng không thể lung lạc được nàng. Bỗng nhiên hắn khống chế được dục vọng bản thân, chỉ nghiêm túc nói, ta biết nàng không thích ngủ cùng ta. Nhưng không như thế thì nàng lại phải chịu giá lạnh. Nhiệm vụ của ta bây giờ là bảo vệ nàng, vì thế nàng hãy yên tâm. Ta sẽ cố chịu đựng, cho dù có chảy máu mũi cũng sẽ không làm gì nàng, cùng lắm thì chỉ tiện tay sờ một chút chút, hôn một chút chút, nàng không phản đối chứ. Không thấy Lãnh Như Băng trả lời, hóa ra nàng đã thiếp đi. Thi Bình không tài nào hiểu nổi người con gái này, vừa vùng vẫy chửi mắng hắn hết nước hết cái, thế mà nói chưa hết lời nàng đã ngủ say. Tuy nhiên, chỉ cần nàng cho hắn nằm cạnh, lòng Hi Bình cũng đã ngọt ngào lắm rồi. Hắn biết hắn đã yêu nàng, nhưng nàng có yêu hắn như hắn yêu nàng không? Từ đó về sau, ban ngày Hi Bình làm phu xe, ban đêm làm cái gối ôm cho Như Băng ngủ. Sau khi đã thỏa thuận xong với Hi Bình, Lãnh Như Băng như biến thành người khác, hay nói đúng hơn, nàng như không coi hắn là người nữa. Có lúc nàng ôm Hi Bình ngủ một mạch đến sáng, có lúc lại bò lên người hắn nằm ngủ. Cũng có nàng kẹp cứng hông Hi Bình khiến hắn suýt tắc thở. Ngay cả đôi tay ngọc ngà sau khi ngủ rồi vẫn không yên phận, có lúc luồn vào ngực áo Hi Bình vuốt ve, thậm chí có lúc chọc cả vào giữa hai chân hắn.
vì bị lãnh khí công phạt nên lãnh như băng rất hay mơ, trong mơ nàng dùng tay đấm hắn, đá vào cẳng chân, miệng cắn lung tung trên đầu trên cổ hắn. Thi Bình tuy không chảy máu mũi nhưng bị kích thích đến mức phải đánh thức nàng dậy, bảo nàng sang ngủ một bên. Vậy mà lãnh như băng không nghe, nói rằng ôm hắn đã thành thói quen, không ôm thì không ngủ được. Thi Bình hết cách bèn uy hiếp lãnh như băng, dọa nàng còn làm như vậy thì hắn sẽ không chịu nổi mà buộc phải xâm phạm nàng. Lãnh như băng dọa ngược lại, bảo nếu hắn xâm phạm nàng thì nàng sẽ không thèm xóa dịch dung cho hắn. Không còn cách nào khác, Thi Bình đành phải đợi như băng ngủ say rồi mới khe khẽ đẩy nàng ra, nằm xuống sàn nhà lấy cái lạnh dẹp đi những ham muốn dạo dực. Nhưng chưa ngủ được bao lâu thì chiếc gối trên giường đã bay tới chúng vào giữa mặt. Thi Bình mở mắt thấy lãnh như băng đang ôm chăn nhìn hắn tức tối. Hắn chỉ còn biết tiêu nghỉu đứng lên, nhặt chiếc gối quay trở lại giường. Như băng ngay lập tức lại quấn chặt ấy hắn. Thi Bình hắng giọng, băng băng à, nàng còn làm như thế ta sẽ. Và cũng như những lần trước, Thi Bình còn chưa kịp nói hắn sẽ làm gì thì Như băng đã ngủ say như chết. Cứ như vậy, đêm nào Thi Bình cũng mất ngủ, chỉ còn cách ban ngày vừa đánh xe vừa tranh thủ gà gật bù lại. Hoa thơm nhưng khó ngửi, thật không ai biết hắn khổ đến mức nào. Thời gian một tháng cũng qua đi, họ đã đến trường Xuân Đường. Thi Bình thở một hơi dài sảng khoái, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, từ mai ta sẽ ngủ thoải mái. Nàng có ôm ta ngủ hay không cũng mặc xác. Trường Xuân Đường, trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy, là một trong đương kim võ lâm tứ đại thế gia, ba nhà còn lại lần lượt là Thần Đao Môn, Thiên Phong Bảo, Bích Lục Kiếm Trang. Người sáng lập của tứ đại võ lâm thế gia là đồng môn sư huynh đệ. Trong mắt của người võ lâm, bốn nhà là một thể, trên thực tế, bốn nhà rất ít khi qua lại, trừ khi có sự tình đặc biệt phát sinh, nếu không bốn nhà là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đôi bên nhìn một chút có lạ gì. Trong bốn nhà có một truyền thống ước định, mỗi 20 năm, trong đám trẻ tuổi của võ lâm tứ đại thế gia tiến hành một lần tỷ võ thi đấu. Người chiến thắng trở thành thống soái chân chính của tứ đại gia tộc, trong 20 năm sau, lãnh đạo tứ đại võ lâm thế gia. Tứ đại võ lâm thế gia phân bố đông tây nam bắc bốn phương, đông cho Trường Xuân Đường, nam cho Bích Lục Kiếm Trang, tây cho Thiên Phong Bảo, bắc cho Thần Đao Môn. Trong bốn nhà, chỉ cần bất kỳ một nhà nào có chuyện phát sinh, ba nhà còn lại đều có thể toàn lực giúp đỡ, nhưng nếu bình an vô sự, gặp nhau giữa các nhà vẫn còn có thể nói câu, chào, huynh đệ, người ở đâu rồi, thực sự người trong nhà không nhận biết nhà mình. Trường Xuân Đường tuy là tứ đại võ lâm thế gia, nhưng nhân sĩ trong phái lại đều là võ công bình bình. Song, thanh danh trên giang hồ so với ba nhà kia cộng lại còn vang dội hơn, tất cả là vi y thuật của Trường Xuân Đường nổi tiếng thiên hạ, bất luận là người xấu hay người tốt, chỉ cần là bệnh nhân đưa tiền ra, bọn họ đều chữa trị. Với lại, chỉ cần ngươi không phải chết, bọn họ đều có thể đem ngươi cứu sống lại. Đương nhiên, nếu ngươi phải vào quan tài, bọn họ cũng có thể đồng tình nói, ai, ngươi quay về chuẩn bị hậu sự đi. Cho nên, người của Hắc Bạch Lưỡng Đạo đều đối với Trường Xuân Đường rất là tôn kính, trước đến giờ không động tới bọn họ, bởi vì sợ sau khi động tới bọn họ, sau này nếu bản thân bị người chém, không có người thay mình tu bổ làm người dù sao cũng phải vì bản thân lưu lại hậu lộ phải không? Do đó, Trường Xuân Đường tuy là võ công bình bình, vài chục năm trở lại đây, lại cũng yên ổn đứng ở giang hồ, thanh danh truyền xa, tài nguyên ào ào, phú túc thiên hạ. Hôm nay, Thi Bình lái xe ngựa dừng trước cửa lớn của Trường Xuân Đường, xuống xe kêu người giữ cửa thông báo một tiếng, người giữ cửa đó lại nói chủ nhân của bọn chúng vừa mới đi xa, để hắn qua đoạn thời gian lại tới, hoạn giả đến phân điếm của Trường Xuân Đường chữa trị. Thi Bình nghĩ thầm, có chuyện trùng hợp thế này sao, ta hôm nay tới, người hôm qua đi. Đây không phải rõ ràng kế qua quýt hắn ư. Hắn lại không giống như những người trong giang hồ khác đối với Trường Xuân Đường tôn kính. Hai tay kéo lấy của cổ áo của tên giữ cửa, cầm hắn nâng lên, nói, ngươi đi thông báo hay không? Dám nói chứ không, ta sẽ đem ngươi ném lên trên đường lớn. Tên giữ cửa lia lịa gật đầu, để Thi Bình thả hắn xuống, liền giống như con chuột trốn vào bên trong. Thi Bình quay đầu nhìn thấy có nhiều người đang vây quanh xem, như hung thần ác sát quát lên, nhìn cái gì? Chưa thấy qua người khác đang môn cầu y sao? Bộ dạng đó của hắn cũng gọi cầu y sao? Thái quá rồi. Thi Bình chạy đến trước xe ngựa, biến thành ôn nhu, nói, băng băng, có thể xuống xe rồi. Lãnh như băng từ trên xe ngựa bước xuống, người bên ngoài đều sững sờ.
Thiếu nữ mỹ lệ thế này làm thế nào có thể cùng một nam nhân vừa già vừa xấu không nói đạo lý chung với nhau chứ? Khi bọn họ lần nữa đi tới cửa, bên trong truyền lại một tiếng yêu kiều quát lên, ai ở bên ngoài ngang ngược đó? Một thiến nữ xinh đẹp 17-18 tuổi cùng một thiếu niên tuấn tú 16-17 tuổi từ bên trong vội vàng đi ra, khi nhìn thấy một trung niên nhân xấu xí cùng một nữ tử mỹ diễm gần như thiên tiên, bọn họ cũng không nhịn được ngẩn ra. Thiếu nữ hướng về Hy Bình giận dữ trách mắng, có phải ngươi ở đây dở thói ngang ngược không tát giã? Hy Bình cười có chút ám muội nhìn khuôn mặt hình trái trứng mỹ lệ mang theo một chút ngạo khí lại có vài phần ngây thơ của nàng ta, nói, vẩy muối tát diêm. Không có, không có, ta không phải tới đây với muối, ta là tới đây cầu y, xin hỏi muội là ai, tiểu cô nương mỹ lệ. Thiếu nữ đối với ngôn ngữ khinh bạc của hắn khinh thường ngoảnh đi, nói, đa nương của ta ra ngoài, các người sau này lại tới. Hy Bình nói, không tốt, chuyện này kéo không được phải, lão phụ thân của muội không ở nhà, còn có muội, muội lại trị bệnh băng băng cho huynh. Thiếu nữ cau mày hỏi, ai là băng băng chứ? Hy Bình khóe mắt nhìn lãng như băng bên cạnh, nói kính, đây này. Thiếu nữ nhìn lãnh như băng, lại nhìn Hy Bình, hỏi tỷ ấy là con gái của ngươi sao? Nhìn không ra bệnh gì hết. Hy Bình kêu, nàng ta không bệnh, ta mới có bệnh. Lãnh như băng xuất ngôn nói, cô nương, đừng lý tới tên vô lại này. Ta là thành tâm cầu y, cô nương có thể tiện làm hay không? Thiếu nữ do dự một hồi, nói, được rồi, vào trong rồi bàn tiếp. Trưởng môn nhân của trường Xuân Đường Hoa sơ khai, thê tử Âu Dương Chân, sinh hạ hai nữ một nam. Đại nữ Hoa Tiểu Thiến một năm trước gả cho đại công tử Triệu Tử Hào của Thần Đao Môn, một nữ một nam xuất hiện trước mặt Hy Bình, là nhị nữ Hoa Tiểu Mạn của Hoa sơ khai cùng nam tử duy nhất của ông ta Hoa Tiểu Ba. Hoa Tiểu Mạn nghe trình bày của Lãnh Như Băng, cũng không biết trị liệu thế nào, đành phải để bọn họ ở lại trước, đợi sau khi phu phụ Hoa sơ khai quay về lại tiến hành chữa trị. Hoa Tiểu Mạn an bài hai gian khách phòng cho bọn họ, Hy Bình nói không cần phải nhiều như thế, một gian là đủ, bọn ta hai người ngủ tại một chỗ. Lãnh Như Băng xấu hổ đỏ mặt, vội vàng nói ai cùng ngươi ngủ một chỗ chứ? Hai người vì ngủ cùng chỗ hay không vấn đề này tranh luận không nghỉ, cãi nhau đến mặt hồng tai đỏ. Hai thư đệ đứng bên cạnh nhìn cảnh này, rất là kinh ngạc hai người này cho cùng là quan hệ gì chứ? Phụ nữ không giống phụ nữ con gái, tình lữ không giống tình lữ, là thế nào có thể đi thành một khối chứ? Còn ngủ chung một chỗ nữa. Hai thư đệ không khỏi vì Lãnh Như Băng cảm thấy đáng tiếc, một nữ tử mỹ mạo như thế lại cùng một tên vô lại vừa già vừa xấu. Ai, thiên ý lộng nhân, thiên đố hồng nhan a. Hoa Tiểu Ba càng là một ngực căm phẫn, hận không thể đem thiên sứ thư thư xinh đẹp từ trong móng vuốt ác ma đoạt lại, lại giao cho Uy Ca Ca bảo hộ phải. Chỉ có Uy Ca Ca mới xứng với vị thư thư này. Nhưng, như quả Uy Ca Ca cưới vị thư thư này, Tiểu Mạn tỷ tỷ lại phải thương tâm. Ai, làm thế nào đây? Đến cuối còn là Hy Bình phải nhượng bộ, không cưỡng cầu cùng Lãnh Như Băng ngủ chung một chỗ nữa, nhưng yêu cầu nàng ta phải cùng Hoa Tiểu Mạn ngủ chung. Hai nữ nhân đều hỏi vì tại sao? Hắn nghe thấy nộ hỏa trùng thiên, hướng về Lãnh Như Băng giống to, nàng một khi rời khỏi ta sẽ có thể phát lạnh. Nếu nàng nửa đêm ba canh chết cóng, có ai biết chứ? Có một người bên cạnh nàng, ta sẽ yên tâm, nàng không biết ta thương nào sao? Dưới sự kiên trì của Hy Bình, hai thiếu nữ không quen biết đành phải ngủ chung một giường. Đến tối, Hy Bình cuối cùng yên ổn ngủ một giấc ngon, nguyên lai có lúc một người ngủ một mình, cũng là một loại hạnh phúc. Một gian phòng khác Hoa Tiểu Mạn lại tiếp nhận số phận của hắn, hầu như cả đêm không được ngủ ngon. Nàng ta vừa nằm trên giường, Lãnh Như Băng bên cạnh đã lật người ôm lấy nàng ta, khiến lông măng của nàng ta dựng cả lên rất là sợ, nữ nhân này không thể là biến thái chứ. Lãnh Như Băng lúc này mới tỉnh ngộ hiện tại ngủ bên cạnh nàng không phải Hy Bình, xấu hổ thả Hoa Tiểu Mạn ra, đi tới một bên ngủ. Hoa Tiểu Mạn không ngủ được lâu, lại bị Lãnh Như Băng chọc tỉnh, lại thấy một chân của nàng ta vắt lên trên hai chân của mình, một tay duỗi ra tiến vào trong áo ngủ nàng đè lên nụ hoa của nàng. Nàng hoàn toàn là phản xạ đẩy Lãnh Như Băng ra, trong lòng kinh hoàng vạn phần. Lãnh Như Băng bị nàng ta đẩy tỉnh, nhìn nàng hỏi, muội vì sao không ngủ vậy? Hoa Tiểu Mạn hơi giận đáp, tay của tỷ trên người của muội sờ loạn, muội sao ngủ chứ? Lãnh Như Băng lúng túng giải thích, xin lỗi, đây là nguyên nhân tỷ ban đầu không nguyện ý cùng muội ngủ chung.
Bởi vì tên vô lại đó mới ban đầu cưỡng bách tỷ cùng hắn ngủ, sau khi ngủ một đoạn thời gian, tỷ cuối cùng thành tập quán ngủ bên cạnh hắn, vừa nằm lên trên giường sẽ có thể theo quán tính ôm lấy hắn, sau khi ngủ, tay chân còn có thể trên người hắn loạn động nha. Tỷ còn không có cắn muội chứ? Hoa Tiểu Mạn không hiểu gật đầu, không biết nàng ta vì sao có thể hỏi thế. Lãnh Như Băng thở ra một hơi, giải thích tỷ sau khi ngủ mơ, bình thường cắn lấy hắn không bỏ, tỷ thực sự sợ mới rồi cắn phải muội. Hoa Tiểu Mạn tò mò hỏi, tỷ với hắn cuối cùng là quan hệ gì? Vì sao tỷ có thể cùng hắn ngủ chung chứ? Chẳng lẽ hắn xấu như thế, già như thế, tỷ còn có thể thích hắn sao? Lãnh Như Băng trong lòng thầm nghĩ, muội không biết rõ diện mạo thật của hắn, mới có thể nói như vậy, nếu có ngày nào muội thấy bổn lai diện mục của hắn, muội không thể cho rằng như thế. Không thể không thừa nhận, tên vô lại này là nam nhân xuất sắc nhất ta thấy qua. Trong miệng lại nói, hắn là bảo tiêu của tỷ, trên đường lần này đều là hắn bảo vệ tỷ cả. Tỷ tuyệt không thích hắn, hắn cưỡng bách tỷ cùng hắn chung giường là vì sưởi ấm tỷ, hắn trước đến giờ chưa tiến một bước xâm phạm tỷ, vì thế tỷ mới yên tâm ôm hắn ngủ, tới bây giờ thành một loại tập quán, muội không thấy buồn cười sao? Hoa Tiểu Mạn cảm thấy rất đồng tình, một lòng cho rằng bởi vì hàn độc trên người, Lãnh Như Băng mới để cái lão quỷ xấu xí đó chiếm không ít tiện nghi đấy ư. Nàng ta an ủi Lãnh Như Băng, Lãnh tiểu thư, tỷ không cần khó chịu. Đợi sau khi đa nương muội quay về trị hết bệnh của tỷ, hắn sẽ không có lý do chiếm tiện nghi của tỷ. Lãnh Như Băng điềm đạm nói, chỉ mong như thế. Xong, Lãnh Như Băng biết bản thân vĩnh viễn không thể có được trước đây, trái tim băng lãnh của nàng cũng không cách nào bình tĩnh lại nữa. Từ sau khi gặp phải Hy Bình, hỉ nộ ai lạc của nàng biểu hiện quá nhiều, sớm đã không phải hồ điệp công chúa trước đây bất luận chuyện gì đều để trong lòng. Đáng sợ nhất là... nàng lại có thể quen với hắn bên người, quen với mọi thứ hắn làm đối với nàng, nói thành thật, đêm nay không có hắn bên cạnh, nàng ngủ rất không yên ổn, thực sự hy vọng lúc này ngủ bên cạnh mình là hắn, khi đó nàng sẽ có thể ôm lấy thân thể cường tráng của hắn, có thể tay chân tùy ý để lên bất kỳ bộ phận nào trên người hắn, chỗ nào thoải mái sẽ bỏ lên chỗ đó, còn có thể cắn hắn kêu to hoa hoa, sau đó bản thân đắc ý cười trộm. Lãnh Như Băng nghĩ như thế, từ từ lại đi vào giấc mộng. Hoa Tiểu Mạn lại lần nữa giật mình tỉnh dậy, vẫn là bởi vì Lãnh Như Băng ôm lấy, nhưng lần này thân thể Lãnh Như Băng lại lãnh khí tập nhân. Nguyên lai khí âm hàn của Lãnh Như Băng lại phát tác, thân thể đang co quắp lại. Hoa Tiểu Mạn lập tức kêu tỉnh Lãnh Như Băng hỏi, hàn độc trên người tỷ không lẽ chỉ có hắn có thể giải sao? Lãnh Như Băng đáp, tỷ không biết người khác có thể giải hay không, nhưng chỉ cần hắn ở bên cạnh tỷ sẽ không thể cảm thấy lạnh. Hoa Tiểu Mạn xuống giường nói, muội đi qua kêu hắn. Lãnh Như Băng vội vàng nói, hiện tại phải là canh năm, không cần kêu hắn, tỷ có thể chịu đựng tới sáng. Hoa Tiểu Mạn lại đã mặc ngoại y đi ra ngoài cửa. Không lâu sau, Hoa Tiểu Mạn dẫn Hy Bình tiến lại. Hy Bình đến trước giường, nhìn thấy Lãnh Như Băng quả thực lại phát lạnh, hai câu không nói, đem nàng ta từ trên giường ôm ngang lại, nàng ta cũng không vùng vẫy. Hy Bình ôm Lãnh Như Băng đi vào phòng mình, cầm nàng ta để lên trên giường, sau đó bản thân cởi giày lên giường. Hắn vừa nằm xuống, Lãnh Như Băng đã quay người qua ôm chặt lấy hắn, thân thể nàng còn có chút run rẩy. Hy Bình đau lòng nói, sau này ta không thể để nàng lại cự tuyệt ta không muốn thấy nàng chịu khổ bộ dạng nàng lạnh, ta trông thấy là lo âu đau đớn, hiểu không? Lãnh Như Băng tựa hồ lại ngủ, song nước mắt từ trên mặt nàng từ từ rơi lên cổ Hy Bình. Hắn dùng tay nhẹ nhàng lau lệ cho nàng, lại ôm lấy nàng ta lần nữa đi vào trong mộng. Bên này Hoa Tiểu Mạn thế nào cũng không ngủ được, thấy một vị thiên sứ bị một tên ác ma ôm đi, nàng trong lòng lúc nào cũng cảm thấy có lỗi với vị thiên sứ. Ai, đợi trời sáng đi phiền cô, để cô thay vị thiên sứ trị bệnh, để nàng ta sớm ngày thoát ly vuốt nhọn của ma quỷ. Hy Bình lần nữa tỉnh lại đã sau ba thời thần. Hắn mở mắt ra nhìn thấy hai con mắt mỹ lệ của Lãnh Như Băng đang chăm chú nhìn hắn, lúc này nàng ta đang nằm sấp trên người của Hy Bình. Bàn tay to của Hy Bình không nặng không nhẹ vỗ lên cái mông nở nang lại đàn hồi của nàng ta, cười nói, nàng nếu đã tỉnh, vì sao còn phải đem ta làm giường thịt nữa? Nàng không sợ đè chết ta sao? Lãnh Như Băng sắc diện chợt phơn phớt đỏ, khiến Hy Bình mê say vô cùng, hắn ngây người nói, bộ dạng động tình của nàng cùng thần sắc băng lãnh của nàng đều là mê người. Lãnh Như Băng nổi giận kêu, ai động tình chứ? Hy Bình duỗi ngón trỏ điểm vào trán nàng,
rất thành thật đáp, này, là nữ nhân ức hiếp ta này. Lãnh Như Băng xấu hổ đỏ mặt, không lời đối lại. Thi Bình gom lấy mái tóc thoáng hiện rối bời của nàng ta, nói ta nguyện ý để nàng ta ức hiếp một đời. Lãnh Như Băng đột nhiên nhảy xuống giường nói, ta không cùng ngươi cản quấy nữa, ta phải đi đón nhận không khí trong lành. Thi Bình cùng Lãnh Như Băng đi đến Hoa Chi Viện, nhìn thấy Hoa Tiểu Ba đang luyện đao pháp, chỉ thấy hắn thể hiện rõ ràng mạch lạc, tựa hồ rất có vài phần hỏa hầu, Thi Bình nhìn được trong lòng ngứa ngáy. Thi Bình hướng tới Hoa Tiểu Ba kêu lên, uy, Hoa Tiểu Tử, người luyện là đao pháp gì vậy? Hoa Tiểu Ba dừng lại, bất mãn nói, ta gọi là Hoa Tiểu Ba, không phải Hoa Tiểu Tử. Thi Bình không cùng hắn lý luận, bước nhanh tới trước mặt hắn, nói, đưa đao cho ta. Ta ra vài chiêu lợi hại cho ngươi xem. Hoa Tiểu Ba rất không bằng lòng đưa cây đao trong tay cho hắn, hắn tiếp qua đao, lập tức trả đao lại cho Hoa Tiểu Ba, chuyển người chạy đi, vừa chạy vừa kêu, đao của ngươi nhẹ giống như lông chim vậy, ta đi mang đao lại. Hoa Tiểu Ba thừa cơ hội hướng tới Lãnh Như Băng hỏi, Lãnh thư thư, đao pháp của hắn có lợi hại hay không? Lãnh Như Băng đối với cái câu hỏi thình lình này, cũng không biết trả lời như thế nào. Nếu nói lợi hại, hắn có lúc giống như tên đần võ học, nếu nói không lợi hại, hắn lại xuất đao tất thắng. Nàng chỉ đành mơ hồ đáp, lợi hại hay không tỷ không rõ, tỷ chỉ biết từ trước đến giờ hắn chưa bại qua. Hoa Tiểu Ba nghĩ thầm, đã là chưa bại qua, đương nhiên là lợi hại. Trong miệng lại hỏi, Lãnh thư thư, để có thể hỏi tỷ một vấn đề được không? Lãnh Như Băng không nỡ phật ý hắn, điềm đạm đáp, để cứ hỏi. Hoa Tiểu Ba cố lấy dũng khí hỏi. Lãnh thư thư, đệ muốn biết nam nhân vừa già vừa xấu đó là người gì của tỷ vậy? Lãnh Như Băng không ngờ hắn có thể hỏi như vậy, lạnh lẽo đáp, đệ tự mình đi hỏi hắn. Hoa Tiểu Tử, đừng chú ý nàng ta là nữ nhân của ta. Hai người nhìn tới, Hy Bình đã xách liệt dương đao chạy lại, đang đắc ý nhìn Lãnh Như Băng. Lãnh Như Băng dường như có chút tức giận, lại cũng không biện bạch. Hoa Tiểu Ba nói, ta mới không có chú ý Lãnh thư thư. Ta chỉ là muốn đem Lãnh thư thư giới thiệu cho Uy ca ca, huynh ấy anh tuấn, võ công lại giỏi, Lãnh thư thư nhất định có thể thích. Thi Bình nghe thấy, tiểu tử này lại có thể muốn đem Lãnh Như Băng giới thiệu cho nam nhân khác, cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười, nghĩ thầm cần phải ức hiếp hắn mới được. Thế là, một tay đem Lãnh Như Băng ôm vào trong lòng, hôn lên má nàng tức giận bĩu môi một cái, nói, băng băng, là thuộc về một mình ta, ai cũng đừng hòng muốn cướp lấy nàng từ trong tay ta. Uy ca ca gì, hắn nếu dám nhìn băng băng của ta một cái, ta sẽ đem nương tử, tình nhân của hắn hết thảy ngâm qua hết, xem hắn còn uy hay không. Lại đây, ta sử dụng hai chiêu đao pháp cho ngươi xem, để ngươi biết được uy gì mới là chân chính. Hai người rời khỏi Lãnh Như Băng, đi tới chỗ đất trống trong viện. Bọn họ vừa mới quay người, bên thân Lãnh Như Băng lại có hai nữ nhân, một là Hoa Tiểu Mạn, người còn lại nhìn hình dạng đại khái có 30 tuổi. Vẫn còn rất là mỹ lệ, mà trong mỹ lệ còn có một phần phong vận thành thục, lại có một thứ mùi vị của người trí thức lờ mờ. Ba nữ nhân đứng chung nhìn hai nam nhân trong trường diễn luyện đao pháp. Chỉ thấy Hy Bình rút đao ra, bày tư thế đao chi hồn, hướng về Hoa Tiểu Ba nói đây là đao pháp vô địch, lại bày tư thế đao chi phách, lại nói một tiếng đây là đao pháp vô địch trong vô địch, sau đó lượm bao đao trên đất, bỏ đao vào vỏ. Hy Bình đắc ý nói, lợi hại không? So với uy ca ca gì đó của ngươi còn uy hơn nhiều. Hoa Tiểu Ba không nói ra lời, ba nữ nhân kia cũng là không hiểu sao cả, người này không phải là đầu óc có vấn đề chứ. Hoa Tiểu Mạn nhẹ tiếng hỏi, Lãnh thư thư, hắn đang làm gì vậy? Lãnh Như Băng cũng bị lộng tới khóc cười không được, đáp lại, tâm tính trẻ con của hắn lại lên, xem coi hắn tiếp theo làm trò trống gì. Hoa Tiểu Ba cuối cùng từ trong tuyệt thế đao pháp của Hy Bình giật mình tỉnh lại. Châm biếm nói, đao pháp của ngươi mại võ trên đường cũng không đủ tư cách, xem thần vũ 108 thiền đao của Uy ca đây. Hoa Tiểu Ba còn chưa dùng đủ 10 chiêu, Hy Bình liền quát to, dừng. Đánh nhau không phải biểu diễn, coi được có cái tác dụng dám thúi, ngươi như thế này, luyện một chiêu rồi một chiêu, nhớ một chiêu rồi một chiêu, sau đó lại đánh ra một chiêu rồi một chiêu, còn không bị người ta đánh chết, bản thân cũng phiền chết. Hoa Tiểu Ba không ngờ người này nông cạn như thế, người một người bất học vô thuật, đao pháp ta dùng này tuy không bằng Nhật Nguyệt Luân Hồi đao, nhưng trên giang hồ cũng rất có tiếng, người nói lộn ngược, cái đó của ngươi là đao pháp gì chứ? Thi Bình ưỡn ngực ra,
đáp, lôi kiếp đao pháp thiên hạ vô địch. Lãnh Như Băng cuối cùng biết được tên của bộ đao pháp này, trong lòng không biết là vui hay là kinh, nguyên lai hắn thực sự luyện qua võ công. Lôi kiếp đao pháp, không trách được hắn mỗi lần thi triển ra đều giống như lôi đình tấn, nhanh, mãnh vô bì, còn kèm tiếng sấm ảo ảo. Hoa Tiểu Ba khịt mũi khinh bỉ, nói, danh tự không dở, đáng tiếc đao pháp quá nát. Lãnh Như Băng nghe thấy chỉ cười lạnh, nghĩ thầm, khi ngươi thấy hắn chân chính thi triển ra, ngươi mới biết đao pháp của ai nát. Thanh âm của Hoa Tiểu Mạn vang lên bên tai Lãnh Như Băng, Lãnh Thư Thư, hắn là thế nào bảo hộ tỷ vậy? Nữ nhân bên cạnh Hoa Tiểu Mạn nói, Tiểu Mạn, không cần hoài nghi, hắn có năng lực bảo hộ người, vị này là Lãnh Như Băng cô nương ư. Lãnh Như Băng hoàn lễ đáp, phải ạ, tiểu nữ là Lãnh Như Băng, xin hỏi người là. Hoa Tiểu Mạn đáp, đây là cô của muội, muội thỉnh ngươi tới vì tỷ trị bệnh. Nguyên lai nữ nhân này là muội muội duy nhất của Hoa Sơ Khai Hoa Lôi, năm nay 34 tuổi, vẫn còn chưa xuất giá. Rất ít người ngoài biết Hoa Sơ Khai có một muội như thế này, nguyên nhân vì danh tiếng của nàng ta trên giang hồ không vang truyền, nhưng y thuật của nàng ta so với Hoa Sơ Khai có hơn chứ không kém. Hoa Lôi nói, Lãnh cô nương, nghe nói cô nương uống địa tạng hoàn, phải người luyện địa tạng chi khí hoặc là người có cửu dương trọng thể mới có thể hóa giải. Theo ta được biết, chỗ giống nhau của hai phương pháp hóa giải này đều là cần phải trải qua giao hợp nam nữ, bất đồng là, nếu cùng người trước giao hợp, võ công của cô nương sẽ toàn bộ phế hết, nếu cùng người sau giao hợp, võ công cô nương sẽ đại thành. Lãnh Như Băng hỏi, không có phương pháp khác sao? Hoa Lôi đáp, ta được biết, tịnh không có phương pháp nào khác, nhưng, nếu trị lành bệnh của cô nương thì rất dễ dàng. Lãnh Như Băng kinh ngạc mừng rỡ hỏi, tiền bối, người có thể trị lành tiểu nữ sao? Hỏa Lôi đáp, nghe Tiểu Mạn nói, khí âm hàn trong người cô nương sớm phát tác, chỉ là bởi vì cô nương cùng hắn ngủ chung, nên mới tới hiện tại, vẫn như cũ bình an vô sự. Không biết cách nhìn của cô nương với hắn như thế nào? Bàn tay nhỏ nhắn của nàng ta chỉ vào Hy Bình trong trường cầm đao chém bổ loạn xạ. Lãnh Như Băng chính đang chăm chú lắng nghe Hoa Lôi đàm luận bệnh tình của mình. Nào liệu được nàng ta đột nhiên tay đổi hỏi cách nhìn của mình với Hy Bình, nhất thời nghẹn lời. Hoa Lôi thở dài nói, hắn tuy trông ra rất già rất xấu, nhưng ta khẳng định đây không phải bổn lai diện mục của hắn. Như quả cô nương không để ý tới tướng mạo hiện tại của hắn, hoặc giả cô nương thích hắn, việc này sẽ dễ xử lý. Kỳ thật cô nương cùng hắn ngủ chung một chỗ đủ có thể đề kháng hàn khí trong người cô nương phải nên nghĩ đến hắn là người có cửu dương trọng thể. Loại người này. Trong cả đời ta thấy qua hai người, cũng là vạn hạnh. Lãnh cô nương, cô có phúc lắm. Nói xong, hướng tới Lãnh Như Băng thần bí cười. Kinh ngạc của Lãnh Như Băng ngôn ngữ không đủ hình dung. Nàng không ngờ Hoa Lôi nhìn qua một cái có thể nhìn ra được Hy Bình là đã qua dịch dung, càng không ngờ tên vô lại này là giải dược của mình. Chẳng lẽ phải thực sự để hắn ta tiến nhập thân thể mình, giải hàn độc sao? Không, tuyệt không thể để nam nhân tiến nhập thân thể mình. Tuy nàng thích ôm hắn ngủ, nhưng để hắn tiến vào trong thân thể của nàng lại khiến nàng sợ hãi. Nàng từng tận mắt nhìn thấy to lớn của hắn làm Hiểu Hiểu hạ thể máu me đầm đìa, thêm vào nàng hơn chục năm nay đối với nam nhân sản sinh tâm lý bài xích, khiến nàng ta nhất thời không cách nào tiếp thụ được có nam nhân sẽ hoàn toàn chiếm hữu nàng ta. Xong, Hy Bình lại sung sướng vô bì hướng tới Hoa Lôi oa oa kêu to, đại muội tử, lời nàng nói mới rồi, có phải thật hay không? Hy Bình bắt đầu từ thời khắc biết bản thân có thể hóa giải hàn độc trong người của Lãnh Như Băng, trong lòng nếu nói có đắc ý là có đắc ý, nghĩ thầm, đêm nay khi ngủ, ta sẽ có đường đường chính chính thuyết phục bản thân chiếm hữu nàng ta. Hay, bản thân giống như nói qua sau khi đến Trường Xuân Đường phải ngâm nàng ta. Nhưng, Lãnh Như Băng trên vấn đề này, lại thà chết không chịu. Khi Hy Bình kéo lấy nàng ta mặt cười hi hi, không ngừng hỏi, băng băng, tới tối ta trị bệnh cho nàng. Được hay không? Lãnh Như Băng luôn luôn lạnh lẽo ném ra một câu, người giết ta trước đã. Hai người vì loại sự việc lúng túng này tranh cãi không nghĩ. Một nói ta yêu nàng được hay không? Một nói chết cũng không cần người yêu. Hoa Tiểu Mạn thư đệ thực sự bị bọn họ đánh bại, loại vấn đề xấu hổ chết người này, bọn họ vậy mà nói lẽ thắng khí hùng, cao giọng kêu to, hơn nữa không phải là ôm ôm ấp ấp, nam lại trên người nữ thi triển tay chân. Nữ tuy mặt lạnh lời băng, lại cũng không cự tuyệt nam nhân giả sầu này, chỉ cố cùng hắn cãi nhau, quên đi lúc này thân đang ở trong lòng hắn. Hạ nhân không biết chuyện,
còn nghĩ là bọn họ giữa ban ngày ban mặt, giữa nơi đông người liếc mắt đưa tình, sau đó đều là lắc mạnh đầu thở dài nói, thói đời không như xưa, thương phong bại tục. Kết quả cuối cùng khiến cho Hy Bình thất vọng. Bởi vì, Lãnh Như Băng kiên quyết nói, vô lại, ngươi nếu dám động tới ta, ta sẽ không khôi phục dung mạo của ngươi. Đêm nay, ta ngủ cùng Tiểu Mạn, không cho phép ngươi nửa đêm ba canh chạy qua ôm ta đi, nếu ngươi dám ta và ngươi sẽ không xong đâu. Hoa Tiểu Mạn lúc đầu rất chống đối đề nghị của Lãnh Như Băng, nàng đối với việc ngủ cùng Lãnh Như Băng có loại sợ hãi không tên. Lãnh Như Băng dùng hết chiêu mài với nàng ta, mài đến lòng dạ sắt đá của Hoa Tiểu Mạn không lên được, cuối cùng tâm không cam tình không nguyện đáp ứng ngủ chung, nàng mới tha cho Hoa Tiểu Mạn. Dương Dương đắc ý nhìn Hy Bình mày sầu mặt khổ đó phảng phất ý tứ là, người muốn chiếm ta, còn sớm lắm. Hy Bình rất nản lòng, chuyển chủ đề hỏi, ta cuối cùng ca hát được không? Lãnh Như Băng phản xạ thần kinh nói, không được. Hoa Tiểu Mạn thư đệ cũng cảm thấy Lãnh Như Băng rất ngang ngược, cả ca cũng không để người ta ca. Hai người vì Hy Bình mà giữa đường bất bằng nào tha, nói, Lãnh Thư Thư, đây là thư không phải rồi, ca hát là tự do của hắn. Tỷ thế nào cả lại chuyện này cũng ngăn cấm. Hắn tuy bề ngoài vừa già vừa xấu, bọn muội cũng không thích hắn, nhưng cũng cần vì hắn nói vài câu công đạo. Lãnh Như Băng rửng rưng nói, tỷ cần quay về phòng, hắn muốn hát cứ hát, tỷ không quản, nhưng, các muội đừng có hối hận. Nói xong, nàng biết chuyện rất nghiêm trọng, nhanh chóng rời khỏi hiện trường, chạy đến bạt vô âm tín. Hy Bình hiện tại đối với Hoa gia hai thư đệ quả thật rất yêu. Ngay cả Hoa Tiểu Ba mới rồi đối với hắn có chút không tốt, hắn cũng quên đến lên 9 tầng mây, hiện giờ toàn tâm toàn ý muốn dùng tiếng hát cảm kích hai thư đệ. Khi tiếng hát của hắn vang lên, Hoa gia thư đệ mới minh bạch vì sao Lãnh Như Băng có thể lựa chọn thái độ cương quyết đó. Hy Bình nhìn thấy Hoa gia thư đệ muốn chạy, một tay níu chặt Hoa Tiểu Ba lại. Hoa Tiểu Ba giãy giụa thoát không được, buộc phải cầu xin vô hiệu, thế là bịa chuyện, nói hắn ca hát nghe rất hay. Ngày khác kêu một nhóm người lại cổ vũ. Hy Bình nghe thấy rất vui, lại cũng không thả hắn ra, nói ngày khác ngươi kêu người lại ta hát lại cũng không sao cả, ta kìm nén hơn một tháng, hôm nay vô luận như thế nào cũng phải hát cho ngươi nghe. Trong ngày hôm đó, Hy Bình đối với Hoa Tiểu Ba sủng ái tăng thêm, đem thứ của tứ cậu cùng bọn thanh niên Hoàn Sơn thôn toàn bộ dạy lại cho Hoa Tiểu Ba. Hoa Tiểu Ba lại rất có thiên phận, gõ mâm, đạp thùng sắt. Vỗ tay mọi thứ học một lần là có thể, với trình độ của tứ cẩu sai lệch không bao nhiêu. Sự thật, toàn bộ cái này may mắn đều là năng lực huấn luyện của Hy Bình sau nắm đầu là cầu xin hết lời. Hoa Tiểu Ba một khắc trước còn bị hắn đánh đến sợ, một khắc sau lại cảm thấy bản thân rất có thể diện. Như vậy, hai người cộng lại thành một xưởng gia công âm nhạc, sản xuất một ca khúc cực phẩm đầu tay khiến người nghe mà chạy, và sau khi mỗi lần hát một bài ca nhất định vang lên tiếng vỗ tay. Khiến người cảm thấy buồn nôn rất lâu không dứt. Đến tận tối khi đi ngủ, Hoàn Tiểu Ba còn không cách nào quên đi diễn tất kịch tính sáng nay. Trong giấc ngủ, hai tay giơ lên giống như cầm một cây tiểu côn trước sau gõ đánh, một chân không ngừng đá ván giường, sau đó đột nhiên vỗ hai bàn tay, bịt hai mắt, trong miệng lầm rầm kêu tốt. Hoa Tiểu Mạn tuy thoát được kiếp số ban ngày, nhưng buổi tối một kiếp này lại chạy không qua. Nhiều lần tỉnh lại, đều mặt đỏ tai nóng cầm Lãnh Như Băng đẩy qua một bên. Khi trời gần sáng, cuối cùng cũng ngủ yên lành, nhưng khí âm hàn của Lãnh Như Băng lại phát tác, ôm nàng ta không thả. Đây không phải bởi vì Lãnh Như Băng, mà là bởi vì Hoa Tiểu Mạn muốn đi kêu Hy Bình, Lãnh Như Băng ôm chết Hoa Tiểu Mạn không cho phép nàng ta đi. Hoa Tiểu Mạn một là mềm lòng, hai là cũng không muốn thư thư mỹ tuyệt nhân gian này bị con quỷ già xấu đó làm nhục, bởi thế cuối cùng không có đi. Chỉ là đem nhiều chăn giường cho Lãnh Như Băng trùm lên. Hai nữ nhân ngủ tới trời sáng tỏ, sau khi Hoa Tiểu Mạn đứng dậy, Lãnh Như Băng còn là không nguyện rời giường, cuộn tròn trong đống chăn. Hoa Tiểu Mạn từ trong phòng đi ra, Hy Bình đợi bên ngoài lại nghênh đón, hỏi, băng băng của ta sao rồi? Tuy Hoa Tiểu Mạn biết Hy Bình đã qua dịch dung, diện mục chân thật cùng tuổi tác chân thật của hắn đều không phải bộ dạng này hiện tại, nhưng nàng đã quen nhìn hắn thành một nam nhân vừa già vừa xấu. Lúc này, nghe được Hy Bình đem băng băng của ta kêu thân mật như thế, nghĩ thầm, người này thực sự là vừa già vừa không biết nhục nhã, cả ngày toàn làm những chuyện bực mình, nói những câu buồn nôn. Nàng ta tùy tiện hồi đáp, Lãnh Thư Thư không muốn thấy ngươi. Hy Bình cũng không để tâm, nói, thế ta kiếm Tiểu Ba đi chơi. Hy Bình kiếm khắp trường Xuân Đường,
nhưng cũng kiếm không được bóng dáng của Hoa Tiểu Ba. Nguyên lai Hoa Tiểu Ba còn rất sớm đã bị tiếng vỗ tay của mình kinh động tỉnh giấc, trong lòng kinh khủng vạn phần, lại thế này tiếp tục, bản thân có thể không tẩu hỏa nhập ma sao? Nghĩ đến thế, hắn không nghĩ nhiều nữa, trượt xuống như khói chạy ra cửa, trốn đi mất dạng. Thi Bình đương nhiên chỉ ủ rũ quay về, trên đường thấy Hoa Tiểu Mạn từ đối diện tới, linh quang lóe lên, đệ đệ chạy rồi, có thể kêu Thư Thư thay thế. Hoa Tiểu Mạn thấy Hi Bình cười hì hì hướng tới nàng ta đi lại, còn không biết vận rủi bản thân đang gần kề giáng xuống. Hi Bình tuy tự khoe là ca thần tái thế, nhưng cũng thầm biết Hoa Tiểu Mạn không thể cam tâm tình nguyện nghe hắn ca hát, bởi vậy cũng không giải thích, đến trước mặt nàng ta, liền nhân nàng không phòng bị, đem nàng ta ôm vào trong lòng, cười hỏi tiểu cô nương, đi chỗ nào? Hoa Tiểu Mạn thấy khuôn mặt xấu xí trước mặt mình phóng to lên, có vài giây đồng hồ không cách nào suy xét, khi ý thức được đây là chuyện như thế nào, liền ra sức vùng vẫy. Xong, thân thể nhỏ bé đáng yêu đó của nàng nào có thể kháng cự lại cỗ cơ thể cường đại này phải không? Nàng ta kinh hoàng thất thố kêu lên, sắc ma, thả ta ra. Ngươi muốn làm gì? Thi Bình hiện tại không nhớ nam nữ hữu biệt, cũng không tới chuyện nghĩ nam nữ, chỉ muốn tìm một người giải buồn. Hắn đương nhiên đáp tiểu cô nương, ngoan nào, nghe thúc thúc ca vài bài hát, thúc sẽ tiểu đi. Hoa Tiểu Mạn vừa nghe, không vùng vẫy nữa, hai tay bịt tai, nói, không, ta không muốn nghe. Lúc này Hoa Tiểu Mạn giống như hoàn toàn không sợ bị Hi Bình ôm lấy, khiến nàng cảm thấy đáng sợ nhất tuyệt không phải người này không có tế bào âm nhạc, tiếng hát giống như sói tru. Hi Bình đem hai bàn tay nhỏ của nàng ta từ trên lỗ tai rời ra, sau đó đem tay nàng cùng cả thân người mềm mại của nàng khống chế trong lòng bản thân, đắc ý nói, hiện tại nàng không động đậy được, ngoan ngoãn nghe ta hát nào. Hắn còn chưa ca chọn một câu, Hoa Tiểu Mạn không ngờ lại toàn bộ không quan tâm dùng cái miệng xinh xắn của nàng đột nhiên lấp kín cái miệng to của Hi Bình. Hi Bình bị đôi môi thơm này đột nhiên ngăn lại, nhưng hắn lập tức phản ứng lại, bất chấp đáp trả nụ hôn của nàng ta mẹ, môi đỏ mỹ nhân đưa tới, không lĩnh tình không phải nam nhân. Khi Hoa Tiểu Mạn nghĩ bản thân phải đoạn khí mà chết, Hi Bình rời khỏi cái miệng nhỏ của nàng, trước mặt nàng ta hổn hển thở từng ngụm lớn, mà Hoa Tiểu Mạn càng lại yêu kiều thở gấp liên tục a, không khí lâu ngày không gặp. Hi Bình hỏi, thế nào? Trình độ hôn môi của ta với trình độ ca hát cao như nhau phải không? Hoa Tiểu Mạn yêu kiều thở gấp nói, ngươi vô sỉ. Hi Bình nói, nàng vừa mới đem cái lưỡi đinh hương của nàng khả ái duỗi vào trong miệng ta khiến ta gặm không ngừng, làm thế nào nói ta vô sỉ chứ? Nàng xem, răng cả miệng ta trắng sạch kiên cố vô bì. Hắn hả miệng ra để Hoa Tiểu Mạn nhìn kỹ càng. Hoa Tiểu Mạn dùng bàn tay đã có thể hoạt động đẩy mặt hắn ra, kêu, ngươi thả ta ra nha. Hi Bình cười nói, ta vì sao phải thả nàng ra? Nàng can đảm thế này, lại chủ động trêu ghẹo ta, hiện tại đem thú tính của ta chọc ghẹo dậy, ta cảm thấy so với ca hát càng kích thích hơn, ta quyết định cùng nàng hôn một lần cho đã. Hoa Tiểu Mạn giận dữ kêu, ngươi dám ào ồ. Sau đó không biết hôn bao nhiêu lần, Hi Bình cuối cùng thỏa mãn nói, tiểu cô nương, nàng thực là ngọt ngào, khiến lão phu nếm nhiều không chán. Nước mắt của Hoa Tiểu Mạn sớm bị Hi Bình hôn khô, lúc này cả mặt ửng hồng. Thút thít không lệ nói, đều là ngươi, đều là ngươi. Cướp đi nụ hôn đầu đời của ta, sau này ta làm thế nào có mặt mũi nhị uy ca ca nữa. Lão sắc quỷ ngươi, hại Lãnh Thư Thư còn chưa đủ, còn muốn hại ta sao? Ô ô, Hi Bình cau mày nói, lại là uy ca ca. Hai thư đệ nàng không thể có ý mới nào sao? Lại, hôn ta một cái. Hoa Tiểu Mạn quay mặt qua một bên, miệng nhỏ cong lên, nói, không. Hi Bình giống lên, ngoan, hôn ta một cái, ta sẽ thả nàng. Hoa Tiểu Mạn rất không cam tâm trên khuôn mặt xấu xí của Hi Bình chuồn chuồn điểm nước chót một cái. Hi Bình không thỏa mãn, nói, không được, hôn mặt không tính, phải hôn miệng. Khi Hoa Tiểu Mạn đem cái miệng nhỏ của nàng ta đưa lên trên môi của Hi Bình, lại phát hiện bản thân bị lừa, hai người lại miệng lưỡi triền miên hôn thiên địa ám. Khi Hoa Tiểu Mạn rời khỏi ma chảo cùng miệng hổ của Hi Bình, đã dã rời tựa hồ không thể đi được, nàng ta rất khó khăn quay về phòng, liền tê liệt ngồi trên ghế dựa. Lãnh Như Băng lấy làm lạ hỏi, tiểu mạn, môi muội làm thế nào có thể vừa đỏ vừa sưng thế? Hoa Tiểu Mạn tức giận bĩu môi nói, mũi cắn. Lãnh Như Băng nghi hoặc hỏi, mũi? Nàng ta thấy Hoa Tiểu Mạn không muốn nói, cũng không hỏi nữa, lần nữa co rút trong đống chăn.
Buổi tối, Hy Bình bởi vì sáng nay cùng Hoa Tiểu Mạn hôn đến nóng mệt, rất là thoải mái, sớm nằm trên giường nhớ lại dư vị quay đến ngủ luôn. Trong lờ mờ, nghe được có người kêu hắn nguyên lai là Hoa Tiểu Mạn. Hy Bình mở cửa ra, dùng nhãn thần cổ quái nhìn nàng ta, hỏi tiểu cô nương, nhớ ta sao? Hoa Tiểu Mạn cho hắn một bạt tai, nói, Lãnh Thư Thư lạnh đến bất tỉnh nhân sự, người còn có tâm tình đùa giỡn sao? Giây phút đó Hy Bình giỏng tai lên nghe, ban đầu còn hỏa khí xung thiên, vừa nghe được lời của Hoa Tiểu Mạn, nóng giận gì cũng chạy hết, chuyện dám thúi gì cũng ném qua một bên, vung chân hướng tới phòng của Hoa Tiểu Mạn vọt tới. Hy Bình đến phòng của Hoa Tiểu Mạn, thấy được Lãnh Như Băng lạnh đến mơ mơ hồ hồ, hắn lập tức ôm lấy nàng ta chuyển thân đi. Hoa Tiểu Mạn nhìn hình bóng của hắn, trong lòng có loại cảm giác chua xót. Hy Bình ôm Lãnh Như Băng quay về phòng của mình, cầm nàng ta để lên giường, đem y phục của mình cùng nàng ta cởi ra sạch trơn, sau đó lên giường ôm chặt lấy nàng ta. Khi Lãnh Như Băng tỉnh lại, cảm giác được lần này so với trước kia không giống, hai người không mảnh vải trên thân. Hai con mắt Hy Bình chăm chú nhìn nàng quái lạ, hai tay để trên phần lưng trắng nõn của nàng chuyển động không cố định. Lãnh Như Băng lập tức minh bạch Hy Bình muốn làm gì đối với nàng ta. Không, không muốn, nàng đấu tranh gào thét. Hy Bình tay vừa làm việc, vừa nói, Băng Băng, nàng hiện tại là bệnh nhân, ta là thầy thuốc, ta giúp nàng trị bệnh, đừng sợ. Nhưng, hoảng sợ của Lãnh Như Băng cường liệt, nàng liều mình vùng vẫy, tay chân cùng miệng của nàng ta không ngừng công kích thân thể của Hy Bình, cuồng loạn quá khích quát chửi, vô lại, ta không cho phép ngươi đối với ta thế này. Ngươi dám xâm phạm ta sẽ cả đời không lý tới ngươi. Vô lại, ngươi, chửi mắng của nàng ta từ từ biến thành nỉ non. Hy Bình lật người đè lên nàng ta, hôn lấy nhãn lệ của nàng, có chút cảm thương nói, Băng Băng, ta không biết nàng vì sao phải cự tuyệt ta cũng không quản nhiều. Ta chỉ muốn cho nàng biết, ta muốn nàng, tịnh không phải vì thay nàng trị bệnh, mà là vì ta thích nàng từ tận đáy lòng, muốn nàng từ tận đáy lòng. Ta muốn nàng từ rất lâu rồi, chỉ là bởi vì nàng không nguyện ý, ta mới nhịn, không muốn thương tổn nàng. Ta muốn đợi một ngày nàng hoàn toàn tiếp thụ ta lại thỏa thích yêu nàng. Nhưng bộ dạng chịu lạnh của nàng, ta không nỡ nhìn. Ta đã có thể giải trừ thống khổ của nàng, dù sử dụng phương pháp giải trừ này có thể khiến nàng thống hận ta một đời, ta cũng phải thi hành. Ta không muốn nhìn thấy nàng chịu lạnh hoặc đột nhiên từ trên cõi đời này biến mất, nàng xinh đẹp thế này. Lãnh Như Băng biết vùng vẫy nữa cũng không được gì, hơn nữa nàng cũng mệt, toàn thân rã rời. Bàn tay to giống như ma của Hy Bình trượt qua mỗi một thốn da thịt xinh đẹp. Chiều gẹo dục vọng nguyên thủy nhất của nhân tính. Khi Hy Bình mạnh mẽ tiến vào nàng ta kêu thảm một tiếng, nhanh chóng cho hắn một cái bạt tai. Hy Bình tạm dừng, ôn nhu nói, Băng, dùng tâm cảm thụ, ta sẽ để nàng quên đi hết mọi thống khổ, để nàng trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất khoái lạc nhất toàn thế giới. Hắn hôn nàng ta, chuyển động có tiết tấu luật định. Lãnh Như Băng làm thế nào cũng không ngờ được sau khi Hy Bình đi vào nàng ta. Tất cả sợ hãi của nàng ta trong nháy mắt biến mất hết, mong đợi cùng hưng phấn không giải thích được chiếm lấy. Phải, vô luận là từ tâm lý hay là từ sinh lý, nàng đều không cách nào cự tuyệt nam nhân đang trên thân thể nàng. Nàng cuối cùng đã trở thành nữ nhân của hắn. Nàng từ nhỏ không biết phụ thân là ai, chỉ biết Hồ Điệp phu nhân là mẫu thân của nàng. Thanh danh của Hồ Điệp phái trên giang hồ không tốt, người trong phái phần lớn luyện âm dương thải bổ chi thuật. Giữa nam nữ đối với chuyện tình dục càng lạ bất kỵ, chỉ cần hai bên nguyện ý có thể tùy lúc tùy nơi chẳng kiêng nể tiến hành song tu. Mà mẫu thân của nàng càng là thường xuyên cùng nam đệ tử trong phái làm chuyện đó, khiến nàng từ nhỏ đối với mẫu thân có thành kiến không thể tiêu trừ, đối với nam nhân cùng mẫu thân giao hợp cũng luôn luôn căm thù không nói ra, đối với chuyện của nam nữ càng là chán ghét vô cùng. Lại không ngờ sau khi gặp được Hy Bình, tất cả trước đâu đều thay đổi, biến thành thích hắn ôm ấp. Thích hắn hôn môi, thích ôm hắn ngủ, thích. Hiện tại lại thích hưởng thụ sự xâm phạm mạnh mẽ có lực của hắn. Cả thân tâm của nàng đều nằm trong tình dục cùng khoan khoái cực độ, nam nhân cường tráng này đem nàng đẩy lên đỉnh điểm của tình dục, mãi lâu không lắng lại, một sóng chưa lặng sóng khác lại lên. Nàng phát ra tiếng rên rỉ mãnh liệt, cùng hắn giao hợp quấn cuộn không ngừng không nghỉ, lăn lộn. Khi tất cả dừng lại, trời đã sáng tỏ, Lãnh Như Băng thỏa mãn mê man. Hy Bình thương yêu vô cùng hôn khuôn mặt diễm lệ của nàng,
hắn không biết sau khi gương mặt này tỉnh lại sắc diện là như thế nào, nhưng hắn biết mình phải chạy. Nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành vượt ngạch, hắn phải tới võ đấu môn cùng lôi long bọn chúng hội họp 8 ngày sau, sẽ là đại thọ 70 của Độc Cô Phách. Còn như nữ nhân bên cạnh, sẽ để bản thân từ bên người nàng biến mất một đoạn thời gian, để nàng ta bình tĩnh lại cũng tốt. Nếu trong lòng nàng ta có hắn, tổng hội sẽ quay về bên hắn, nếu trong tim nàng khôn có hắn, sẽ tùy nàng mà làm. Khí âm hàn của nàng đã được hóa giải, hắn cũng yên tâm, nhưng nếu nàng ta thực sự không đếm xỉa hắn mà đi, thể diện của hắn không phải sẽ không cách nào hồi phục sao? Quản chi nó, chạy trước, đánh cược một lần. Hy Bình nghĩ sẽ gặp mặt Chu Công. Sau khi Hy Bình tỉnh lại, Lãnh Như Băng vẫn còn ngủ say. Hắn không nỡ nhìn nàng một cái, nghĩ thầm, thứ lỗi ta không từ mà biệt. Rời khỏi cửa phòng, Hy Bình kinh ngạc thấy Hoa Tiểu Mạn đứng ở cửa cách không xa, hắn lại gần xem, hai mắt nàng ta hơi hơi sưng đỏ, hoặc giả nguyên do là tối qua không ngủ ngon chăng. Hy Bình hỏi, tiểu cô nương, nàng đứng đây bao lâu rồi? Không mệt sao? Hoa Tiểu Mạn không đáp lại câu hỏi lại hỏi, quỷ già xấu xí, ngươi làm gì với Lãnh Thư Thư vậy? Hy Bình cười đáp, không làm gì, chỉ là thay nàng ta trị bệnh một đêm. Hoa Tiểu Mạn thấy trong tay hắn trừ đao, còn có bao y phục, trong lòng kinh động, hỏi, ngươi phải đi đâu? Hy Bình đột nhiên nhớ gì, nói, này, mém nữa quên nói cho nàng hay, ta đây là tới võ đấu môn vì Độc Cô Phách chúc thọ. Hoa Tiểu Mạn gương mặt tối lại, hỏi, cái đó ta. Lãnh Thư Thư làm thế nào? Hy Bình nhìn trời thở dài, đáp ta không biết nàng ta sau khi tỉnh lại có thể thứ lỗi cho ta hay không. Nàng nói lại cho nàng ta hay, nếu nàng ta muốn ta, hãy đến võ đấu môn tìm ta, nếu nàng ta không cần ta, thuận theo nàng ta mà làm. Dù sao hàn độc trong người nàng ta đã trừ sạch, không có sự tồn tại của ta, nàng ta cũng có thể vui vẻ sống. Hy Bình vừa muốn cất chân, Hoa Tiểu Mạn lại cản hắn ta lại, nói ta không cho phép đi. Hy Bình ngớ ra, cười nói, ngoan, con nít đừng cản đường người lớn. Khuôn mặt xinh đẹp của Hoa Tiểu Mạn ngửa lên nhìn hắn, hai con mắt chăm chú nhìn Hy Bình, mắt đều phát ra lệ quang, nói ta đã 18 tuổi, ta không phải tiểu hài tử, ngươi xem ta điểm nào giống tiểu hài chứ. Nàng ta ưỡn bộ ngực ra, đích xác là rất lớn. Hy Bình hiện tại tạm thời không có tâm tình liệp diễm săn gái đẹp, chỉ muốn nhanh chóng lên đường, nói trước mặt lão phu, nàng là tiểu hài tử. Lão phu đã là người hơn 40 tuổi. Hoa Tiểu Mạn hét lên, ngươi lừa ta, ngươi là dịch dung, thanh âm của ngươi một điểm cũng không giống là ngươi già như thế, ngươi lừa người. Hy Bình vì thoát khỏi sự quấy rầy của nàng ta, giả giận quát, ta là dịch dung, nhưng chân diện mục của ta càng già càng xấu hơn tiểu cô nương, tránh đường, nếu không ta sẽ giận. Hoàng Hy Bình, tên vô lại ngươi, ta phải giết ngươi. Hy Bình vừa nghe thanh âm của Lãnh Như Băng, cũng không suy nghĩ nhiều nữa, né qua Hoa Tiểu Mạn, như bay trốn đi. Hoa Tiểu Mạn đi vào phòng của Hy Bình. Lãnh Như Băng vẫn như cũ nằm trên giường, chỉ là đã tỉnh lại, nàng hỏi, Hoàng Hy Bình. Hoa Tiểu Mạn nghi hoặc hỏi, ai? Lãnh Như Băng đáp, là Hoàng Nghiêu, tên thật của hắn gọi là Hoàng Hy Bình. Hoa Tiểu Mạn trầm trọng nói, hắn chạy rồi. Lãnh Như Băng ngẩn vài giây, đột nhiên oa một tiếng khóc lên. Trường Xuân Đường nằm trong Tử Yên Thành, từ đây muốn đến Vũ Đấu Môn ở Mạc La Thành phải đi khoảng 5-6 ngày. Hy Bình phải ly khai Lãnh Như Băng, tuy trong lòng không muốn chút nào, nhưng không hiểu sao hắn lại sợ nghe mấy câu nói tàn nhẫn lúc nàng tỉnh lại. Hắn nghĩ chắc nàng cũng không làm chuyện khờ dại gì đâu, ít nhất trước đây cô nàng chưa giết được hắn, giờ sẽ có tinh thần để đứng lên, để sống có ý nghĩa, để tìm giết cái tên hỗn đản là mình. Vì vậy Hy Bình không lo về Lãnh Như Băng làm hại bản thân, mà sợ nàng truy theo rút kiếm làm hại đến hắn. Tuy nhiên hắn lại tự an ủi, muốn giết ta à? Biết đâu tới lúc đó giết ta không được, lại bị ta giết trên giường, rên la ầm trời. Hy Bình lắc đầu cười, tiếp tục cất bước lên đường. Đi được 4 ngày đường thì tới Diễm Dương Sơn. Đang đi trên sơn đạo, chỉ lo lắng là không có chỗ nghỉ chân, bỗng nhiên nghe được tiếng người truyền lại từ phía trước. Chắc là có thôn trang, liền tăng cước bộ, âm thanh càng rõ dần, Hy Bình lắng nghe, đôi mày nhíu lại. Mẹ, mẹ, ngon thì chạy đi, mẹ kiếp, nữ nhân này chắc sẽ vừa miệng bọn ta, công tử đối với hai huynh đệ chúng ta cũng không bạc, hé hé. Hy Bình vừa nghe đã nhận ra âm thanh,
thì ra là thủ hạ bại tướng, không biết bọn này có đang làm chuyện gì nên thân không. Trong khoảnh khắc, Hy Bình đã thấy được hiện trường. Trong cảnh hoàng hôn bên đường Sơn Đạo, chỉ thấy Thiên Địa Nhị Kiệt cười khả ố, Địa Kiệt đang bế một tiểu nữ hài khoảng 6-7 tuổi, trước mặt bọn chúng là một thiếu phụ khoảng 27-28 vừa thoát y xong, không còn một mảnh vải trên thân. Ánh sáng còn lại của hoàng hôn xuyên qua rừng núi, rọi lên làn da trắng muốt, tô điểm thêm vẻ tuyệt mỹ mê người. Địa Kiệt cười nham nhở nói. Trước tiên hãy múa lên, đúng, đưa chân lên cao, tốt. Thiên Kiệt muốn bước tới ôm lấy thiếu phụ du dương một phen, chợt nghe tiếng cười hề hề của Hy Bình từ phía sau. Hai vị đại ca, lâu rồi không gặp, bọn huynh gặp được mỹ nhân mà không có nghĩa khí chút nào, có hàng tốt lại không giới thiệu cho huynh đệ. Thiên Địa Nhị Kiệt quay đầu lại nhìn thấy Hy Bình, hai gã sợ cứng đơ người ra, chỉ biết đứng đó như trời trồng, thần tình càng khẩn trương hơn khi thấy hắn từng bước tiến tới. Hy Bình liếc nhìn bọn họ, thấy người thiếu phụ lõa thể, phút trước còn kinh hãi tột bậc, giờ ánh mắt si ngốc, thần tình đầy khủng bố, nàng nghĩ thì ra hai tên trước chỉ là hạ nhân, giờ chui ra một tên nam nhân đầu trâu xấu xí, nàng làm sao không kinh sợ cho được. Hy Bình nhìn không nổi, nuốt nước bọt, nói. Hai vị, người đẹp này ta đây rất thích, nhường cho ta đi. Thiên Địa Nhị Kiệt đương nhiên trong lòng không bằng lòng, thầm chửi 18 đời tổ tông của Hy Bình, nhưng ngoài mặt hào sảng nói. Ố, không biết thì thôi chứ khi đã biết đây là ý thích của huynh thì bọn đệ đương nhiên xin dâng tặng. Bọn đệ xin đi đây, không cản trở huynh phong lưu vui sướng. Thiên Địa Nhị Kiệt vừa bắt đầu bước đi, đứa bé trong lòng Địa Kiệt khóc ré lên. Mẹ, con muốn mẹ, oa oa. Hy Bình chạy lên chặn họ lại. Hai vị, tiểu hài này, ta cũng cần. Địa Kiệt ngập ngừng. Nhưng mà, Hy Bình nói, bọn ngươi không được đem đứa bé đi. Bọn ngươi đem nó đi thì mỹ nhân của ta sẽ thương tâm, miễn cưỡng làm việc đó với ta không hứng thú chút nào. Nếu ta trả đứa bé này lại như một lễ vật, nàng sẽ vui mừng, khi mây mưa sẽ vui hơn, như thế mới tốt. Địa Kiệt nhìn qua Thiên Kiệt nói, lão đại, huynh tính thế nào? Thiên Kiệt do dự một hồi rồi nói nhỏ. Lão Tam, hôm nay chúng ta không được may mắn, thôi phóng thích tiểu thư đi. Về thôi, công tử cũng không trách chúng ta được, thật không thể trêu vào người này. Thiên Địa Nhị Kiệt sau đó bỏ đi, tiểu nữ hài nhảy phốc vào lòng thiếu phụ lõa thể khóc to lên, thiếu phụ ôm con vào lòng, gương mặt đầy nước mắt. Hy Bình bước tới trước họ, nhẹ nhàng nói. Người đẹp, mặc y phục vào trước đã. Nhìn hình dáng nàng bây giờ làm ta có lòng muốn phạm tội đó. Thiếu phụ đỏ mặt e thẹn, buông tiểu hài ra, muốn mặc lại y phục nhưng liếc mắt thấy Hy Bình hai mắt lạc thần đang nhìn như lướt trên người mình, nàng e thẹn nói. Ngươi có thể quay người đi không? Hy Bình gạt đi, nói. Sợ cái gì chứ, cái không nên thấy ta cũng thấy hết rồi, nàng mặc y phục là phần nàng, ta xem phần ta, đâu liên can gì. Nàng có một thân hình tuyệt hảo vốn nên để cho ta ngắm thưởng. Thiếu phụ không ngờ ân nhân của mình lại trơ tráo như vậy, đành phải mặc y phục dưới con mắt xăm soi của hắn. Sau khi mặc lại y phục, thiếu phụ dắt tay tiểu hài, bước tới hai bước, nói. Đa tạ ân công cứu giúp, Tuyết Nhi mau tạ ơn bá bá. Tuyết Nhi nghiêng mình chào, nhìn Hy Bình thanh tao nói. Đa tạ bá bá xấu xí. Hy Bình nghe xong không biết nên khóc hay cười, nói. Cái gì? Thiếu phụ tạ lỗi. Ân công, nó là đứa nhỏ, xin người đừng giận. Tuyết Nhi, bá bá là bá bá, không được gọi là bá bá xấu xí. Tuyết Nhi không đồng ý nói. Mẹ, bá bá quả thật rất xấu xí. Hy Bình cảm thấy rất thú vị, ngồi xuống trước mặt nó cười nói. Cháu là Tuyết Nhi, bá bá rất xấu xí, cháu có sợ không? Tuyết Nhi đáp. Không sợ, bá bá xấu xí là người tốt. Hy Bình trong lòng như hoa nở. Vuốt ve đầu nó nói. Bá bá xấu xí bồng cháu nhé. Tuyết Nhi hoan hỉ đáp. Tốt lắm. Hy Bình bồng Tuyết Nhi đặt nó ngồi lên vai, hướng về thiếu phụ nói. Hai người đi đâu vậy? Thiếu phụ đáp. Chúng tôi đi Mạc La Thành. Trên đường đi, Hy Bình biết được thiếu phụ tên gọi Đỗ Tư Tư, tiểu hài tên Niệm Tuyết Nhi, mẹ con họ đi Mạc La Thành thăm thân nhân. Vô tình gặp Thiên Địa Nhị Kiệt. Dùng con nàng uy hiếp nàng thoát y và định gian dâm, may gặp Hy Bình đi ngang cứu được mẹ con nàng. Hy Bình trực giác cho thấy thiếu phụ có nhiều chuyện giấu sâu kín trong lòng, nhưng nàng không nói ra vì nàng có nỗi khổ tâm,
dù sao hắn và nàng chỉ là bình thủy tương phùng, nàng giấu chắc cũng vì lý do đó. Không thể vừa mới gặp nhau là cái gì cũng khai thật ra hết. Hoàng Hy Bình hắn cũng không thể, nên bảo rằng tên mình là Hoàng Ngưu. Tuyết Nhi nghe vậy lấy làm thú vị, tiện thể gọi hắn là Ngưu Bá Bá. Hắn lấy làm khoan khoái cười lớn. Sau khi cười xong, Hy Bình hỏi. Tuyết Nhi, cha cháu đâu, sao không đi cùng? Tuyết Nhi đột nhiên ngưng cười, rơi nước mắt đáp. Tuyết Nhi không có cha. Hy Bình trong lòng thấy kỳ quái, hướng về Đỗ Tư Tư, thấy trên gương mặt Tú Lệ có nỗi buồn vời vợi, trong đôi mắt Mỹ Lệ ẩn hiện nhãn tình u oán vô hạn. Hy Bình biết là vấn đề này không thể hỏi được, đành nín thinh không biết nói gì, thầm nghĩ, có thể cha đứa bé này đã chết sau khi nó sinh ra, nên nó mới nói là không có cha. Ôi, quả là đáng thương, đúng là cô nhi quả phụ, Hy Bình đối với mẹ con họ bắt đầu có một sự đồng cảm chân thành. Hắn nghĩ là mình thông minh, an ủi cô bé. Tuyết Nhi đừng khóc, cha cháu đi tới một nơi xa lắm, bất quá sau này sẽ trở về. Tuyết Nhi nín khóc, chùi nước mắt hỏi. Thật vậy? Hy Bình ngập ngừng nói láo. Đương nhiên là vậy, nếu cha cháu không về, ta sẽ làm cha cháu. Bên cạnh, Đỗ Từ Từ mặt đỏ lên, tựa hồ như không bằng lòng, đó cũng là đương nhiên, hắn muốn làm cha Tuyết Nhi, chẳng lẽ nàng lại không phải là thê tử của hắn? Tuy hắn đã cứu nàng nhưng không thể ép nàng gả cho hắn, hừ, hắn lại không tự nhìn lại mình, vừa già vừa xấu. Nhưng Tuyết Nhi lại vui mừng, nó kêu lớn lên. Cha, cha, Đỗ Từ Từ ngăn lại. Tuyết Nhi, không được gọi. Hy Bình cùng Tuyết Nhi đồng thời quay đầu lại nhìn thấy mặt Đỗ Từ Từ đỏ như, vừa thẹn vừa giận. Hy Bình mới sực nhớ lại, nếu Tuyết Nhi gọi hắn là cha, hắn đã chiếm tiện nghi với mỹ phụ này, làm nàng không được vui. Tuyết Nhi chua mỏ cãi lại. Không, con nhất quyết gọi là cha. Cha, Ngưu phụ thân. Hy Bình nghe vậy vô cùng đắc ý, không quan tâm đến cảm nghĩ của Đỗ Từ Từ nữa, chỉ để ý tới trả lời Tuyết Nhi, cuối cùng nói. Cha thì là cha, không cần phải gọi là Ngưu phụ thân. Lại đây, gọi lại vài lần cho cha nghe. Tuyết Nhi thông minh, miệng mồm lại ngọt ngào. Cha rất thích Tuyết Nhi, cha hát cho Tuyết Nhi nghe nhé. Tuyết Nhi hét lên. Được. Cha hát cho Tuyết Nhi nghe. Hy Bình cao hứng hát chọn bài Con Diều, Tuyết Nhi nghe xong vỗ tay chan chát tán thưởng. Cha hát nghe rất êm tai, Tuyết Nhi phải lắng nghe. Hy Bình rung động, đây là thính giả chân thành nhất từ ngày hắn sinh ra, thuận miệng hát tiếp. La la, ta hát bài ca, cho Tuyết Nhi khả ái của ta, nó là đứa bé thân mật đáng yêu, hiện đang ngồi trên vai ta vỗ tay. La la la, Tuyết Nhi lần này vỗ tay cật lực. Hoan hô ầm trời. Đỗ Từ Từ tựa hồ đã quen với trò chơi của hai người này, nàng cũng không có ý ngăn chặn, một người là con nàng, một người là ân nhân, hai người hiện tại như hai đứa con nít. Tuy nhiên, điều kinh dị là nàng không hề phản cảm với cái chiêu bài ca hát của Hy Bình mà mọi người đều bỏ chạy, mà cũng giống như con, nàng lấy làm thú vị và thích nghe, đúng là mẹ con như nhau. Hy Bình tới giờ mới được hai người tri âm xuất hiện, vui mừng không biết tới chừng nào. Trong ký ức hắn, ngoài cha, mẹ, đệ đệ, muội muội ra, không có ai chân tâm thành ý nghe hắn ca hát, bao gồm cả tên tứ cẩu. Hôm nay đột nhiên được tri âm, mà tới hai, làm gì mà không vui cho được. Vì vậy, trên đường đi âm thanh ca hát không lúc nào ngừng, tiếng vỗ tay hòa chung với tiếng hoan hô của tiểu hài nhập thành một cảnh nhiệt náo phi phàm. Màn đêm cuối cùng cũng tới, mọi vật đều chìm vào bóng đen hắc ám. Nhưng nhiều khi sự tồn tại của bóng đêm lại là thế giới ôn nhu. Hy Bình cùng mẹ con Đỗ Từ Từ đi ra khỏi sơn đạo, tới được một sơn trang nhỏ tên gọi Nhiên Hoa Thôn, ở nơi này không có khách sạn, họ đành gõ cửa một hộ nông gia, một người nông phụ khoảng trên dưới 30 xuất hiện, thấy ba người họ, rất lấy làm ngạc nhiên. Hy Bình mỉm cười nói, tỷ tỷ, bọn ta trên đường hành trình, không tìm kiếm được chỗ nghỉ qua đêm, có thể cho bọn ta tá túc một đêm không? Bên trong vang ra âm thanh nam nhân. Mẹ nó ơi, chuyện gì đó? Nông phụ quay đầu lại nói. Cha nó à, có gia đình muốn nghỉ chân ở nhà mình, cha nó thấy sao? Nông phu nói. Giờ đã quá muộn rồi, họ còn đi đâu được nữa, cho họ vào nhà đi. Hy Bình thay mặt ba người cảm tạ, đi theo nông phụ vào nhà. Một hán tử tầm người trung bình ra đón vào, Hy Bình khách sáo nói chuyện, nói rõ lý do. Nông phu bảo nông phụ ra sau làm nhanh mấy món ăn vì thấy họ có vẻ đói.
có hai anh em đang ngủ ở phòng khác giờ cũng thức giấc, thay đổi chăn mền sạch sẽ rồi nhường phòng lại cho bọn Hy Bình ba người. Sau khi ba người Hy Bình ăn xong, nông phụ dọn dẹp xong bàn ăn, rồi cùng chồng trở về phòng riêng. Hy Bình cùng Đỗ Tư Tư đi vào phòng kia, thì thấy chiếc giường gỗ chỉ đủ chỗ cho hai người nằm, Hy Bình nhường cho mẹ con Đỗ Tư Tư ngủ trên giường, còn mình thì tiếp tục phát huy truyền thống ngủ dưới đất. Tuyết Nhi không chịu cho Hy Bình ngủ dưới đất, muốn hắn ôm nó ngủ, Đỗ Tư Tư năn nỉ dỗ dành thế nào nó cũng không chịu. Đỗ Tư Tư đành nói, sàn nhà toàn là bùn đất, rất sơ giấy, ngươi lên giường ngủ đi. Vì có mỹ nhân yêu cầu, Hy Bình đương nhiên không cự tuyệt, không khách khí nằm lên trên giường. Tuyết Nhi giúp mình vào ngực Hy Bình, nhoẻn miệng cười nói. Cha, con ôm cha ngủ ngon. Hy Bình ngước đầu nhìn Đỗ Tư Tư, thấy mặt nàng đỏ lên, hai mắt nhãn tình u oán nhìn hắn. Hắn đối mặt nàng, không nhịn được toát ra một nụ cười ngọt ngào, tay phải vuốt ve nhẹ nhàng trên cổ nàng, ôm nàng lại, làm cho nàng xích vào người hắn, đầu nàng nằm trên cánh tay cường tráng của hắn. Không hiểu sao, Đỗ Tư Tư không cự tuyệt động tác thân mật của hắn, nằm gối đầu trên tay hắn yên tĩnh ngủ ngon lành. Sáng sớm, Hy Bình đưa cho gia đình nông phu một ít bạc vụn, cùng với mẹ con Đỗ Tư Tư lên đường. Hy Bình cùng với Tuyết Nhi, một lớn một nhỏ, trên đường lúc nói lúc hát, lúc khen lúc cười, có với nhau khoảng thời gian thật vui vẻ, bên cạnh Đỗ Tư Tư không tham dự cũng không ngăn cản, chỉ thấy đôi mắt nhìn bọn họ với nhãn thần kỳ quái, không biết trong lòng nghĩ gì. Người qua đường thấy gia đình này rất kỳ dị, người vợ trẻ trung mỹ miều bao nhiêu thì người chồng già xấu bấy nhiêu, nhưng lại sinh ra một con bé xinh xắn khả ái. Tới buổi chiều thì tới Mông Sơn Trấn, Hiệp Hỉ khách sạn. Vì có tiền lệ trước, Hy Bình cùng mẹ con Đỗ Tư Tư ngủ chung trên giường. Vì Tuyết Nhi chơi đùa mệt mỏi, nằm ôm ngực Hy Bình ngủ rất nhanh, Đỗ Tư Tư cũng như đêm trước nằm ngủ trên tay Hy Bình. Lần này, nhích lại gần Hy Bình thủ thỉ bên tai. Ngày mai tới thành rồi, chúng ta phải phân khai, ta chân thành cảm tạ người đã cứu ta, cũng cảm tạ người đã đem lại cho Tuyết Nhi niềm vui lớn. Thật tiếc thay, phụ thân Tuyết Nhi. Hy Bình nghe trong giọng nàng có cả tiếng khóc, bèn an ủi. Nàng đừng buồn, Tuyết Nhi đã có ta là cha. Đương nhiên ta không có ý chiếm tiện nghi trên nàng gì đâu, nhưng ta lại thích Tuyết Nhi. Hay là thế này, nàng là mẹ Tuyết Nhi, ta làm cha Tuyết Nhi, hai người không liên quan với nhau. Đỗ Tư Tư trừng mắt nhìn hắn, nghĩ, sao mà không liên quan, người ôm ta mà ngủ, giờ còn dám nói không liên quan. Nàng tuy rằng không biết có thích Hy Bình hay không, nhưng càng nghĩ càng giận, thò tay nhéo đùi hắn một cái, giận dữ nói. Ngươi không được nói vậy. Hy Bình bị nhéo không dám cử động, lại không dám la lên vì sợ Tuyết Nhi thức giấc, hắn nghiêng mặt đáp. Ta không có nói bậy, chúng ta quả không có liên can. Đỗ Tư Tư nghe xong, phẫn nuốt nói. Hai người không liên can, sao ngươi ôm ta chặt vậy? Hy Bình biết nàng hiểu lầm ý của hắn, giải thích. Tư Tư, nàng nghĩ lầm rồi. Hai người không liên can là ý nói sau này nàng lấy ai, ta vẫn coi Tuyết Nhi là con ta, nó là một đứa bé khả ái và thông minh, nó chịu coi lão đầu xấu xí này là cha, ta đã vui mừng lắm rồi. Hy Bình nói láo như ăn cơm bữa, Đỗ Tư Tư không phát hiện một chút sơ hở nào, bàn tay nàng vẫn bấu vào đùi Hy Bình nói. Nguyên lai là vậy, sao lão đầu ngươi không nói sớm, hại ta cứ tưởng ngươi thông minh muốn chiếm tiện nghi, ta nhéo chết ngươi. Hy Bình hét lớn. Úi cha, đau chết ta được, đàn bà thối tha, dám hãm hại lão tử ta, nếu không vì nữ nhi bảo bối của ta ở đây, ta sẽ dùng bạo trị bạo, để biết lão tử không phải hảo nhân, úi ra. Lại nữa, Đỗ Tư Tư hình như đã lượng thứ cho hắn, dịu giọng nói. Sau này ngươi có nhớ tới, tới, Tuyết Nhi, hãy tới Bích Lục Kiếm Trang. Đỗ Tư Tư không nói thêm nữa, yên tĩnh ngủ trên tay Hy Bình. Tới Mạc La Thành. Mẹ con Đỗ Tư Tư ly khai Hy Bình đi thăm thân nhân. Tuyết Nhi không chịu buông Hy Bình, cứ bám lấy áo Hy Bình bắt hắn cùng đi. Tuy nhiên Hy Bình và Đỗ Tư Tư dùng hết kế của người lớn để dỗ ngọt nó, Tuyết Nhi chung quy cũng quyến luyến chia tay với lão phụ thân già xấu, cùng mẹ bước đi. Hy Bình dù không muốn xa họ, nhưng nhớ tới lời bên gối của Đỗ Tư Tư đêm qua, nếu nhớ tới Tuyết Nhi, hãy tới Bích Lục Kiếm Trang. Hy Bình nghĩ mình sẽ có cơ hội gặp lại họ. Sau khi tiễn mẹ con Đỗ Tư Tư đi, Hy Bình vốn định đến Vũ Đấu Môn ngay, nhưng hắn chỉ biết Vũ Đấu Môn ở trong thành này, còn cụ thể địa chỉ ở đâu thì hắn mù tịt.
hắn cũng không gấp nên quyết định tìm kiếm một tửu điếm ăn một bữa cho no nê, xong rồi mới đi dạo các nơi, sau khi đi chơi cho đã, hắn sẽ hỏi thăm người đi đường và bắt đầu đi vũ đấu môn. Ngày mốt sẽ là ngày đại thọ 70 tuổi của Độc Cô lão đầu, hắn nhắm là sẽ có đủ thời gian. Hy Bình tìm kiếm một chỗ gọi là Nghinh Khách Phường, thì ra là một tửu điếm, vào gọi vài món ăn và một bầu rượu, một mình độc ẩm. Hồi tưởng lại tại Viễn Dương Tiêu Cục lúc đó cùng Lôi Long và Tứ Cẩu uống say sưa, thật là một chuyện sảng khoái. Hôm nay không biết họ tới vũ đấu môn chưa? Lôi Phượng tại Viễn Dương Tiêu Cục có khỏe không? Nàng không biết có lo nghĩ tới bộc nhân này không? Còn Băng Băng, giờ này chắc đang hận ta lắm, không biết nàng sẽ đối phó với ta ra sao? Ôi, suy nghĩ nhiều làm cóc khô gì, mọi chuyện sẽ qua, tới đâu hay tới đó, hiện tại chỉ nên uống rượu thôi, lo lắng làm gì? Uống rượu, ai, uống một mình không có tư vị gì hết, phải chi có họ ở đây thì rất tốt. Cút xéo ngay, cái thứ tiểu khất cái đầu đường xó chợ, nếu còn không biến cho mau ta sẽ lấy chổi quét ngươi ra ngoài. Âm thanh đay nghiến của điếm tiểu nhị cắt đứt luồng suy nghĩ trầm tư của Hy Bình. Hy Bình nhìn ra ngoài cửa, thấy một thiếu niên tuấn tú quần áo tơi tả đang tranh chấp giằng co với điếm tiểu nhị. Thiếu niên nói, ta vào ăn cơm, ta có tiền. Sao lại không cho ta vào? Điếm tiểu nhị quát mắng. Người ngợm ngươi như vậy, còn nói có tiền. Muốn ăn quỵt à, làm ơn biến đi. Mà cho dù ngươi có tiền, cũng xin mời ngươi đi ăn chỗ khác, bổn điếm không hoan nghênh loại người như ngươi. Thiếu niên dậm chân, tức tối nói. Ngươi, ngươi đúng là dùng mắt chó nhìn người. Tiểu nhị, tiểu khất cái này là ta mời tới, ngươi mau cho hắn vào. Hy Bình thật ra đang muốn có người đồng ẩm. Hướng về tiểu nhị thuận miệng nói. Tiểu nhị nhìn về phía người khách có khuôn mặt giống như ác quỷ, trong tâm vừa sợ vừa hiếu kỳ, không ngăn trở thiếu niên nữa. Thiếu niên đắc y vén áo bước tới trước mặt Hy Bình ngồi xuống. Hy Bình hỏi. Tiểu khất cái, uống với ta vài chung được không? Thiếu niên cãi. Lão đầu xấu xí, không được gọi ta là tiểu khất cái. Hy Bình hỏi lại. Vậy ngươi muốn ta gọi là gì? Thiếu niên trả lời. Xin gọi là tiểu tuấn ca Phong Ái Vũ. Hy Bình nghi hoặc hỏi. Phong A Di. Thiếu niên tức quá chỉ vào Hy Bình nói. Ngươi, ngươi, không phải là Phong A Di, ta là Phong Ái Vũ. Phong như phong lưu, ái như ái tình, vũ như vũ thủy, hiểu chưa, đồ ngu. Hy Bình tỏ vẻ như đã hiểu ra nói. Hiểu ra rồi, Phong Ái Vũ, phong như phong tao, ái như tình ái. Vũ như vân vũ, cái này, bất quá. Tên người hơi bị biến thái đó. Phong Ái Vũ lần này tức quá chịu không được chửi ầm lên. Ngươi là tên hỗn đản, ngươi mới là biến thái. Hy Bình ngồi thẳng người lên, tay phải vỗ vỗ vào ngực nói. Bổn công tử không phải là hỗn đản, ta chính là đại tuấn ca Hoàng Ngưu, đường đường nam tử hán tuyệt không phải là biến thái. Còn ngươi, là một nam hài tử mà lại gọi cái gì ái, cái gì vũ. Ha ha thật tức cười. Nghe Hy Bình nói vậy, Phong Ái Vũ cười lớn lên, các khách nhân đang ăn uống nghe vậy cũng phun cả đồ ăn ra ngoài. Con bà nó, bộ mặt như vậy mà tự xưng là Đại Tuấn Ca. Phong Ái Vũ chỉ tay vào Hy Bình cười khanh khách, nói. Ngươi, ngươi, ngươi là Đại Tuấn Ca. Ha ha ha. Hy Bình không thèm để ý mọi người đang cười cợt mình, nghiêm nghị nói. Ta bổn lai là Đại Tuấn Ca, có gì đáng cười. Còn bà ngươi, cười mà cũng cười kiểu biến thái, đúng là tên lại cái. Phong Ái Vũ lập tức ngưng cười, nổi xung thóa mạ. Ngươi mới là lại cái, tên biến thái, đồ xấu xí, lão chết bầm, tên đầu gỗ. Hy Bình nhíu mày, vội nói. Thôi được rồi, ta đâu có mời ngươi thóa mạ ta ở nơi công cộng, ta mời ngươi đồng ẩm chung, ngươi có thể trước tiên đình lại, sau đó uống cho ướt môi đã. Vì Hy Bình chân thành thiện ý thỉnh cầu. Phong Ái Vũ kết thúc 3 phút diễn giảng kích động, hùng hổ trừng mắt nhìn Hy Bình ra điều cho ngươi biết ta lợi hại, sau này đừng chọc tức tới ta nữa. Hy Bình thở phào cảm kích. Cảm ơn trời đất. Phong Ái Vũ chìm đắm trong chiến thắng, sau một lúc mới sực tỉnh lại từ sự vui vẻ to lớn này, nói. Ta không biết uống rượu. Hy Bình nói. Không biết uống có thể học, nam nhân nào mà không biết uống rượu. Nào, uống, con bà nó. Đừng có như là đàn bà. Phong Ái Vũ ngập ngừng. Thật sự ta không uống được mà. Hy Bình không để ý tới sự từ chối của Phong Ái Vũ,
rót một chung đầy rồi để trước mặt y, mời. Không có gì, ngươi là Tiểu Tuấn ca, ta là Đại Tuấn ca, hai ta đều chung một gia đình Tuấn ca. Huynh đệ, uống rượu, cạn, không say không về. Phong Ái Vũ rất e ngại, thịnh tình của gã Đại Tuấn ca này thật khó chối từ, người này tuy là xấu xí, nhưng tánh tình có thể chấp nhận được, nghĩ lại chỉ uống thử một lần, chắc không có vấn đề. Nghĩ tới đây, Phong Ái Vũ miễn cưỡng nói. Tốt, ta uống, nhưng chỉ uống một chung thôi. Hy Bình và Phong Ái Vũ cùng uống cạn. Hy Bình định uống thêm, nhìn qua Phong Ái Vũ thì thấy hắn đột nhiên gục xuống bàn, thân người bất động. Hy Bình gọi vài lần mà không thấy phản ứng, đứng lên nhìn, nghĩ thầm con bà nó, tên tiểu tử này chỉ một chung là lăn quay hôn mê rồi. Làm sao đây? Gọi đi gọi lại vẫn không tỉnh, chắc là có chuyện phiền rồi, hắn định kêu vài người giúp khiêng hắn vào khách sạn để an nghỉ, rồi ly khai nơi này cho mau. Hy Bình giúp nâng đỡ Phong Ái Vũ lên, tay đụng vào ngực, cảm thấy chỗ đó mềm và sưng lên, hắn lấy làm ngạc nhiên, sau khi nhìn kỹ càng, Phong Ái Vũ tuy mặc y phục nam nhân, quần áo lại rách dưới, khuôn mặt bị bôi bẩn, nhưng da thịt trắng hồng, rất là đẹp. Bây giờ vì cự ly gần, hắn có thể ngửi được mùi hương xử nữ nhẹ nhẹ. Hy Bình như say lên, tim bỗng rung động. Hèn gì, tên họ và tướng mạo ngươi như là lại cái, thì ra bản lai là con gái. Hy Bình thay đổi ý định ban đầu, nghĩ lại, đã chuẩn bị tiền kêu người khiêng nàng ra, nàng hóa ra nữ nhân, thật đúng tâm ý của ta. Ta một mình phải cực khổ ôm khiêng nàng đi, lát nữa khi thức dậy, nàng chắc không cần ân đền oán trả. Hoa Xuân khách sạn. Nửa đêm, sau 2 giờ sáng. Trong một gian phòng. Á, ngươi ngủ kế bên ta. Sau khi Phong Ái Vũ tỉnh lại, thấy Hy Bình bên cạnh nằm ngủ ngon lành. Tiếng kêu như trời đất rung chuyển khiến Hy Bình đương nhiên tỉnh ngủ. Hy Bình tỉnh lại mở mắt ra, thấy Phong Ái Vũ hai tay che ngực, đang nhìn hắn từ trên giường, nhãn thần đầy nét hoài nghi, oán hận, trách vấn, có cả kinh hãi và phòng bị. Hy Bình cảm thấy cực kỳ thích thú, cười nói. Tỉnh rồi ư? Sao ngươi ngủ kế bên ta? Phong Ái Vũ phảng phất như là nhất định phải minh bạch chuyện này. Hy Bình cười nói. Ngươi bị say. Ta kêu người khiêng ngươi tới đây. Phong Ái Vũ không đợi cho hắn giải thích hết, hét lên. Ngươi không được ngủ kế bên ta. Hy Bình cười hỏi lại. Sao lại không, chúng ta là hảo huynh đệ, rượu ngon cùng uống, giường tốt cùng nằm, khà khà. Phong Ái Vũ nhanh trí đáp. Nhưng ta có tập quán ngủ một mình từ nhỏ. Ngươi ngủ kế bên làm ta không quen, ngủ không được. Ngươi đi qua phòng khác được không? Hy Bình chợt nói với giọng cương quyết. Không được, giờ đã khuya rồi, ngươi nói lại đi, ngươi trước giờ ngủ một mình, sau này lấy vợ phải ngủ chung thì sao? Bây giờ cứ luyện tập với ta trước, tới lúc đó sẽ quen đi. Nếu không tới đêm động phòng hoa chúc không lẽ ngươi một cước đá lão bà của ngươi xuống gầm giường? Phong Ái Vũ khẩn cấp nói. Ta không thích lão bà. Hy Bình cười nói. Nam nhân nào mà không thích có vợ, ta có rất nhiều nữ nhân, còn có một đàn con lóc nhóc. Để ta dạy ngươi vài cách động phòng với nữ nhân, bọn họ sẽ nhất định thích ngươi. Qua đây, cứ coi ta là nữ nhân, hoặc là tân nương, tận tình thi triển thủ đoạn ôn nhu tình ái ý đối với ta. Như vậy, như vậy. Hy Bình biểu diễn một kiểu cho xem, đúng là không thể thô kệch, xấu xí hơn được. Phong Ái Vũ không biết nên giận hay nên cười, hơi mất tự nhiên, nói. Ngươi đúng là một nam nhân, làm sao ta coi là một nữ nhân được? Hừ. Ngươi biến thái chứ ta không biến thái. Nếu ngươi không kêu thêm phòng, cũng được, ta sẽ ngủ dưới đất. Ngủ dưới đó ta thấy còn thoải mái hơn. Nàng tính bỏ qua người Hy Bình để xuống giường, hắn chặn lại, nói. Thôi được, dù ngươi có tập quán không ngủ chung cũng không cần xuống đất ngủ. Ngươi mới say rượu tỉnh lại, thân thể yếu đuối, rất dễ sanh bệnh, để ta ngủ dưới đất cho, ta cường tráng hơn ngươi cả trăm lần. Hy Bình thở dài leo xuống giường. Ngao ngán không vui, không tưởng được đối tượng thay đổi, nhưng vận mệnh nằm đất lại không thay đổi. Ôi, phải chi được ngủ kế bên nàng tương tự như là nằm kế Tuyết Nhi khả ái. Nghĩ tới Tuyết Nhi, tự nhiên lại nhớ tới Đỗ Tư Tư, nàng và hắn cùng nhau chung giường ngủ hết 2 đêm, một nữ nhân mỹ lệ ai oán, ôn nhu. Phong Ái Vũ nhìn Hy Bình nằm ngủ dưới đất, lòng cảm thấy có chút bất nhẫn, nhưng làm sao bây giờ? Nếu cho hắn biết nàng là thân nữ nhi, không biết hắn sẽ giở trò gì. May là lão nhân này còn chưa phát hiện,
nếu không, nàng không dám nghĩ tới. Nàng lại có chút mâu thuẫn, như là không muốn giấu Hy Bình mình là gái cải nam trang, tất cả chỉ vì đùa giỡn nên chưa bộc lộ. Ngày thứ hai, sau khi hai người ra khỏi cửa, Phong Ái Vũ tới trước Hy Bình, phát hiện ra nam nhân này rất cao to, mình không phải là lùn nhưng còn rất thấp so với hắn, nếu không phải vì hắn vừa già vừa xấu thì đúng là đại tuấn ca. Hy Bình nhìn nàng thấy đúng là dung mạo khả ái, cười nói. Tiểu tuấn ca, ta phải đi dạo trong thành một lát, người có đi không? Phong Ái Vũ trong lòng rất vui vì thấy Hy Bình thay đổi cách xưng hô, cao hứng nói. Tốt, ta cũng muốn đi dạo, nhưng, nhất định phải đi với ngươi à? Hy Bình đáp. Đương nhiên, chúng ta là hảo huynh đệ, có câu hảo huynh đệ luôn đồng hành với nhau, ngươi có nghe qua chưa? Phong Ái Vũ lắc lắc cái đầu. Hy Bình không cho phân biệt, nói. Đi, tìm kiếm chỗ ăn uống cho no say, sau đó lại đi vào thành du ngoạn tiếp. Phong Ái Vũ nói gấp. Ta không uống rượu đâu. Hy Bình nói. Sau này, ngươi mà đòi uống rượu, ta tuột hết y phục ra, đét vào mông. Phong Ái Vũ la lên. Ngươi không được đánh mông ta. Hy Bình nhìn nàng, dương dương đắc ý trấn an. Ta chỉ hành động khi nào ta phát hiện ngươi uống rượu, hì hì. Phong Ái Vũ quay đầu lại chạy đi. Hy Bình và Phong Ái Vũ đi hết một ngày, vẫn chưa mò ra vũ đấu môn ở đâu. Thật ra hắn chỉ vui chơi cùng Phong Ái Vũ, không cần biết có vũ đấu, hay không có vũ đấu. Chiều hôm đó, Hy Bình thuận miệng hỏi một người đi đường. Xin hỏi có biết vũ đấu môn ở đâu? Người đó thấy lão già mặt mũi xấu xí, lắc đầu đáp cộc lốc. Không biết. Phong Ái Vũ ngạc nhiên hỏi Hy Bình. Người muốn đi vũ đấu môn? Hy Bình hỏi lại. Người biết cách đi? Phong Ái Vũ kiêu ngạo. Đương nhiên biết. Hy Bình vui quá, kéo mặt nàng lại, hôn một cái thật mạnh, la lớn. Người thật vĩ đại. Người đi đường ngừng lại chừng chừng nhìn vào bọn họ, một nam nhân hôn một nam nhân giữa thanh thiên bạch nhật trên đường phố đông người. Hy Bình xua tay đuổi những người bu quanh, hét lên. Nhìn cái gì, chưa bao giờ thấy cha hôn con à. Phong Ái Vũ bỏ mặc mọi thứ, lách khỏi đám người bỏ chạy. Hy Bình rượt theo, hỏi. Ngươi chạy đi đâu mà nhanh quá vậy? Phong Ái Vũ quay đầu đáp. Ta phải tránh xa ngươi ra, ngươi là tên khốn. Hy Bình nói, ta chỉ là hôn ngươi một cái thôi mà, hà tất phải tức giận làm gì? Phong Ái Vũ nổi giận. Ngươi là nam nhân. Hy Bình thản nhiên nói. Ồ, thì ra ngươi không thích nam nhân hôn, cứ đi tới kỹ viện cho cả đám nữ nhân hôn ngươi được không? Phong Ái Vũ dậm chân nói. Ngươi, ta thật không muốn, ta không theo ngươi nữa. Hy Bình cười nói. Chúng ta đều là nam tử Hán. Đụng chạm nhau một chút đâu có quan hệ gì. Nếu ngươi không thích, sau này không đồng ý cho hôn, ta sẽ không dám nữa. Nhưng với điều kiện là ngươi phải dẫn ta đi vũ đấu môn. Phong Ái Vũ tức khí nói. Ngươi đi thì tự đi, ta không đi với ngươi. Hy Bình van cầu. Phân ra như vậy sao? Ta và ngươi là huynh đệ tốt xấu có nhau, xin ngươi làm một việc tốt. Phong Ái Vũ rồi cũng dịu lại, hỏi. Ngươi tới vũ đấu môn làm gì? Hy Bình cười thầm trong lòng, nói. Độc Cô Phách lão đầu đại thọ 70, ta đi chúc thọ. Phong Ái Vũ nghe như giận lắm, bất bình nói. Độc Cô Phách là Độc Cô Phách, sao còn thêm vào lão đầu, hừ. Hy Bình cười nói. Thì đúng là lão đầu mà, khó mà chỉnh lại thành tiểu hóa tử. Phong Ái Vũ như muốn bịt miệng hắn lại. Nói tóm lại, ta không cho phép ngươi gọi như vậy. Hy Bình nhượng bộ. Được, được, thì không gọi là lão đầu, bây giờ mình đi kiếm gã ta, được chứ? Phong Ái Vũ liếc hắn, nói. Bây giờ muộn rồi, ngày mai đi tiếp, ta lại mệt mỏi cả ngày rồi, chỉ muốn kiếm một chỗ để ngủ. Hy Bình đồng tình nói. Ta cũng muốn kiếm chỗ nghỉ tạm, để ta dẫn ngươi đi tửu điếm ăn một bữa no, sau đó tìm một khách sạn tốt, ngủ cho ngon giấc, thế nào? Phong Ái Vũ nghĩ người này công phu vuốt đuôi thật sự tuyệt đỉnh. Hy Bình khoản đãi Phong Ái Vũ một bữa ăn thịnh soạn, sau khi ăn uống no say liền kéo nàng tới khách sạn lớn nhất thành, Ngũ Tiên Lâu. Phong Ái Vũ chuẩn bị nói vài lời cảm tạ, thì đã nghe Hy Bình oang oang, tiểu nhị đâu, mau cho ta một phòng thượng hảo hạng. Phong Ái Vũ lời nói vừa lên tới cổ đã phải nuốt xuống, thay vào đó bằng câu, người biết ta không có tập quán ngủ chung hai người mà,
tại sao không gọi hai phòng? Hy Bình cười mỉm, một phòng đủ rồi. Ngươi ngủ trên giường, ta ngủ dưới đất, không có xung đột về tập quán gì hết. Vả lại nếu ngươi ngủ riêng một phòng, lúc ta không để ý ngươi ăn trộm đồ rồi trốn đi, ai sẽ đưa ta tới Vũ Đấu Môn? Phong Ái Vũ nói nhanh, ta thề sẽ không ăn trộm. Hy Bình, hì hì, cẩn thận là tốt nhất. Hai người vừa nói vừa đi vào trong phòng. Hy Bình nói, tiểu ca, theo như ta biết thì ngươi ít nhất hai ngày chưa tắm rồi, trong phòng này phía sau có một tấm bình phong, dùng cho việc tắm rửa, phía trong có một cái bồn tắm lớn, ngươi cứ việc hưởng thụ. Phong Ái Vũ hoan hỉ nói, rất tốt, rất tốt. Hy Bình nói, để ta kêu tiểu nhị đổ đầy nước vào bồn tắm. Hắn bước ra để gọi rồi trở vào, trong lòng không chút hảo ý, nói tiểu ca, bồn tắm rất lớn, ta và ngươi có thể tắm chung. Phong Ái Vũ giật nảy mình, la toáng lên, không, ta không muốn, ngươi có thể tự mình tắm lấy, ta không tắm. Hy Bình nói, làm gì mà kích động đến thế, nếu ngươi không thích thì ngươi cứ tắm trước, ta đợi ngươi tắm xong rồi mới tắm, được không? Phong Ái Vũ suy nghĩ một lát, ngượng ngập nói, khi ta tắm, ngươi không được tiến vào, cũng không được nhìn lén. Hy Bình khẳng định, ồ, đương nhiên, ngươi tưởng ta là tên bán nam bán nữ thích nhìn lén nam nhân tắm à? Ta không có hứng thú nào với thân thể nam nhân, một chút cũng không có. Nhưng nếu là nữ nhân, thì hì hì. Phong Ái Vũ nổi xung muốn cho hắn một bạt tai, dáng nhẫn nại dịu lại. Đúng là tên hỗn đản, vừa già vừa xấu lại còn là đồ sắc quỷ. Phong Ái Vũ tiến vào sau bình phong, cởi y phục, hiện ra một thân mình kiều diễm mê người. Với thân hình lõa thể nàng tiến lại trước bồn tắm, thò tay vào thử nhiệt độ nước. Rồi thong thả bước chân vào rồi ngồi xuống, an nhàn hạ thân thể vào nước, dùng hai tay nhỏ nhắn kỳ cọ thân thể nhẹ nhàng, trà cho đến da trắng biến hồng lên. Phong Ái Vũ khẽ nhắm đôi mắt đẹp, cảm giác thật mát mẻ khoan khoái. Phảng phất có âm thanh bước chân truyền lại, Phong Ái Vũ giật mình mở hai mắt vừa to vừa tròn. Một thân mình lõa thể đầy nam tính đang từng bước tiến về phía nàng. Phong Ái Vũ hai tay che ngực, nhắm mắt lại hét toáng lên, đừng lại đây. Đừng. Hy Bình bước tới phía trước, cúi người xuống, nâng khuôn mặt diễm lệ lên, thân yêu nói, tiểu Ái Vũ, nàng mở cặp mắt khả ái ra. Phong Ái Vũ vừa khóc vừa nói, ta không, ngươi cút ngay, đại sắc ma, đại hồn đàn, không. Hy Bình dùng môi của mình khóa ngay những lời chửi mắng của nàng lại, đứng hôn nàng trong bồn tắm, rất lâu mới buông ra. Nhìn khuôn mặt giờ đã đỏ hồng, mắt vẫn nhắm lại, Hy Bình cười nói, tiểu Ái Vũ. Không tỉnh lại mở mắt ra, ta sẽ không khách khí nữa. Bốp, âm thanh vang lên, Hy Bình vỗ vào đôi mông căng cứng trắng trẻo của Phong Ái Vũ một phát. Phong Ái Vũ ngượng ngùng mở mắt ra, sau đó gắt lên, không được đánh mông ta, mau. Mau cút ra ngoài, nàng dùng tay hết sức đẩy Hy Bình ra rồi co ro lại. Hy Bình nói, tiểu Ái Vũ không mời ta tắm chung à. Phong Ái Vũ khí tức dâng lên tới ngực nói, người cút ngay, tên hỗn đản. Ngươi lừa gạt ta, nếu không cút ta la làng cứu mạng ngay. Hy Bình cười, ta đâu có lừa gì nàng, ta chỉ nói là đối với nam nhân không hứng thú, còn tiểu Ái Vũ thì chính là một nữ nhân khả ái yêu kiều. Nàng cứ la lên, ta sẽ dùng miệng ta bịt miệng nàng lại, cùng lúc dùng tay ta vỗ mông nàng, lúc đó xem nàng làm sao. Phong Ái Vũ quả nhiên sợ chết khiếp, Hy Bình nhìn nàng đầy tình ý, hôn một phát, nhẹ nhàng nói, tiểu Ái Vũ, chúng ta cùng tắm. Không đợi nàng trả lời, Hy Bình bước vào bồn tắm vừa đủ hai người, ôm Phong Ái Vũ ngồi xuống. Vì có hắn vào, nước trong bồn dâng lên, thậm chí có vài đợt nước tràn ra ngoài. Hy Bình song nhãn đo lường Phong Ái Vũ từ trên xuống dưới, sau cùng ngừng lại trên vòng ngực trắng toát có vài vệt hồng do sự tẩy rửa. Phong Ái Vũ hai tay che trước ngực, sợ sệt nhìn hắn, thần tình như cừu non thấy sói. Hy Bình kéo đôi tay của Phong Ái Vũ khỏi bộ ngực khả ái của nàng rồi để lên dưới lưng hắn, tiếp theo nói, ta đáng sợ lắm sao? Phong Ái Vũ sợ sệt gật đầu, khi cúi đầu xuống nàng liền nhìn thấy một vật thô cứng đứng trong nước, sợ hãi lắp bắp nói, ngươi là hạng người nào, định làm gì ta? Hy Bình cũng thấy sự sợ hãi của nàng, bàn tay xoa bóp nhẹ lưng nàng, an ủi, ta chỉ muốn tắm cho nàng, được không? Không hiểu hắn là hạng người gì. Hiện tại hắn làm gì mình cũng phải đồng ý. Phong Ái Vũ nghĩ lão già này đúng là một tên háo sắc hỗn đản, lại còn vô lễ và da mặt cực dày. Hy Bình thấy nàng không trả lời,
nói ta rất muốn nàng. Phong Ái Vũ nổi giận cướp lời, không. Hy Bình bật cười, nàng nghĩ bậy bạ gì đó, ta chỉ muốn nàng tắm cho ta, lại đây, tiểu Ái Vũ, kỳ cọ thân mình cho ta, đấm bóp, đấm bóp. Hy Bình trườn người lên bờ của bồn tắm, nhắm hai mắt lại, dáng vẻ như sắp được hưởng thụ bàn tay của mỹ nhân tẩy rửa cho. Phong Ái Vũ ý muốn thu thân lại, nhưng lại bị lôi cuốn bởi hắn ta, nhìn lại cái mông mình vẫn còn hiện lên dấu tay của lão hỗn đản này. Hy Bình nói, nàng muốn chạy, chỉ cần nàng có một chút xíu ý nghĩ muốn chạy thôi, lão tử sẽ đánh cho tét mông ra luôn. Phong Ái Vũ mặt đầy lệ, nhãn tình đã thay đổi, ánh mắt tràn đầy vẻ cầu khẩn. Hy Bình động lòng, nói, ngoan nào, nàng ngoan ngoãn đi, ta sẽ không đánh mông nàng nữa, ta sẽ yêu nàng, tiểu Ái Vũ của ta. Phong Ái Vũ âm ức, ta không cần người yêu, ngươi thả ta đi, ta van ngươi. Hy Bình thở dài, khi nào nàng tẩy rửa cho ta sạch sẽ, ta mới cho nàng đi, chịu không? Phong Ái Vũ không còn cách nào khác, đành nói, thật không? Hy Bình cười, ta có lừa nàng bao giờ chưa? Đã lừa ta bao giờ chưa? Ngươi là tên hỗn đản, hồi nãy vừa mới lừa ta. Trong tâm chửi rủa hắn cả ngàn lần nhưng chẳng có tác dụng gì. Phải quỳ xuống trước mặt hắn lòn hai bàn tay nhỏ nhắn tẩy rửa cho hắn. Nàng không dám nhìn vào mặt hắn. Không dám nhìn vào hạ thể hắn, chỉ có thể nhìn thẳng vào bộ ngực thô thiển của hắn, ngây người ra, đây chính là ngực nam nhân. Vì sao mặt hắn vừa già vừa xấu, mà ngực hắn thì cường tráng, ẩn tàng một lực lượng vô tận. Chỉ nhìn vào ngực, đã cảm thấy an toàn và thoải mái, ta đang nghĩ gì đây? Chấm chấm. Hy Bình nhãn tình như quên hết tất cả, hưởng thụ đôi tay khả ái thoa bóp, phát giác tay nàng đình lại trên ngực. Hắn mở mắt ra thấy Phong Ái Vũ ngơ ngẩn nhìn ngực mình, hỏi tiểu Ái Vũ, nàng suy nghĩ gì vậy? Phong Ái Vũ đột nhiên hai tay đấm loạn xạ lên ngực hắn, nói, ngươi khi phụ ta. Bắt ta tắm cho ngươi, làm cho ta suy nghĩ linh tinh, tên vô lại nhà ngươi dùng bộ ngực dụ hoặc ta, hại ta bị ảo tưởng, ngươi đúng là tên đại hỗn đản. Hy Bình kháng nghị đáp, nàng nói thế làm ta không đồng ý chút nào. Đâu phải chỉ có ngực ta tráng kiện không chê được mà những phần khác trên cơ thể cũng hoàn mỹ kinh người lắm. Hắn đứng lên, thân thể to lớn tuyệt đẹp điểm thêm những hạt thủy châu óng ánh, ngang nhiên đứng trước Phong Ái Vũ, thể hiện sự sung mãn cùng với hình dáng cơ thể hợp lại thật hoàn mỹ. Phong Ái Vũ bị chấn động, nàng không nghĩ được thân thể của nam nhân này quá tuyệt, lại có một sức hấp dẫn đối với nàng, thậm chí không để ý tới sự xấu xí và lớn tuổi của hắn. Tại sao vừa rồi nàng lại nhắm mắt? Bỏ qua cơ hội nhìn thấy thân hình hoàn mỹ này. Hy Bình khoe xong cơ thể, rồi ngồi xuống, tiếp tục cho Phong Ái Vũ tẩy rửa, nói tiểu Ái Vũ, tẩy rửa bộ vị khác đi, đây, chỗ này. Hắn kéo tay nàng tới hạ thể của hắn, nàng vùng vẩy rồi cố gắng co tay lại rồi kinh hoàng nói, không. Hy Bình ôm nhẹ nàng lại, để lên trên đùi mình, tay nhẹ nhàng nắn bóp lưng nàng, nói ta tắm cho nàng, nhé. Phong Ái Vũ cự tuyệt, ta không muốn. Hy Bình kéo tay từ lưng lên vai nàng, rồi hạ xuống trên hai ngọn đồi của nàng. Phong Ái Vũ cố gắng thoát khỏi ma chảo của hắn, phát hiện ra sức lực không còn, muốn kéo cũng kéo không nổi, cảm giác trên ngực lúc thì như khó chịu lúc lại như khoan khoái. Phong Ái Vũ sợ hãi, đừng bóp ta ở đó, ta rất khó chịu. Úi! Hy Bình thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hồng lên, hơi thở nóng hổi, chịu không nổi cúi đầu hôn nàng, hôn cho tới lúc thở không nổi mới buông ra. Nói tiểu Ái Vũ, ta rất muốn nàng. Phong Ái Vũ hổn hển nói, ta sợ lắm. Hy Bình ôn nhu nói, nàng đừng sợ, ta sẽ nhẹ nhàng. Phong Ái Vũ vùi đầu vào ngực hắn, Hy Bình cảm thấy nàng khóc, trong tâm bất nhẫn, nhẹ nhàng nói, nàng đừng khóc nữa, nếu nàng không tự nguyện làm việc này. Ta sẽ ra trước, nàng tắm xong ra sau, đừng ở lâu, nước lạnh dễ sanh bệnh. Nói xong, đứng lên lõa thể bước ra ngoài. Phong Ái Vũ nhìn theo ánh lưng hùng vĩ của hắn, trong tâm nảy lên một cảm giác cường liệt muốn hắn ở lại, nhưng không mở miệng được, nàng không thể tự hủy thân vì nhất thời xung động. Nàng được nhũ mẫu nuôi từ nhỏ, ngay cả phụ thân còn chưa một lần trông thấy thân thể nàng, thế mà tên này. Lúc này, nàng nhớ tới một nam nhân khác, hiện tại không biết có phải đã phản bội người đó, hay là người đó căn bản không hề để ý tới. Phong Ái Vũ đi ra. Hy Bình đã mặc xong y phục ngồi đợi nàng một thời gian dài. Nàng đột nhiên nghĩ tới Hy Bình lúc lõa thể so với mặc y phục có vẻ còn hoàn mỹ hơn. Tại sao hắn lại muốn mặc y phục?
Phong Ái Vũ trong tâm tự phát ra những câu hỏi đó bỗng cảm thấy hoảng sợ, thầm nhủ ta sao lại như vậy. Hy Bình thấy nàng bước ra nói, tiểu Ái Vũ, tối nay ta ngủ trên giường nhé. Phong Ái Vũ đáp, ngủ dưới đất. Hy Bình làm mặt đau khổ nói, chúng ta vừa thân mật xong, giờ nàng bắt ta ngủ dưới đất. Nàng đúng là không có nhân tính mà. Phong Ái Vũ sau khi nằm xuống, thấy Hy Bình nằm ngủ dưới đất, nói, ngươi. Lại đây leo lên giường, ta có chuyện muốn nói. Hy Bình không ngờ nàng thay đổi chủ ý, tưng lên như một trái banh, nhanh chóng chui vào chăn mền, ôm nàng âu yếm hỏi, chuyện gì vậy? Phong Ái Vũ không kháng cự lại, với khí lực của nàng so với hắn thì dù kháng cự cũng không hiệu quả. Mới đây hai người còn lõa thể với nhau, hắn chân chính chưa có gây hại nàng, huống hồ hiện tại còn cách nhau lớp y phục. Nàng u ám nói, ngươi có thể không tin, nhưng ta phải nói cho ngươi nghe, ta chính là con gái của Phong bang chủ cái bang. Hy Bình nghi hoặc, cái bang, là cái gì đông đông? Phong Ái Vũ vừa tức vừa buồn cười, nói, đừng nói loạn lên, mẹ ta là Độc Cô Vũ, chính là con gái của Vũ đấu môn Độc Cô Phách, lúc sanh ta bị khó sanh, sau khi sanh đã ly khai nhân gian, ta chưa bao giờ được thấy mặt mẹ ta. Hu hu, Phong Ái Vũ ôm cứng lấy Hy Bình. Khóc tới nước mắt nước mũi đầy ra, thân thể mềm mại không ngớt rung lên. Hy Bình chợt thấy mũi cay cay, tim như bị kim châm đau nhói, dịu giọng an ủi, đừng khóc nữa, nàng vẫn có ta, những chuyện thương tâm không cần nói nhiều, ngủ đi. Không, ta muốn nói. Phong Ái Vũ ngừng khóc nói tiếp, cha ta vì quá thương yêu mẹ ta, tới giờ vẫn chưa tục huyền, cho ta tất cả thứ gì ta thích. Ta từ tình thương đó lớn lên, trong bang, ta nói một là sẽ không có hai. Bang chúng ai cũng ăn nói thô tục, ta học theo họ, sau này mắng chửi lại họ, mãi rồi dùng lời thô lỗ thành thói quen. Võ công của cha không thích hợp với ta, cha lại sợ ta khổ. Tuy trong bang, võ công các trưởng lão rất cao, ta một điểm cũng không học được, lại không thích học. Họ đều thương yêu ta, lúc nào cũng làm cho ta vui, họ biết ta mất mẹ từ thuở nhỏ, lại không cho ta chạy loạn lên, sợ là ta sẽ gặp một tên không ra gì, sợ ta không có sức tự bảo vệ. Nhưng ta không phục, họ bắt ta chết dí ở một chỗ, không cho ta đi đâu hết. Năm nay, là thượng thọ 70 năm của ngoại công ta, cũng như những năm trước, cha dẫn ta đi theo, ta đã bỏ trốn, tính một mình tìm tới nhà ngoại công, nghĩ rằng khi gặp lại sẽ làm bọn họ biết rằng ta có thể tự lập được. Ta nghĩ chủ ý này rất là tốt, ai ngờ gặp ngươi, ngươi không coi ta ra gì, ngang ngạnh bức hiếp ta. Than ôi, sao ngươi lại khi phụ ta, ngươi già như cha ta. Lại xấu xí hơn cha ta, mà còn cưỡng bách người ta thích ngươi, ngươi có biết trước khi gặp ngươi ta đã thích biểu ca của ta rồi không, nhưng ngươi. Hu hu, Hy Bình trong lòng thấy chua xót, tự thấy không xứng với nàng, buồn bã nói, Phong cô nương, lão phu chỉ trêu đùa cô nương thôi, cô nương vẫn thanh bạch, ngày mai sau khi tới Vũ đấu môn, ta sẽ không quấy rầy cô nương nữa. Phong Ái Vũ sau khi nghe hắn nói xong, ối lên một tiếng, bật khóc. Hy Bình nhanh chóng nói, Phong cô nương. Phong Ái Vũ vừa khóc vừa nói, ngươi còn gọi ta là Phong cô nương, ngươi đúng là không có lương tâm, cút đi, cút đi. Song quyền của Phong Ái Vũ đấm thình thịch vào người Hy Bình. Hy Bình đành phải thả nàng ra, chuẩn bị bước xuống giường, hắn không đủ tàn nhẫn để tiếp tục chiếm tiện nghi với người con gái này, đành phải xuống ngủ dưới đất. Khi hắn đẩy nhẹ nàng ra để ngồi lên, Phong Ái Vũ bỗng nhiên nín khóc. Hốt hoảng hỏi, ngươi muốn đi đâu đó? Hy Bình nói, ta không muốn tiếp tục chiếm tiện nghi đối với nàng, ta sẽ ngủ dưới đất, ta ngủ dưới đất cũng quen rồi. Phong Ái Vũ nhìn hắn không nói câu nào, khuôn mặt đầy nước mắt. Hy Bình thở dài bước xuống, nằm ngủ dưới đất. Phong Ái Vũ nhìn theo dáng Hy Bình bước xuống đất, người như kẻ mất hồn, sau đó chúi người vào trong chăn rất lâu rồi che đầu khóc. Lão xấu xí, tên háo sắc điên. Sau này ta không lý gì tới ngươi nữa. Mới đây còn gọi là tiểu Ái Vũ, giờ lại gọi là Phong cô nương. Mới đây tay chân còn sờ mó bừa bãi, giờ lại cố ý tránh xa, thà ngủ dưới đất chứ không ngủ trên giường. Mới đây làm người ta hoảng lên, không có khí lực để cự tuyệt, tại ngươi không muốn, bây giờ lại đổ thừa tại người ta. Hừ, nói gì là muốn ta, giờ lại tránh xa ta, nói gì là không thương hại ta, giờ. Hận chết ngươi. Hận chết ngươi, sau này ta không lý gì tới ngươi nữa. Tên lường gạt, tên đầu gỗ, tên hỗn đản. Phong Ái Vũ cứ khóc mãi như vậy, cuối cùng rồi cũng chìm dần vào giấc ngủ.
trong giấc ngủ có lẽ nàng vẫn nguyền rủa Hy Bình. Hy Bình thức giấc thì thấy Phong Ái Vũ vẫn còn đang ngủ, hắn bước tới bên giường, thấy trên mặt nàng vẫn còn đầy nước mắt. Có lẽ trong giấc ngủ nàng vẫn bi thương. Hy Bình đưa tay ra lau nước mắt, đôi mắt nàng từ từ mở ra. Hy Bình hỏi, trong giấc mộng, ai đã khi phụ nàng thế? Nàng đẩy tay Hy Bình ra vùng vằng đáp, không cần ngươi lo. Hy Bình cười nói, Phong cô nương, ra khỏi giường thôi. Phong Ái Vũ nghe hắn gọi nàng là Phong cô nương thì tức tối vô cùng, quay lưng không lý gì tới hắn. Hy Bình ghé sát bên tai nói khẽ, đừng có lười không muốn xuống giường, nàng còn phải đưa ta Di Vũ đấu môn. Phong Ái Vũ hậm hực nói, ta không đi. Hy Bình thất kinh, không đi là thế nào? Đó là sinh nhật ngoại công của nàng mà. Phong Ái Vũ như điên lên, không đi, không đi. Hy Bình hết cách đối phó, đành uy hiếp, Phong cô nương, nàng đã hứa đưa ta đi, nếu thất hứa thì đừng trách lão phu không khách khí. Phong Ái Vũ tức tối kéo chăn lên trùm đầu, tỏ vẻ cương quyết. Hy Bình cười khổ, nhìn như sắp xuất tuyệt chiêu, kéo chăn lên đét vào mông nàng một cái. Phong Ái Vũ ái ra một tiếng, tung chăn lên, la làng, không được đánh mông ta. Hy Bình thừa dịp, kéo chăn ra khỏi người nàng, bồng nàng ra khỏi giường, cười nói, tiểu Ái Vũ, ta vốn không muốn khi phụ nàng, nhưng ai bảo nàng không được ngoan ngoãn. Phong Ái Vũ không chống đối, tựa hồ như nàng thích được Hy Bình khi phụ như vậy. Nàng cũng không hiểu làm sao khi Hy Bình gọi nàng là Phong cô nương thì nàng giận lên. Khi Hy Bình gọi nàng là tiểu Ái Vũ bao nhiêu nộ khí của nàng đều tiêu tan, khi hắn ôm nàng khi phụ thì nộ khí không còn nữa, khi muốn kháng cự thì lực khí cũng không có. Ôi, nữ nhân, vô luận nữ nhân nào, hữu ý hay vô tình đều muốn và thích ý trung nhân vô lễ, khi phụ mạnh bạo. Hy Bình ôm nàng vào lòng, nàng chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, nhằm vào má nàng hôn một cái, nói, bây giờ chúng ta đi vũ đẩu môn được chưa? À! Phong Ái Vũ mơ mơ hồ hồ đáp ứng. Vũ đấu môn được đương kim võ đang trưởng môn sư đệ Độc Cô Phách một tay sáng lập ra, đứng vững trên giang hồ đã 30 năm, được xem là một trong những môn phái tiếng tăm nhất trong đương kim võ lâm. Vũ đấu môn tuy thanh danh không hiển hách bằng võ đang, thiếu lâm, đại địa minh, minh nguyệt phong, nhưng tài năng ngang hàng với võ lâm tứ đại thế gia. Độc Cô Phách là một trong thiểu số tiền bối cao thủ của võ lâm đương đại, tuy nhiên có người chỉ công nhận ông ta là tiền bối. Còn cao thủ thì, hi hi, tuy nhiên Độc Cô Phách thường trượng nghĩa giúp đời, hiệp danh truyền xa, ai cũng ngưỡng mộ. Độc Cô Phách có một nam hai nữ, nam Độc Cô Ưng, trưởng nữ Độc Cô Tuyết, và tiểu nữ Độc Cô Vũ. Độc Cô Ưng có một nam ba nữ, ba người con gái ai nấy đều mỹ mạo như hoa, theo thứ tự từ lớn tới nhỏ gồm Độc Cô Cầm, Độc Cô Kỳ, và Độc Cô Thi. Thanh niên nam tử trong võ lâm đều mơ ước được làm tôn nữ tế của Độc Cô Phách. Nhưng đó không có nghĩa là bọn họ theo đuổi ba cô gái kia vì sùng bái Độc Cô Phách hay muốn vào Độc Cô gia. Chỉ là có người nam nhân bình thường nào lại không thích mỹ nhân. Trừ khi người đó bị bất lực. Cháu đích tôn của Độc Cô Phách là Độc Cô Minh, người như Ngọc Thụ Lâm Phong, biệt hiệu Phiên Phiên Công Tử, là Bạch Mã Hoàng Tử kiêm nam nhân trong mộng của nhiều nữ hiệp. Từ nhỏ đã gia nhập phái Thiếu Lâm, là cao thủ bậc nhất trong Thiếu Lâm tục gia đệ tử, hơn nữa còn là Tam gia chi trưởng. Và là một trong võ lâm thất công tử. Hai người con gái của Độc Cô Phách, người con lớn Độc Cô Tuyết đã gả cho trang chủ Bích Lục Kiếm Trang Đỗ Thanh Phong, nhưng từ khi xuất giá đã 21 năm nay không có tin tức gì. Người con nhỏ gả cho bang chủ cái bang Phong Tự Lai, không ngờ lúc sinh nở thì bị khó sinh rồi xa lìa thế gian. Việc đó là một đả kích trầm trọng nhất trong đời Độc Cô Phách. Hôm nay trước cửa vũ đấu môn tưng bừng náo nhiệt, bát phương anh hùng hào kiệt. Tứ phương lục lâm hảo hán đều tụ tập lại. Trong tiền sảnh của vũ đấu môn có 28 chiếc bàn tròn đã đủ người ngồi. Sau đại sảnh là chính đường với cái danh tự nghe rất hay, Huyền Vũ Đường. Trong Huyền Vũ Đường hai bên trái phải có hai hàng bàn nhỏ dính liền với nhau, phía trước của các chiếc bàn là hai hàng đệm ngồi mềm, phía giữa trên cao có một chiếc ghế thái sư. Lúc này Huyền Vũ Đường chưa có ai. Hy Bình cùng Phong Á Vũ ăn mặc y phục khất cái tới trước cửa vũ đấu môn. Thấy trước cửa có an bài hai hàng kình trang võ sĩ, trước đại môn hai bên có hai con sư tử bằng đá to lớn uy vũ. Hy Bình cười nói, tiểu Ái Vũ, nhà của ngoại công của nàng hoành tráng quá. Đó là đương nhiên, Phong Ái Vũ cao hứng trả lời, nàng ta cao hứng không phải vì Hy Bình khen nhà ngoại nàng hoành tráng mà là vì hắn gọi nàng là tiểu Ái Vũ. Đây là sự cao minh của Hy Bình,
Trên đường đi hắn để ý mỗi khi gọi nàng là Phong cô nương, nàng nổi giận và không lý tới hắn, mỗi khi hô lên là Tiểu Ái Vũ, mắt nàng liền lóe lên tia vui mừng, vì vậy Hi Bình cứ Tiểu Ái Vũ hô lên không ngừng. Làm những người đi đường vô cùng chướng tai. Hai người tiến tới trước hai hàng võ sĩ, liền bị chặn lại hỏi, xin hỏi nhị vị có thiệp mời hay không? Hi Bình lấy làm lạ lùng hỏi ngược lại, thiệp mời gì? Phong Ái Vũ kêu lên, ngươi nhìn ta làm cái gì? Ta mà ngươi cũng đòi thiệp mời. Tên giữ cửa nhìn nàng kỹ lại, chỉ thấy một gã tiểu khất cái thiếu dinh dưỡng, chỉ bất quá so sánh với những thiếu niên bình thường thì có phần dễ coi hơn. Hắn nói tiểu huynh đệ, ngươi tên họ là gì, người của môn phái nào? Để ta thông báo với tổng quản xem ông ta có thể cho ngươi vào không? Phong Ái Vũ nổi giận hỏi, ngươi không nhận ra ta à? Ta là... Ái Vũ... Một tiếng kêu kinh ngạc từ cửa vọng lại, sau đó thấy một lão đầu khoảng 6-70 tuổi cất bước tiến lại. Tên gác cổng quay đầu lại hỏi, Dương Tổng Quản, ngài nhận ra vị tiểu huynh đệ này à? Phong Ái Vũ như con chim nhỏ, phóng vào lòng lão nhân, nũng nịu nói, Dương ra ra, bọn họ không cho Ái Vũ tiến vào, ra ra phải phạt họ 3 ngày không nói chuyện. Dương Tổng Quản vuốt đầu nàng cười nói, được, được, ra ra sẽ phạt bọn họ 3 ngày không nói chuyện. Triệu đại ngươi thế nào mà không nhận ra biểu tiểu thư, còn không mau tả tội với tiểu thư. Triệu đại trong lòng nghĩ thầm, biểu tiểu thư sao lại là nam nhân. Ngoài miệng lại nói, biểu tiểu thư, tiểu nhân biết lỗi, tiểu thư đại nhân đại lượng, xin đừng chấp tiểu nhân. Phong Ái Vũ hừ mũi một cái, không lý tới hắn nữa, gọi Hi Bình nói, xú lão đầu, chúng ta đi vào. Dương Tổng Quản hỏi, Ái Vũ, hắn là. Hi Bình lập tức hoan hỉ tự giới thiệu. Ta là Hoàng Ngưu, tới để chúc thọ. Dương Tổng Quản quay mặt lại nói với Phong Ái Vũ, con cùng bằng hữu vào trong trước đi. Cha con và ngoại công đang lo lắng về con, nhanh lên. Phong Ái Vũ đắc ý bước vào vũ đầu đại môn. Hi Bình dĩ nhiên được lợi vì quen biết nàng, không cần thiệp mà cứ tỉnh bơ tiến vào. Hi Bình cùng Phong Ái Vũ tiến vào tiền sảnh, chung quanh anh hùng hào kiệt đang sầm sì đánh giá bọn hắn. Thế nào mà một trung niên xấu xí lại đi chung với một tiểu khất cái tuấn tú? Đại hán xấu xí lại cầm một thanh đao kỳ quái, không biết hai người họ có trình độ võ công thế nào, có khi nào bọn họ lén vào. Hay họ là đồng hương, họ hàng gì đó của Độc Cô lão gia. Trong đầu mỗi người đều có những suy đoán khác nhau, nhưng chung quy cũng chỉ là phỏng đoán linh tinh vậy thôi, tuy nhiên sau đó cũng không còn ai để ý nữa, mọi người mau chóng hòa đồng với nhau, ngồi chung bàn nói chuyện huyên náo. Cả tiền sảnh rất ồn. Hi Bình nhìn khắp cả tiền sảnh, nhìn thế nào vẫn không thấy Lôi Long và Tứ Cẩu, thật quái lạ, không lẽ bọn họ còn chưa đến. Phong Ái Vũ thấy bộ dạng của hắn như là tên nhà quê mới lên thành thị, cứ ngó tới ngó lui, hơi giận hỏi, lão đầu xấu xí, ngươi nhìn ngó cái gì đó. Hi Bình thu hồi mục quang, nói, chúng ta kiếm chỗ ngồi nhé. Phong Ái Vũ nói, ta muốn tiến vào trong. A, Minh biểu ca. Trong sảnh. Anh hùng hào kiệt nhãn quan đều đổ về Huyền Vũ đường mà nhìn, chỉ thấy từ cửa trong phía bên phải đi ra một nam 3 nữ, nam hình dáng đúng là nhất biểu nhân tài, phong độ phi phàm, nữ thì hình dáng như hoa như ngọc, nguyệt thẹn hoa nhường. Nhưng trong mắt Hi Bình thì 3 nữ nhân ấy chẳng là cái quái gì cả, lãnh như băng của hắn là tuyệt thế mỹ nữ, hắn đã nhìn qua đến nhàm, nói gì 3 nữ nhân này. Tuy nhiên cũng không thể phủ nhận 3 mỹ nhân này có những đường nét vạn người chỉ kiếm được 1. Phong Ái Vũ hét lên nhào vào lòng tên công tử, khiến Hi Bình muốn nổ tung lên vì ghen. Hắn cũng tiến tới trước mặt 3 nữ nhân, ôm lấy một thiếu nữ xinh xắn nhất rồi mặt dày la lên, biểu muội, ta nhớ nàng quá đi. Thiếu nữ kinh hoàng quá đẩy hắn ra, mới phát hiện thân hình hắn vẫn trơ trơ không chút nhúc nhích, kinh hoàng hét lên, ai là biểu muội của ngươi? Thả ta ra. Độc Cô Minh hét lên, súc sanh, thả kỳ muội ra. Phong Ái Vũ chợt ngóc đầu ra khỏi vòng tay của Minh biểu ca, giận dữ la lên, xú lão đầu, mau thả kỳ biểu tỷ ra. Hi Bình quay mặt hướng về Độc Cô Minh bực tức nói, tiểu tử ngươi ôm nữ nhân của ta lại không thể ôm muội muội của ngươi sao? Phong Ái Vũ bắt đầu giận lên nói, lão đầu chết bầm, ai là nữ nhân của ngươi? Hi Bình thả Độc Cô Kỳ đang giãy giụa ra, thì bị nàng cho một bạt tai, hắn cười nhạt nhìn nàng bằng một mắt, sau đó chuyển thân nhảy qua một bước. Một tay kéo Phong Ái Vũ từ lòng Độc Cô Minh ra, ôm lấy nàng rồi hôn mạnh một cái. Hôn tới lúc qua cơn nghiện,
Hy Bình hỏi Phong Ái Vũ, bây giờ nàng hỏi ai là nữ nhân của ta? Trong đại sảnh anh hùng hào kiệt bên cạnh đang rất chú ý, lúc đầu thấy trung niên xấu xí ôm lấy thiếu nữ xinh đẹp, nghĩ hắn là trưởng bối của nàng, sau đó nhìn thấy kiểu hôn như thế mới phát hiện ra không phải, sau đó không khí bắt đầu ầm ĩ lên. Mọi người thấy tên quỷ xấu xí đó ôm ấp lấy một khiếu hóa tử mà hôn thật lâu, thì lớn tiếng làm ầm lên, những tiếng động huyên náo cơ hồ như muốn rung sập đại sảnh. Độc Cô Minh cùng hai cô nương đồng thanh lên tiếng, cuồng đồ to gan, mau thả biểu muội ra. Trong sảnh mọi người đều ngạc nhiên, biểu muội, hóa ra thiếu niên này là nữ cải nam trang, hèn gì trông như cái bánh kem. Hy Bình nhếch mép cười, ta ôm nữ nhân của ta, việc gì tới các ngươi. Phong Ái Vũ khóc to lên than, không phải ngươi đã nói là không làm phiền ta nữa à? Hy Bình đảo mắt lại nhìn nàng, đưa tay lên lau nước mắt cho nàng nói, ta thay đổi chủ ý, quyết định đồng ý để nàng làm nữ nhân của ta, nàng có cao hứng không? Câu này làm anh hùng hào kiệt trong đại sảnh ôm bụng cười hô hố, nhiều người lăn bỏ ra đất mà cười. Mẹ kiếp, vừa xấu lại vừa già, mà còn nói quyết định đồng ý để người ta làm nữ nhân của mình. Ai sẽ thích ngươi, chỉ có con bà ngươi đứng đó tự mình khoái trá. Cao hứng không, câu thế này mà hắn có thể nói ra miệng được. Nếu là một thanh niên tuấn tú nói một câu như vậy, thì có thể xí xóa tùy theo thời điểm, chứ từ miệng hắn nói ra. Cao hứng thì không thấy mà chỉ muốn vào nhà xí để nôn mửa. Thật không, không ngờ Phong Ái Vũ buột miệng nói ra, làm mỗi người đều ngưng cười, toàn trường mọi người chỉ bí ết trợn mắt há miệng mà nhìn, một thiếu nữ thật đẹp gan gì mà yêu thích một lão già xấu xí. Độc Cô Minh la lên, Ái Vũ, chuyện này là thế nào? Phong Ái Vũ trong vòng tay Hy Bình ngập ngừng đáp, biểu ca, xin lỗi. Hy Bình, thanh âm của tứ cẩu từ tiền sảnh đột nhiên truyền lại. Cắt đứt câu đang muốn nói của Phong Ái Vũ. Khi Hy Bình quay đầu nhìn lại chỉ thấy Lôi Phượng, Lôi Long, Tứ Cẩu, Bích Nhu, Lan Hoa các người đang hướng về hắn tiến lại. Hắn buông Phong Ái Vũ ra nghênh đón họ, cùng Tứ Cẩu ôm choàng lấy nhau, hỏi, người thế nào mà nhận ra ta? Tứ Cẩu đáp, người hóa ra cho ta vẫn nhận ra, huống hồ trên tay ngươi còn có thanh đao. Mấy người kia nhìn hắn chăm chú rồi hỏi, người thật là Hy Bình. Hy Bình buông Tứ Cẩu ra, hướng về Lôi Phượng giang hai tay, nhún vai nói, tướng công của nàng đây. Lôi Phượng phóng vào lòng hắn, vừa khóc vừa cười nói, thiếp cuối cùng cũng gặp lại chàng, chàng có biết là người ta nhớ chàng từng ngày. Sau này thiếp không bao giờ xa chàng nữa, chàng thế nào mà biến thành hình dạng thế này. Hy Bình cười khổ, một lời khó nói hết. Tiếp theo, hắn buông Lôi Phượng ra, cùng Lôi Long ôm nhau, cười hỏi, người không ngại nếu ta ôm Bích Nhu một cái chứ? Lôi Long cười đáp, không vấn đề gì. Hy Bình tiến tới trước Bích Nhu ôm lấy nàng hỏi, Lôi Long không trở lại kỹ viện chứ? Bích Nhu như mất hết khí lực, không nói được lời nào. Hy Bình cười ầm lên, buông Bích Nhu ra, bất ngờ ôm ngang lấy Lan Hoa, hôn lên má nàng, nói, Lan Hoa, thơm lắm. Sau đó buông nàng ra. Tứ Cẩu la làng lên, Hoàng Hy Bình, người thật là quá đáng mà. Lan Hoa là bảo bối của riêng ta. Hắn lập tức vồ lấy Lan Hoa, dùng tay chùi mạnh chỗ mới bị Hy Bình hôn. Lan Hoa bị hai người đưa qua đẩy lại đến đỏ mặt ra, chỉ muốn kiếm lỗ nào đó mà chui xuống. Trong sảnh mọi người thấy mới vào có hai thanh niên và ba mỹ nữ, không cầm được lại bàn tán ầm lên. Lại thấy bọn họ cùng xú lão quỷ thay phiên ôm ấp nhau, nên chẳng hiểu ất giáp gì cả. Mẹ kiếp, nhưng thế nào thì bằng hữu của xú lão nhân dù nam hay nữ cũng dễ nhìn hơn lão gấp vạn lần. Độc Cô Minh bị đám khách này làm cho hồ đồ, bọn người này có lai lịch thế nào? Phong Ái Vũ chạy tới nắm áo Hy Bình kéo qua một bên, trừng mắt nhìn Lôi Phượng, chất vấn, lão đầu xấu xí, nàng ta là ai? Hy Bình chưa kịp đáp thì Lôi Phượng đã hỏi lại, Hy Bình, nàng ta là ai? Phong Ái Vũ kinh ngạc hỏi, sao họ lại gọi ngươi là Hy Bình? Không phải ngươi tên là Hoàng Nghiêu à? Ngươi gạt ta, tên lừa gạt, thì ra ngươi gạt ta ngay từ lúc đầu. Ta hận ngươi, ta hận ngươi. Nàng dậm chân quay người chạy lại ôm lấy Độc Cô Minh bật khóc. Hy Bình cười khổ, Phượng Nhi, nàng có đồng ý cho ta lấy nàng ta? Lôi Phượng đáp, cô nương này rất khả ái, thiếp có thể thấy ra nàng ta rất thích chàng. Chàng với hình dạng hiện tại, mà nàng ta vẫn thích chàng, thì tại sao chàng không thể lấy nàng ta? Sau này những chuyện này không cần phải hỏi thiếp, chàng thích lấy bao nhiêu thì lấy bao nhiêu, thiếp không can thiệp. Chỉ cần chàng thường hay ở bên thiếp,
thì thiếp đã mãn nguyện rồi. Hy Bình nghe xong yên tâm nói, phải xem nàng ta có nguyện ý không, nếu nàng ta không nguyện ý, ta sẽ không miễn cưỡng. Sáu người tiến vào Huyền Vũ Đường, Độc Cô Minh hỏi, xin hỏi chư vị từ đâu tới? Lôi Phượng đáp, chúng ta đến từ Viễn Dương Tiêu Cục. Độc Cô Minh hỏi, Viễn Dương Tiêu Cục, các vị là gì của Lôi tiền bối? Lôi Phượng chỉ vào Lôi Long và đáp, người là gia gia của chúng ta tên là Lôi Phượng, hắn là Lôi Long. Độc Cô Minh đáp, thì ra là Phượng tỷ tỷ, tiểu đệ thật vô phép, không biết Phượng tỷ tỷ tới, có lỗi, có lỗi. Lôi Phượng cười nói, Độc Cô hiền đệ, không biết thì không có lỗi. Hy Bình hướng về Phong Ái Vũ đang trong lòng Độc Cô Minh nói, tiểu Ái Vũ, còn không mau qua đây. Phong Ái Vũ nghe hắn gọi tiểu Ái Vũ, khóc ré lên, không, ta không. Ngươi lừa gạt ta hận ngươi, ta không lý tới ngươi nữa. Độc Cô Minh hỏi, Phượng tỷ, hắn là? Lôi Phượng đáp, anh ấy tên gọi Hoàng Hy Bình, là trưởng phu của ta. Phong Ái Vũ nhảy ra khỏi lòng Độc Cô Minh như chúng phải đạn, chống đối Lôi Phượng nói, ngươi nói láo. Hắn có bao giờ nói là có vợ đâu. Hy Bình một tay ôm lấy nàng rồi cười nói, Phượng Nhi không có nói láo, nàng ta chính là nữ nhân của ta, nàng cũng vậy, biết không? Phong Ái Vũ đấm thùm thụp vào người Hy Bình, vừa khóc vừa chửi rủa hắn ta, đồ lừa gạt, ta không muốn làm nữ nhân của ngươi nữa. Hy Bình thì thầm vào tai nàng, thật không? Vậy ta buông nàng ra, sau này không quấy rầy nàng nữa. Lần này ta nói thật, nếu nàng thật tình muốn như vậy, ta sẽ làm theo ý nàng. Phong Ái Vũ đột nhiên ngừng đấm, hai tay vòng ra sau lưng hắn ôm chặt lấy, lệ vẫn chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp, ngước lên khẩn trương nhìn hắn. Hy Bình cúi đầu xuống hôn nhẹ nàng. Lôi Phượng tay lấy ra một cái khăn lau nước mắt trên mặt Phong Ái Vũ, an ủi, muội tên là Ái Vũ. Đừng khóc nữa, sau này tỷ tỷ sẽ yêu thương muội. Độc Cô Minh cảm thấy bực bội, tuy hắn và Phong Ái Vũ không có tình yêu nam nữ, nhưng đối xử với nàng như muội muội ruột thịt, hắn không thể để nàng lấy một nam nhân vừa già vừa xấu. Độc Cô Minh nghĩ tới đây nói, Phượng tỷ, không cần biết hắn là ai, đệ không thể để Ái Vũ lấy hắn. Không nói tới hắn đã cao tuổi, lại xấu xí, lại còn có thê thiếp. Có phải hắn ta chuyên đi dụ dỗ nữ nhân? Phụ thân, Tuyết Nhi chạy vào bên trong, Đỗ Từ Từ theo phía sau. Hy Bình buông Lôi Phượng và Phong Ái Vũ ra, ngồi xổm xuống bồng lấy Tuyết Nhi vừa chạy lại, hôn lên má đứa bé, Hy Bình hỏi, Tuyết Nhi, con sao lại đến đây? Tuyết Nhi hoan hỉ đáp, đây là nhà của tầng ngoại công của con, mẫu thân đưa con tới chơi. Đỗ Từ Từ tiến tới bên cạnh Hy Bình, trong mắt léo lên một tia nhìn vui mừng, ngay sau đó đã thay đổi bằng ánh mắt u oán. Độc Cô Minh cùng ba tỷ muội còn thêm Phong Ái Vũ đồng thanh hỏi lớn, Tuyết Nhi, hắn là phụ thân con. Tuyết Nhi đắc ý đáp, đúng vậy, phụ thân, để con giới thiệu, đây là Minh biểu thúc, đây là Cầm biểu di, đây là Kỳ biểu di, đây là Thi biểu di, đây là Vũ biểu di, họ đều rất thương yêu Tuyết Nhi. Độc Cô Minh thấy sự tình kỳ lạ như vậy liền hỏi, biểu tỷ, thế nào mà hắn trở thành phụ thân của Tuyết Nhi? Đỗ Từ Từ mặt đỏ lên đáp, các người chớ hiểu lầm, ông ta chính là ân công mà ta đã nói qua, cũng là người mà Tuyết Nhi quen miệng gọi là phụ thân. Hy Bình bồng Tuyết Nhi cười nói, Tuyết Nhi hãy nói với Vũ biểu di rằng phụ thân muốn lấy nàng ta. Đỗ Từ Từ trong mắt chớp lên một tia thê lương rất khó nhận ra, Phong Ái Vũ mặt đỏ như. Tuyết Nhi la lên, Vũ biểu di, phụ thân nói phải lấy gì? Ôi chao, tại sao phụ thân phải lấy Vũ biểu di, lấy là gì? Hy Bình dở khóc dở cười. Độc Cô Minh từ chối nói, ta không cần biết ngươi là ai, ngươi không thể lấy Ái Vũ, ngươi còn chưa được phụ thân của Ái Vũ thông qua. Hy Bình nhìn hắn bực mình hỏi, có khi nào tiểu tử ngươi muốn theo cướp lấy nữ nhân của ta? Độc Cô Minh trong lòng chỉ nghĩ cho hạnh phúc của Ái Vũ, không thể nói ra tâm sự, tính toán, trước hết phải cướp lấy Ái Vũ từ trong tay xú lão đầu này đã rồi tính sau. Hắn nói, ngươi tưởng ta là hạng người nào? Ngươi sợ à? Chắc thấy sợ đấu không lại ta, ngươi nghĩ ngươi tốt hơn ta sao? Tứ Cẩu ngăn chặn lại nói, Độc Cô Minh, ta khuyên ngươi chớ trở thành tình địch của hắn, nếu không ngươi sẽ thảm bại một cách rất khó coi đó. Độc Cô Minh kiêu ngạo cười lớn, đa tạ nhân huynh đã đề tính, nếu huynh là tình địch của ta, ta còn suy nghĩ lại, bằng như hắn, căn bản không có tư cách làm tình địch của ta, vừa già vừa xấu, tại sao các ngươi đem ra ta so sánh với hắn, hừ, đúng là một chuyện thiếu lâm,
Lúc này tiền sảnh bỗng ầm ĩ lên. Độc Cô Minh, người tự mình biến thành ngốc nên muốn thành tình địch của hắn, người căn bản không có tư cách. Lãnh Như Băng cùng với tỷ đệ Hoa Tiểu Mạn bước tới. Nàng xuất hiện làm hầu hết nam nhân trong đại sảnh đều chảy nước bọt ròng ròng, mắt mọi người không phút nào rời khỏi nàng, ngay cả những mỹ nữ khác cũng phải nhìn mãi không thôi. Lãnh Như Băng trên mặt băng lãnh như là dày hơn lúc trước, có lẽ vì đã tu luyện thành Hàn Băng Thiện. Hi Bình thấy Lãnh Như Băng xuất hiện, trong lòng vui muốn điên lên, nhưng khi thấy mặt nàng như hàn xương thì tim như trùng xuống, thầm nghĩ, nàng có giết ta không? Hoa Tiểu Mạn bên cạnh nàng khuôn mặt đầy oán hận, không biết về sau này ta có bị phiền phức nữa không? Thảm rồi, ta lại không thể đánh với họ, phải làm sao đây? Hắn hoảng lên nói, Lôi Long, Tứ Cẩu các ngươi ngăn họ lại dùm ta. Lôi Long và Tứ Cẩu không hiểu đầu đuôi gì cả, nhưng cũng nghe theo, ngăn nhóm Lãnh Như Băng lại. Tứ Cẩu hỏi, Mỹ Lệ cô nương tìm kiếm Hi Bình làm gì? Lãnh Như Băng không thèm nhìn hắn, lạnh lùng nói, Lôi Long, Tứ Cẩu, bọn hai ngươi nếu làm ta sôi lên, đừng trách ta không khách khí. Lôi Long, Tứ Cẩu trong lòng chấn động, sao nàng lại nhận biết bọn ta? Hai người không thể tự chủ đành nhường đường. Hi Bình trong lòng không ngừng kêu thảm. Lãnh Như Băng tiến tới trước Hi Bình, lạnh lùng nhìn hắn, thấy hắn đang bồng một tiểu nữ hài lạnh lùng hỏi, người đang bồng ai đó? Còn không mau bỏ xuống. Tuyết Nhi trở môi nói, ta là Tuyết Nhi, cô là ai sao hung hăng với phụ thân? Còn muốn phụ thân không bồng Tuyết Nhi nữa, Tuyết Nhi muốn phụ thân bồng. Hi Bình đầu to như cái đấu, nói Tuyết Nhi ngoan, cho mẫu thân bồng trước. Phụ thân có việc riêng một chút. Hắn giao Tuyết Nhi cho Đỗ Tư Tư, xoay người đối diện với Lãnh Như Băng lạnh như băng xương, không biết nói gì, sau một lúc lâu mới nói, băng băng, nàng làm sao lại tới. Lãnh Như Băng nhìn hắn một lúc lâu, đột nhiên nhào vào lòng hắn, khóc lóc nỉ non, nói, người ta nhớ tới chàng, chàng là tên hỗn đản, không để người ta nói gì đã chạy mất, thiếp tưởng chàng không thích băng băng nữa. Hi Bình toàn thân cứng đơ, sống mũi thấy cay cay. Nhưng vẫn cười nói, làm gì có. Băng băng của ta quá xinh đẹp, ai mà bỏ được. Lãnh Như Băng giận dỗi, vậy tại sao chàng lại chạy không thấy cả tung tích? Hi Bình đáp ta có việc trong người. Huồng hồ nàng mới tỉnh lại đã hét lên đòi chém đòi giết ta không chạy đi không được. Lúc này, trong sảnh không ai mà không cảm thấy như đang xem vở hài kịch. Nam nhân này vừa già vừa xấu, tại sao các mỹ nhân đều nhào vào lòng hắn? Trong lòng Độc Cô Minh vô cùng bất phục, mỉa mai nói, thật nghĩ không ra ngươi vừa già vừa xấu lại rất phong lưu. Lãnh Như Băng nghe vậy liền kéo Hi Bình bước ra ngoài. Hi Bình hỏi, băng băng, nàng định làm gì? Lãnh Như Băng vừa đi vừa nói, thiếp không chịu được khi người khác nói nam nhân của thiếp vừa già vừa xấu. Hi Bình quay đầu về bọn Lôi Phượng, nói các người đợi một chút, lát nữa ta sẽ trở lại. Sau khi Hi Bình bỏ đi, đại sảnh càng thêm huyên náo, anh hùng hào kiệt nghị luận ầm lên. Phía Độc Cô Minh và phía Lôi Phượng nhân dịp này tự giới thiệu với nhau, từ từ quen biết, tuy giữa hai bên vừa mới rồi không được vui vẻ cho lắm, nhưng sự mâu thuẫn đó là từ Hi Bình phát ra, nên khi Hi Bình đi khỏi, mọi người tự nhiên quên mất cái điểm xung đột nhỏ vừa rồi, hai gia đình vẫn chưa mất hòa khí với nhau. Nhưng vẫn có một người không bỏ qua được, Độc Cô Kỳ bị Hi Bình ôm qua. Cô nương Mỹ Lệ này đối với việc Hi Bình phi lễ vẫn để ở trong lòng. Nàng dậm chân tức tối nói, hắn đúng là một tên khả ố mà, ta và hắn chưa bao giờ gặp mặt, hắn gặp ta lại ôm loạn lên, ta muốn hắn phải tạ lỗi đàng hoàng với ta. Độc Cô Minh cùng hai tỷ muội đều đồng ý với nàng ta, nhưng có người lại nghĩ khác đi, Lôi Phượng đã quá dành tánh tình của Hi Bình, nhưng Đỗ Tư Tư đã không nhịn được nghĩ, bất quá chỉ bị hắn ôm một cái, hắn còn to gan vô lễ nhìn ta lõa thể. Nhìn ta mặc quần áo, còn không kiêng cử gì cùng ta ngủ chung giường thì sao? Phong Ái Vũ buột miệng nói to lên, Kỳ biểu tỷ chưa biết đó thôi, tên đó còn muốn ta cùng hắn tắm chung, thật là xấu hổ. Mẹ kiếp, biết là xấu hổ, lại còn nói ầm lên như vậy. Nằm trong lòng Đỗ Tư Tư, Tuyết Nhi cãi ầm lên, Kỳ biểu gì, tại sao muốn phụ thân con xin lỗi? Dì không thích phụ thân con ôm à, được phụ thân ôm thì rất thoải mái. Hơn nữa ngủ trên ngực phụ thân là thoải mái nhất, con đã ngủ trên ngực phụ thân, mẫu thân thì ngủ bên cạnh. Kỳ biểu gì, dì không muốn ngủ trên ngực phụ thân sao? Độc Cô Kỳ cùng Đỗ Tư Tư mặt đỏ bừng lên, đồng thanh quát to Tuyết Nhi.
Độc Cô Minh sợ hãi hỏi, biểu tỷ, những lời của Tuyết Nhi không phải là thật chứ? Đỗ Từ Từ đỏ mặt không thấy trả lời, như là mặc nhận. Tuyết Nhi lại la lên lần nữa, đương nhiên là thật, mẫu thân còn gọi phụ thân lên giường. Đỗ Từ Từ quá xấu hổ lại không có chỗ để trốn, lớn tiếng quát nạt, Tuyết Nhi, con còn nói nữa, mẫu thân sẽ không lý tới con nữa. Độc Cô Minh biết là sự tình nghiêm trọng, quay qua Lôi Phượng hỏi, Phượng tỷ, trưởng phu của tỷ rốt cuộc là loại người gì? Tứ Cẩu cướp lời trước, Độc Cô công tử, người yên tâm đi, hắn khẳng định không phải người vừa già vừa xấu, nếu không thế nào mà được tiểu thư bọn ta để mắt tới. Lôi Phượng nói, Lan Hoa, lấy tay bịt miệng hắn lại, nhiều chuyện quá. Nàng lại không tự chủ bật cười lên. Độc Cô Minh yên tâm hiểu ra một chút, ngẫm nghĩ một lát, chợt hướng về tỷ đệ Hoa ra hỏi, không biết nên xưng hô với hai vị thế nào. Hoa Tiểu Mạn đáp, bọn ta là người Trường Xuân Đường, ta là Hoa Tiểu Mạn, hắn là đệ đệ ta Hoa Tiểu Ba. Độc Cô Minh nhìn Hoa Tiểu Mạn nghi ngờ hỏi, nàng cùng Hoàng Hy Bình có quan hệ gì? Hoa Tiểu Mạn không đáp lại, Hoa Tiểu Ba đã vội lên tiếng, hừ, chị ta và hắn một điểm quan hệ cũng không có. Bọn ta và Lãnh Tỷ Tỷ thì lại rất tốt. Lôi Phượng hiếu kỳ hỏi, Lãnh Tỷ Tỷ, có phải cô nương lúc nãy? Hoa Tiểu Ba đáp, đúng rồi, hắn và Lãnh Như Băng Tỷ Tỷ tới nhà bọn ta cầu y. Lôi Long cùng Tứ Cẩu đồng thanh hỏi to, Lãnh Như Băng, nàng ta là Lãnh Như Băng. Chúng nhân không minh bạch bọn họ vì gì mà kích động, chỉ riêng hai người là tự hiểu trong lòng. Thì ra Mỹ nữ kéo Hy Bình đi cũng là danh kỹ Lãnh Như Băng. Nàng không ở Quần Phương lâu, chuyện sau này thế nào mà lại cho Hy Bình hưởng lợi. Nữ nhân được Hy Bình hộ tống là Lãnh Như Băng, hộ hoa sứ giả dối trá thấp hèn, hộ hoa rồi hái hoa luôn mà không nói cho huynh đệ một tiếng, đúng là tên khốn kiếp mà. Trong lúc họ đang trầm tư trong sảnh, từ cửa bên của Huyền Vũ Đường bước ra nhiều người, có sư đệ của Thiếu Lâm Phương trưởng Viên Chính Đại Sư, võ đang trưởng môn Tĩnh Hư Tử, cái bang bang chủ Phong Tự Lai. Đại địa minh thập đại đệ tử chính là Lạc Hoa Giữ Lạc Thảo, thần đao môn nhị công tử Triệu Tử Huy, phụ tử Thiên Phong Bảo Từ Phiêu Nhiên và Từ Thanh Vân, huynh đệ kết nghĩa của Độc Cô Phác Nam Cực Tiên ông Âu Dương Nam Thiên, cái bang trưởng lão Tiếu Diện Cái, phu phụ Độc Cô Ưng, bước ra phía trước mặt là nhân vật chính của ngày chúc thọ hôm nay. Độc Cô Phách, Hoa Tiểu Mạn tỷ đệ thấy Triệu Tử Huy đi ngang qua, miệng liền gọi Uy ca ca. Triệu Tử Huy tướng cao to, vạm vỡ đầy nam tính. Không thể gọi là tuấn tú, nhưng gương mặt cũng dễ coi, thường có nét cười, ngoại hình cường tráng. Y ôm lấy hai tỷ đệ mỗi người một tay vào lòng, cười hỏi, bọn ngươi làm sao đến đây? Phong Ái Vũ lúc đó phóng như một con chim nhỏ vào lòng Phong Tự Lai, giống như là đứa bé vừa khóc vừa cười. Phong Tự Lai vuốt đầu nàng, cười nói, con không có chuyện gì, vậy tốt, cha chỉ sợ con gặp chuyện gì, hàng ngày đều lo sợ cho con, kêu huynh đệ trong bang tìm kiếm con nhưng không thấy. Ta biết con sẽ tự mình đến nhà ngoại công, tốt, chứng tỏ con đã lớn rồi. Nhưng sau này được tự ý hành động nữa, con biết sẽ làm cha lo lắng cho con. Thôi hãy đi qua ngoại công của con thăm hỏi đi. Lúc này bước ra đại nhân vật ngồi xuống theo thứ tự chủ khách. Độc Cô Phách ngồi chính giữa ngay ghế thái sư, chỉ thấy lão mặt đầy hồng quang, nhìn lên đích xác có nhiều phần uy nghiêm. Phong Ái Vũ rời khỏi vòng tay của Phong Tự Lai. Rồi nhào vào lòng ngoại công của nàng tiếp tục nhõng nhẽo như một đứa trẻ con. Trên hai hàng ghế trong Huyền Vũ Đường, bên trái ngồi theo thứ tự Thiếu Lâm Viên Chánh, Lạc Hỏa, Lạc Thảo, Triệu Tử Huy, Hoa Tiểu Mạn, Hoa Tiểu Ba, Từ Phiêu Nhiên, Từ Thanh Vân, bên phải theo thứ tự Võ Đang Tĩnh Hư Tử, Nam Cực Tiên Ông, Phong Tự Lai, Thiếu Diện Cái, và vợ chồng Độc Cô Ưng. Độc Cô Minh tiến lên thông báo, ra ra. Hai vị này là tôn nữ Lôi Phượng và tôn nam Lôi Long của Lôi lão tiền bối. Độc Cô Phách hổ thân hơi chấn động, nhìn kỹ hai tỷ đệ Lôi Phượng, mặt có chút tiếu ý, không ngừng gật đầu. Lôi Phượng cùng Lôi Long ôm quyền chúc tụng, tôn nhân chúc Độc Cô tiền bối thọ tỷ Nam Sơn. Độc Cô Phách đáp tốt, quả nhiên không hổ là hậu đại của Lôi lão ca, đúng là nhân trung chi Long, nhân trung chi Phượng. Hà, ra ra các cháu có khỏe không? Đã 20 năm rồi chưa gặp lại. Không ngờ lão ca vẫn nhớ tới bộ xương già này. Lôi Phượng thưa, gia gia và nãi nãi của chúng cháu vẫn mạnh khỏe, họ vẫn thường nhắc tới lão nhân gia, chỉ vì đường đi quá xa, công việc tiêu cục thì bề bộn, nên để tôn nhân chúng cháu tới chúc thọ. Độc Cô Phách gật gật đầu,
chỉ về hướng về phía Nam Cực Tiên Ông bảo, đây là Âu Dương gia gia của các cháu. Lôi Phượng và Lôi Long biết Âu Dương Nam Thiên là một trong mấy anh em kết bái của gia gia, vừa mới thấy, đã kinh hỉ vạn phần, nói, tôn nhân xin chào Âu Dương gia gia. Nam Cực Tiên Ông dùng tay vuốt bộ râu trắng nói, tốt, tốt. Sau khi qua phần giới thiệu và nhận diện mọi người, Lôi Phượng cùng Lôi Long bốn người bọn họ ngồi xuống hàng ghế tay phải, Đỗ Từ Từ cũng Bồng Tuyết Nhi ngồi về phía phải. Vì thế phía bên phải một thoáng đã đầy chỗ. Phong Ái Vũ rời khỏi lòng của Độc Cô Phách, ngồi chung với Độc Cô Minh ở phía trái. Hy Bình bị Lãnh Như Băng dẫn ra khỏi Vũ Đẩu Môn tới Đẩu Vân khách sạn gần nhất, tùy tiện lấy một phòng. Khi vào phòng, Hy Bình ôm chặt lấy nàng rồi hỏi, băng băng nàng khôi phục lại dung mạo cho ta nhé. Lãnh Như Băng chỉ ừ một câu trả lời, Hy Bình không ngừng hôn mạnh vào má nàng. Lãnh Như Băng giận dỗi nói, đừng có làm loạn lên, sau này sẽ còn nhiều cơ hội hôn, giờ trước tiên phải khôi phục dung mạo cho chàng đã. Hy Bình nghe mấy câu này, tâm lý giống như nuốt được cái gì còn ngọt hơn đường gấp trăm gấp ngàn lần. Mỹ nhân băng giá đang âu yếm nói chuyện với mình đây sao? Hắn cười nói, ta còn tưởng rằng nàng định giết ta, không ngờ. Lãnh Như Băng lấy từ y phục ra một ống nhỏ màu xanh, đổ xuống lòng bàn tay một ít dược thủy trong vắt, rồi bôi lên mặt Hy Bình, sau đó dùng sức xoa lên, nói, chàng còn nói. Hôm đó sau khi làm cái trò xấu xa đó với người ta rồi bỏ chạy thất tung, thiếp tỉnh lại không thấy chàng, trong lòng thiếp rất đau khổ, sau đó nghe Tiểu Mạn nói chàng đi Vũ Đẩu Môn, thiếp vốn định đến ngay, nhưng chàng đúng là đồ hổn đản mà, làm người ta toàn thân không có lấy một điểm khỏe. Còn nữa, chàng đã làm gì Tiểu Mạn? Sau khi chàng đi, nàng ta lúc nào cũng buồn bực không vui, nhiều khi lúc ngủ vẫn mắng chửi chàng trong mơ. Hy Bình cười đáp, bất quá có hôn nàng ta nhiều lần. Lãnh Như Băng nói, hèn gì hôm đó môi nàng ta sưng đỏ lên, té ra là chàng dở trò xấu xa. Nàng ta còn nói bị muỗi chích, nhìn lại thì thấy có lẽ nàng ta đối với con muỗi đực to lớn này vừa yêu vừa hận. Hy Bình cười hì hì nói, ta thấy thì thuần túy là hận, vì lão đầu xấu xí ta đã giật lấy đôi môi để dành cho uy ca ca của nàng ta, hơn nữa chỉ trong một ngày mà hôn nàng ta ít nhất là 200-300 lần, hiện tại nhớ lại vẫn còn thấy nghiện đó. Lãnh Như Băng đẩy hắn một cái, nói, sau này chàng còn tùy tiện hôn loạn lên, thiếp sẽ không ngừng đi theo kiểm soát câu thúc chàng. Thôi được rồi, đi đi, dùng nước trong rửa lại, sẽ khôi phục lại nguyên dạng của chàng. Hy Bình hỏi, được sao? Ta trước đây rửa, trà sát, cấu xé không biết bao nhiêu lần rồi mà không thấy công hiệu. Băng băng, nàng không lại đùa giỡn với ta chứ? Lãnh Như Băng cười nói, ai thèm đùa giỡn với chàng? Thiếp đã dùng dược thủy bôi trên mặt chàng để tẩy đi thuốc dịch xung, giờ bất quá chỉ rửa đi khuôn mặt xấu xí của chàng. Còn không đi mau. Hy Bình nhìn nàng bằng đủ cách, hỏi, băng băng, nàng giúp ta rửa nhé. Lãnh Như Băng có thể nói không hay sao? Rượu thịt đã được đem ra, Độc Cô Phách đứng lên, cầm lấy chung rượu, hô lớn, đa tạ các vị anh hùng đã xem trọng lão già này, mời cạn một chung. Anh hùng hào kiệt trong tiền sảnh đều nâng chung lên. Dùng thanh âm đều nhau đáp lại, chúc Độc Cô lão gia thọ tỷ Nam Sơn, phúc như Đông Hải, cạn. Các hào khách và Độc Cô Phách cùng cạn hết một lần, tiền sảnh hồi phục lại huyên náo. Khách nhân trong Huyền Vũ Đường cùng Độc Cô Phách uống rượu, tán gẫu, đàm luận tình thế võ lâm đương kim. Đang trong lúc nhiệt náo, tiền sảnh đột nhiên im lặng, sau đó lại ồn ào trở lại. Chỉ thấy một đôi nam nữ vừa bước vào Huyền Vũ Đường, nam cao lớn uy mãnh, tuấn mỹ tuyệt luân. Nữ thì lãnh nhược băng xương, diễm tuyệt thiên hạ. Họ tiến tới trước mặt Độc Cô Phách, ôm quyền chúc Độc Cô lão gia mỗi năm đều như ngày hôm nay, tuổi tác như lúc này. Lúc này Lôi Phượng và Độc Cô Minh mọi người đã biết họ là ai, Độc Cô Phách thì chưa biết, cười hỏi, nhị vị là. Hy Bình đáp, tiểu điệt Hoàng Hy Bình, vâng lệnh Lôi gia gia, tới bái thọ Độc Cô lão gia. Lãnh Như Băng nói, Lãnh Như Băng xin hướng về Độc Cô lão gia bái thọ. Độc Cô Phách thích thú cười nói, ha ha, thì ra các ngươi là người của Lôi lão ca, sao không tới cùng lúc với Phượng Nhi? Hy Bình đáp, bọn chúng cháu vốn cùng đi, vừa rồi cháu có chuyện phải ra ngoài một chút, mong Độc Cô lão gia tha lỗi. Độc Cô Phách cười nói, không có gì phải khách sáo, các cháu có thể tới được là ta vui rồi, nghĩ chắc cháu chính là đồ tôn của Lôi lão ca phải không? Thấy cháu có liệt hỏa chân đao, không lẽ đã học được lôi kiếp đao pháp? Hy Bình đắc ý đáp, đương nhiên là học được,
tiền bối có muốn xem thử hai chiêu không? Hắn không bao giờ bỏ qua cơ hội để được biểu diễn. Lúc này, trong tiền sảnh các hảo hán đã hoan hô đồng tình, Độc Cô Phách cũng đã từng nghe lời truyền về Lôi Kiếp Thần Đao, muốn xem thử nó có thật sự là đao pháp lợi hại hay chỉ có hư danh. Lão tuy từng nghe qua, nhưng chưa từng chân chính thấy qua, giờ có thể tận mắt xem, thì cầu còn không được. Tuy nhiên chỉ có tỷ đệ Hoa Tiểu Mạn là cười nhạt không xem ra gì, nghĩ thầm thằng cha này thật không biết xấu hổ, cái gì là lôi kiếp đao pháp. Nát bét đao pháp thì có. Lãnh Như Băng trong thời gian trống trải này, ngồi xuống kế bên Phong Ái Vũ. Phong Ái Vũ kinh ngạc hỏi nàng, hắn là Hoàng Hy Bình. Lãnh Như Băng nhạt nhẽo trả lời, ngoài hắn ra, còn ai mà làm ba cái trò này? Phong Ái Vũ nghĩ lại thấy đích xác, chỉ có hắn mới làm ra cái kiểu dáng tự cao tự đại đầy biến thái như vậy. Hy Bình đang chuẩn bị biểu diễn thì từ tiền sảnh bước vào hai nữ nhân che mặt, chỉ thấy dáng người và tướng đi của họ đẹp cực kỳ, lộ ra đôi mắt rất mê ly. Sau khi hai nữ nhân xuất hiện, trong sảnh gần như mọi người đều chấn động, đặc biệt là bọn trong Võ Lâm Thất Công Tử, Độc Cô Minh, Triệu Tử Huy, Từ Thanh Vân, bọn họ ba người mắt như dán vào nữ nhân che mặt đang đi vào, phảng phất như muốn nhìn thấu qua khăn che mặt để xem khuôn mặt sau khăn che. Hy Bình đối với hai nữ nhân mới vào đầy phản cảm, không những họ làm trở ngại sự biểu diễn của hắn, còn hấp dẫn mất sự chú ý của những người khác đối với hắn. Mẹ kiếp, hai nữ nhân che mặt này, đúng là dám thối. Chắc là gương mặt xấu lắm đây nên mới che mặt, hừ. Nữ nhân che mặt bước lại trước mặt rồi dùng một thanh âm êm tai vô cùng nói, Mộng Hương từ Minh Nguyệt Phong xin bái kiến Độc Cô tiền bối. Những người trong sảnh, trừ Hy Bình, Tuyết Nhi, Phong Ái Vũ ra thì ai ai trong lòng đều có chút chấn động khi nghe ba tiếng Minh Nguyệt Phong. Lãnh Như Băng nghĩ thầm, Mộng Hương của Minh Nguyệt Phong, không phải là từ miệng của Thi Trúc Sinh cho biết ả là võ lâm đệ nhất mỹ nhân đây sao? Độc Cô Phách cười nói, đa tạ cô nương đã xem trọng lão già này, mời ngồi, mời ngồi. Hai nữ nhân che mặt ngồi xuống kế bên Lãnh Như Băng. Hy Bình hét lớn, còn ai tới nữa không? Nếu không có thêm ai, thì tới lượt ta biểu diễn đao pháp vô địch. Hắn vì muốn lấy lại sự chú ý của toàn trường, và để biểu thị bất mãn đối với hai cô ả dám thối tới không đúng lúc, hắn đặc biệt dùng âm lượng tối cao ca thần như hắn để hét lên mấy câu này. Quả nhiên, bọn hảo hán trong tiền sảnh nhiệt liệt hưởng ứng la hét ầm lên, Độc Cô Phách đã ngồi lại trên ghế thái sư, trên mặt có thiếu ý nhìn Hy Bình. Hy Bình đối với phản ứng này rất lấy làm mãn ý, nói các vị, xin mời xem thiên hạ vô địch đao pháp của ta. Hắn bạt đao ra để đánh ra hai tư thế, nhưng cả vài giây trôi qua mà vẫn chưa xong toàn bộ động tác, rồi lượm vỏ đao từ mặt đất lên, cho đao vào vỏ. Toàn sảnh mọi người trừ Lôi Phượng, Lãnh Như Băng các người và Hoa Tiểu Mạn tỷ đệ, gần như ai cũng hồ đồ nhìn mấy động tác quái gỡ này. Hy Bình thu đao vào vỏ, nhìn hết một vòng hỏi các vị, thế nào? Có phải rất lợi hại không? Lúc này toàn sảnh mọi người như phun trong miệng ra hết mọi thứ, cả Độc Cô Phách cũng không ngoại lệ, thấy toàn là tiếng cười, sau đó còn có âm thanh hét lên thoá mạ. Tuy nhiên nghe trong tiếng cười và tiếng thoá mạ, có một tiếng đúng là tiếng vỗ tay. Hy Bình ngước nhìn, thì ra là Tuyết Nhi với khuôn mặt hưng phấn đang cố gắng vỗ tay. Hắn bước tới ôm cô bé vào lòng, nói ta biết Tuyết Nhi là hảo hài tử của phụ thân, lại đây, phụ thân bế con qua bên kia chơi. Tuyết Nhi nói, phụ thân, cha quả là lợi hại đó. Hy Bình khiêm tốn đáp, thường thôi, thường thôi. Hắn bế Tuyết Nhi tiến tới bên cạnh Lãnh Như Băng, ngay trước mặt của nữ nhân che mặt hỏi, cô nàng không thể đưa mặt ra ánh sáng kia ơi, cô có thể ngồi tránh qua một bên không? Người nữ nhân che mặt kia nổi giận mắng, cầm cái mõm chó của ngươi lại, ngươi mới là người không đưa mặt ra ánh sáng. Mộng Hương nói, Bão Nguyệt, không được vô lễ, vị thiếu hiệp này. Người thật muốn ta nhường chỗ. Hy Bình thẳng thắn đáp, ta muốn ngồi kế Băng Băng. Nói xong chỉ tay vào Lãnh Như Băng. Không được vô lễ với Mộng Hương tiểu thư. Có ba bốn tiếng nói từ phía sau Hy Bình nổi lên. Hy Bình quay người nhìn lại, thấy Độc Cô Minh, Từ Thanh Vân, Triệu Tử Huy ba người đang ở phía sau hắn, người nào người nấy mặt đằng đằng sát khí. Hắn không lý gì tới bọn họ, hướng về phía Độc Cô Phách hỏi, Độc Cô lão gia. Nếu hôm nay có người đánh nhau ở đây, lão gia có nổi nóng không? Độc Cô Phách lúc này phải trái gì đều nan giải, một bên là người của Lôi Chiến, một bên là cháu đích tôn và võ lâm tứ đại thế gia,
kẹt ở giữa lại là Minh Nguyệt Phong, trong võ lâm có danh vọng cực cao. Lão cũng minh bạch là Hy Bình trêu vào Minh Nguyệt Phong trước, cái này đã làm lão đau đầu, sau đó lại thêm vào ba thanh niên, một là người trong nhà, hai người kia mình cũng không đụng vào được. Còn Hoàng Hy Bình thì xem ra một chút võ công cũng không có, làm sao hắn có khả năng qua được bọn họ. Dù có kêu tôn tử của mình trở lại, bọn Lôi Long, Tứ Cẩu có tương trợ, cũng không sao thắng nổi các công tử trong tứ đại thế gia. Ái chà, Lôi lão ca, sao huynh lại có thứ đồ tôn như thế này? Sau khi tính toán, Độc Cô Phách yêu cầu, Hy Bình, hãy để cho ta có chút mặt mũi. Hy Bình cười nói, cái đó, đấy, các ngươi có nghe chưa? Đừng có ở sau đít ta làm tàng, mau xéo về chỗ của các ngươi, không thì Độc Cô Gia Gia sẽ nổi giận lên. Gia Gia à, có phải vậy không? Độc Cô Phách bị hắn làm muốn nổi nóng lên, nhưng miệng không nói được. Độc Cô Minh ba người tức muốn hộc máu, đồng thanh gào lên, tiểu tử, đừng có lải nhải, có muốn đánh thì bỏ Tuyết Nhi xuống, rồi ra đây. Hy Bình đã nổi nóng, hét lớn, được, muốn làm thật à? Lôi Long, Tứ Cẩu, có người lấn tới đít ta, hai người các ngươi có thể yên ổn ngồi đó à? Lôi Long nghe xong còn do dự, Tứ Cẩu nghe được liền bước ra, Lôi Long đã theo Tứ Cẩu bước tới bên cạnh Hy Bình. Bích Nhu hỏi, sư tỷ, tỷ không ngăn họ lại à? Lôi Phượng khó chịu hỏi lại, vì sao lại ngăn lại? Có người dám khinh khi nam nhân của Lôi Phượng ta, bọn họ một người là đệ đệ của Lôi Phượng ta, một người là bạn thân của Hy Bình, không thể qua giúp à? Bích Nhu không còn gì để nói. Tứ Cẩu hăng máu nói, Hy Bình, họ ba người, mình ba người, nếu đánh chúng ta thế nào cũng thắng. Hy Bình đáp, còn nói nữa, băng băng, nàng bồng dùm ta Tuyết Nhi. Lãnh Như băng bồng lấy Tuyết Nhi, nói, họ là ba người trong võ lâm thất công tử, các người đấu không lại họ đâu, đừng có làm tàng. Hy Bình cười nói, cái gì là võ lâm thất công tử? Chưa từng nghe qua, chúng ta là, Viễn Dương Tiêu Cục tam chiến tướng, đâu cần biết tới công tử quái gì, từng tên một dẫm chết hết. Tứ Cẩu gào lên, đúng, dẫm nát bấy thành phân châu luôn. Bảo Nguyệt đến lúc này thì không xem nổi nữa, đứng lên từ chỗ ngồi kế bên Mộng Hương. Lãnh Như băng khuyên, Hy Bình, đừng làm loạn lên. Tuy nhiên, ba người bị kích nộ không chịu bỏ qua, gầm lên, người nghĩ là không làm loạn lên thì hết chuyện à. Hy Bình đột nhiên cười nói, ồ, vậy à, thôi được, ta sẽ nghe băng băng nói. Tứ Cẩu, Lôi Long hai đệ lùi lại đã, băng băng của ta đã nói chúng ta không làm loạn nữa. Lại đây Tuyết Nhi, phụ thân bồng con lên nhé. Hắn bồng Tuyết Nhi lên, kê mông ngồi xuống chỗ trống Bảo Nguyệt vừa bỏ. Lôi Phượng hướng về phía Lôi Long và Tứ Cẩu đang trở lại, nói, phải vậy chứ, xem còn ai dám khinh thường chúng ta, hừ. Độc Cô Minh ba người tức đến nỗi muốn nhảy lầu, họ bị Hy Bình làm cho nộ hỏa bốc lên chỉ nghĩ tới chơi xả láng, nào ngờ tiểu tử đó đột nhiên phủi phịch phịch vào mông mình rồi không chịu làm gì hết, chỉ bồng một tiểu hài rồi chơi đùa với nó, không thèm nhìn tới họ nửa mắt, đùa bỡn họ hết vòng này tới vòng khác. Nhưng họ lại không thể động thủ, chỉ có thể đứng ỉ ra đó tiến thoái lưỡng nan. Độc Cô Phách giải vây, gọi, Minh Nhi, trở lại đây. Từ Phiêu Nhiên cũng nói, Thanh Vân, đừng có phá phách. Tiểu tử, người hãy nhớ lấy việc hôm nay. Ba gã để lại câu nói hậm hực, bất đắc dĩ đi trở về chỗ ngồi. Hy Bình ghé sát tai Lãnh Như băng nói, băng băng, nàng có thấy ba tên ngốc này không, còn tưởng học theo ta làm hộ hoa sứ giả. Đã không đủ cân lượng mà bày đặt, ta đã làm cho chúng tức gần chết. Lãnh Như băng chỉ cười nhạt một cái. Hy Bình lại nói, băng băng, kế bên ta và nàng có nữ nhân mang khăn che mặt, đúng là đồ dám thối. Hắn nói chuyện với giọng nói không quá nhỏ, Mộng Hương lại có võ công, tự nhiên là nghe rõ, hầm hè trừng mắt nhìn hắn, hừ một tiếng. Hy Bình không quan tâm, quay qua Tuyết Nhi đang ngồi trong lòng nói, Tuyết Nhi, để cha dạy con hát nhé. Tuyết Nhi hoan hỉ reo lên đáp, tốt lắm. Lãnh Như băng nhớ lại lúc Hy Bình biểu diễn đao pháp, Tuyết Nhi là người duy nhất vỗ tay, mà còn vỗ rất thật lòng, hiện tại Hy Bình dạy ca hát nó như là thật sự thích thú, hèn chi Hy Bình làm gì mà không xem nó như một bảo bối, đúng là tiểu nữ hài khả ái. Lúc này, Độc Cô Phách đã chỉnh đốn lại trật tự, nói, thưa các vị, vừa rồi các người trẻ tuổi nhất thời làm ầm lên, đã làm mất nhã hứng của các vị, chuyện giải quyết xong rồi xin mời các vị tiếp tục. Sau khi tử yến xong, lão phu có việc trọng yếu phải tuyên bố.
trong sảnh các hảo hán không có ai vì việc vừa rồi mà mất vui cả, trái lại họ thấy có người muốn đánh nhau đã chờ đợi chuyện nhiệt náo, sau hóa ra lại không có đánh nhau, ngược lại trong lòng lại thấy buồn chán. Trò vui mới bắt đầu thì ngừng lại, chán thật. Sau đó, yến tiệc tiếp tục, người thì uống rượu, người thì chơi trò chơi, người thì ngồi đó nói khoác, sau khi tất cả mọi người đều trải qua giây phút say sưa, Độc Cô Phách chợt nói to, các vị anh hùng hào kiệt, ngày mai lão phu sẽ mở lôi đài, cho ba tôn nữ chọn chồng, phàm thanh niên anh hùng đều có thể lên đả lôi đài. Các nam nhân nghe được, huyên náo la dầm lên, trong không khí nhiệt náo, Tửu Yến đã đạt được cao trào. Sau khi Tửu Yến kết thúc, võ lâm hào kiệt trong tiền sảnh đều ra ngoài kiếm khách sạn cho đêm nay, chuẩn bị bồi dưỡng tinh thần, ngày mai lên đả lôi đài, lấy được mỹ nhân của Độc Cô ra đem về nhà. Các tân khách của Huyền Vũ Đường ngủ tại khách phòng của Vũ Đấu Môn. Trong đám quý khách, Hy Bình là một người không được hoan nghênh nhất. Nếu không phải Độc Cô Phách ngại mất lòng Lôi Chiến và Viễn Dương Tiêu Cục thì đã tống cổ bọn họ ra khỏi cửa. Giờ cấp cho họ một tiểu viện gọi là túy nhân cư cho bọn họ ở, cũng là tránh cho họ không biết tốt xấu, cùng các quý khách khác phát sinh xung đột. Độc Cô Phách vốn đối với việc Tuyết Nhi gọi Hy Bình là phụ thân rất lấy làm quái lạ và khó chịu, sau khi nghe Đỗ Tư Tư kể lại tiền nhân hậu quả, thở dài không biết nói gì. Vì Tuyết Nhi cứ nằng nặc nhõng nhẽo đòi ở chung với phụ thân, Độc Cô Phách đành phải đồng ý cho Đỗ Tư Tư cùng ở tại túy nhân cư. Phong Ái Vũ cũng muốn qua đó ở, lão dĩ nhiên không chịu, nhưng lại không chịu được sự năn nỉ, nhõng nhẽo, ăn vạ của nàng bèn để cho cha nàng là Phong Tự Lai khuyên nhủ, nhưng khuyên nhủ cũng vô hiệu, Phong Tự Lai khi thấy bảo bối của mình bắt đầu dở trò khóc thút thít thì tim như mềm ra. Còn về Độc Cô Minh thì từ sau yến hội, cứ theo sát bên hai nữ nhân của Minh Nguyệt Phong, không còn lý tới biểu muội của hắn nữa. Phong Ái Vũ cuối cùng cũng được tới ở chung với Hy Bình tại túy nhân cư. Hai tỷ đệ Hoa Tiểu Mạn cũng tới túy nhân cư, cũng hết cách, vị uy ca ca của họ đã cùng Độc Cô Minh và Từ Thanh Vân mê mệt đi theo hai nữ nhân không lộ mặt ra ngoài ánh sáng của Minh Nguyệt Phong, vô cùng ân cần chăm sóc hòng lấy điểm. Hơn nữa tỷ đệ họ vốn tới chung với Lãnh Như Băng, không đi theo Hy Bình thì còn đi đâu nữa. Hy Bình sau khi yến hội kết thúc, cùng Lôi Phu Ẩn bọn họ đến túy nhân cư ở. Trên đường đi, họ kể lại những chuyện đã trải qua, Hy Bình khi đó mới biết, thì ra vì muốn cho Thi Trúc Sinh bị đánh lừa, đặc biệt dùng ba cỗ xe ngựa hộ tống ba cặp nam nhân và nữ nhân. Che mặt thượng lộ cùng một lúc. Thi Trúc Sinh quả nhiên bị lừa, đi theo cả 10 ngày, đến khi bắt được một người mới phát hiện không có Lãnh Như Băng trong xe, lập tức quay ngược lại truy cản Hy Bình. Hy Bình tự nhiên cũng kể lại chuyến đi của mình, nhưng những chuyện phong lưu thì không nói ra. Tuy hắn mặt dày nhưng cũng biết là có những chuyện không thể nói ra mà chỉ có thể làm. Chả hiểu sao, Lôi Phượng và Lãnh Như Băng bỗng trở thành rất gần gũi với nhau, một người là hổ báo nữ lang tính nóng như lửa, một người lạnh lẽo như băng giá, mà cứ như là chị em thân thiết từ kiếp trước. Lôi Phượng hỏi, Như Băng, muội có biết, chính ta là người kêu Hy Bình chiếm lấy muội đó. Lãnh Như Băng giận dỗi nói, Phượng tỷ, tỷ sao có thể để cho hắn làm loạn lên như thế? Bất quá, hắn còn có một điểm lương tâm, thường nhắc tới tỷ trước mặt muội, lúc đó muội nghe được rất là không được vui. Lôi Phượng cười nói, muội ăn phải giấm chua của ta rồi ư? Lãnh Như Băng ngượng nghịu đáp, lúc đó thì cũng có một chút, bây giờ thì không có, muội chỉ muốn kiếm nhiều đồng minh, tỷ không phản đối chứ? Lôi Phượng nhìn về hướng Hy Bình đang đắc ý trông rất đáng ghét, tuy nhiên cũng nói, tỷ đã nói với hắn là hắn muốn lấy bao nhiêu nữ nhân cũng được. Miễn là đối với tỷ tốt. Kế bên tứ cầu thở dài than thở, phải chi Lan Hoa có được 1/10 điểm cởi mở như tiểu thư thì cũng tốt rồi. Lan Hoa giận nói, tứ cầu, ai quản tới ngươi? Ngươi cứ đi lấy 9-10 người nữa rồi hãy về. Tứ cầu khoan khoái hỏi lại, thật à? Lan Hoa thật tốt, nàng làm ta cảm động rồi. Ta xin phát thệ, quyết yêu nàng không thay đổi. Nói xong ôm lấy Lan Hoa hôn loạn cả lên. Bích Nhu nói, tứ cầu. Đừng có quá khoa trương, còn huynh nữa. Nàng chỉ vào mặt Lôi Long, nói, muội không muốn huynh để ý tới nữ nhân khác, trừ phi huynh không cần tới muội nữa. Lôi Long sợ run người, vội giơ tay thề thốt ta đối với nàng một lòng một dạ, kiếp này không yêu người thứ hai, tuyệt không chạm vào nữ nhân nào khác. Tứ cầu tán đồng, vậy nha, Bích Nhu tiểu thư, công tử chỉ yêu mình nàng. Trước đây công tử còn nghĩ tới gặp Lãnh cô nương, hiện tại Băng Băng đã là của Hy Bình. Ta nghĩ nàng không cần phải uống giấm chua nữa.
Mích Nhu và Lãnh Như Băng đồng thanh la lên, tứ cẩu. Hy Bình cười nói, tứ cẩu, tới chỗ chú ngụ, chúng ta cùng ca hát một trận được không? Nhiều người kinh hãi, hỏi, phải hát thật à? Lôi Phượng thấy lạ hỏi, Hy Bình, chàng biết ca hát à? Lãnh Như Băng giận nói, chàng ta hát bài nào cũng khó nghe chết được. Tứ cẩu tỏ vẻ đau khổ bất đắc dĩ, lắc đầu đáp, Hy Bình, người đừng có hại ta, Lan Hoa sẽ mắng chửi ta chết. Tuyết Nhi vui thích hỏi, tứ cẩu thúc thúc, thúc cũng biết ca hát hả? Có hát hay như phụ thân Tuyết Nhi không? Hãy hát cho Tuyết Nhi nghe đi. Hy Bình cười nói, tiểu bảo bối đã nói muốn nghe người hát, người còn dám không hát. Tứ cẩu như gà trọi bị thua, hết cách nên đành nói giọng yếu xìu, được rồi. Mọi người vừa nói chuyện vừa theo sau người hầu dẫn đường tới túy nhân cư. Trong tiểu viện có 6 gian phòng, đó là chưa tính tới tiểu sảnh đường. Bọn họ vừa tới túy nhân cư chưa được lâu thì Đỗ Tư Tư, Phong Ái Vũ, và tỷ đệ Hoa Tiểu Mạn cũng vừa tới nơi. Tuyết Nhi vừa thấy Đỗ Tư Tư liền reo lên, mẫu thân, mẫu thân. Phụ thân và tứ cẩu thúc thúc muốn hát đó. Hai chị em Hoa Tiểu Mạn vừa nghe được tin này liền biến sắc, gương mặt có vẻ rất khủng bố. Phong Ái Vũ bước tới nói, Tuyết Nhi bảo bối, cho A Di bồng nào. Nàng từ tay Hy Bình bồng lấy Tuyết Nhi, rồi giao cho Đỗ Tư Tư bồng, hai mắt tình tứ nhìn Hy Bình. Bên cạnh, Lôi Phượng bỗng nói, băng băng, chúng ta đi xếp đặt các phòng ốc. Mọi người chạy tới chạy lui vào các gian phòng, người thì muốn phòng này, kẻ thì giành phòng kia. Chỉ còn lại Phong Ái Vũ và Hoa Tiểu Mạn, tội nghiệp Hy Bình bị họ vây lấy. Phong Ái Vũ phá đi không khí trầm mặc hỏi, tại sao chàng lại lừa thiếp? Hy Bình làm như không hiểu hỏi lại, ta lừa nàng bao giờ? Phong Ái Vũ dậm chân nói, chàng còn không thừa nhận. Chàng dịch dung biến thành vừa già vừa xấu, còn nói mình tên là Hoàng Nghiêu. Lại có nhiều nữ nhân mà không nói cho thiếp biết. Hy Bình thấy tốt nhất chỉ có thể nói, ta không cố ý lừa dối nàng, ta gặp nàng thì đã bộ dạng đó, nàng nghĩ ta thích làm xú lão đầu lắm à? Đấy chỉ là trò hí lộng của băng băng. Còn nữa, nàng nói ta có nhiều nữ nhân mà không cho nàng biết, thật oan uổng, ta có bao nhiêu nữ nhân với nàng có can hệ gì? Phong Ái Vũ cứng miệng không nói được, nước mắt chảy ra. Hoa Tiểu Mạn đứng cạnh bên, gương mặt biến sắc. Hy Bình quay qua Hoa Tiểu Mạn hỏi, tiểu cô nương, nàng bất hòa với uy ca ca của nàng phải không? Nói xong chuyển mình bỏ đi. Phong Ái Vũ và Hoa Tiểu Mạn đồng thanh hét lên, đứng lại. Hy Bình thật ngoan ngoãn, vừa nghe bảo đứng lại đã lập tức đứng phắt lại ngay. Vừa quay người lại tính nói thì hai nàng một trái một phải đã nhào vào lòng hắn. Hy Bình hỏi, ta đã có nhiều nữ nhân, các người còn muốn làm nữ nhân của ta à? Phong Ái Vũ khóc nói, lúc tắm chung, không phải chàng đã yêu thích thiếp à? Hy Bình thấy ngọt ngào trong lòng, nói, lúc đó ta thấy nàng khóc, không nhẫn tâm khi phụ nàng nữa. Phong Ái Vũ nói, lúc đó thiếp có khóc, nhưng lúc gió thiếp vốn không nghĩ tới cự tuyệt chàng, sau khi chàng đi, thiếp rất hận chàng. Thiếp tịnh không biết chàng đã có bao nhiêu nữ nhân, bây giờ thiếp phải làm sao đây? Lúc đó sao chàng có thể hung hăng với người ta như vậy? Hu hu! Hy Bình thở dài đáp, không phải lúc đầu ta đã nói với nàng là ta có cả đống vợ à? Phong Ái Vũ đáp, thiếp chỉ nghĩ là chàng nói đùa. Hy Bình hỏi, giờ nàng đã biết, nàng có còn muốn làm nữ nhân của ta nữa không? Phong Ái Vũ trong lòng Hy Bình, gật đầu ừ một tiếng. Hy Bình nhìn qua Hoa Tiểu Mạn hỏi, tiểu cô nương, còn nàng? Hoa Tiểu Mạn trong lòng hắn cọ quậy, đáp thiếp không muốn chàng gọi là tiểu cô nương, thiếp đã lớn rồi. Hy Bình cười nói, vậy gọi nàng là Tiểu Mạn được không? Hoa Tiểu Mạn khẽ đáp, ừ. Hy Bình trêu chọc, nàng không phải nói là dâng hiến nụ hôn đầu cho uy ca ca sao? Hoa Tiểu Mạn giận dỗi đáp, thiếp đã cho chàng nụ hôn đầu, thiếp còn gì để cho uy ca ca? Hy Bình nói, còn giấc ngủ của nàng đó. Hoa Tiểu Mạn dậm chân nói, chàng, giấc ngủ của thiếp cũng cho chàng, thiếp cái gì cũng cho chàng, hài lòng chưa? Nàng nhón hai chân đứng lên, hai tay bá cổ Hy Bình hiến dâng đôi môi đỏ ướt của nàng. Hy Bình không khách khí cúi đầu hòa vào đôi môi nóng hổi, miệng nàng muốn nghẹt thở, mặt nàng bắt đầu đỏ lên, khi đó mới buông nàng ra, xoay qua Phong Ái Vũ hỏi, tiểu Ái Vũ, nàng muốn hôn không? Phong Ái Vũ nhắm hai mắt lại chờ đợi. Hy Bình cúi đầu xuống, hôn nàng thật lâu. Sau khi môi của Hy Bình và song nữ đã đầy đủ, đang chuẩn bị thu lại,
thì nghe Tuyết Nhi nói, phụ thân, Tuyết Nhi cũng muốn phụ thân hôn. Đỗ Từ Từ đang bồng Tuyết Nhi, không biết lúc nào đã tới phía sau họ. Thì Bình buông hai nữ nhân ra, bồng lấy Tuyết Nhi, đặt một nụ hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái. Tuyết Nhi nói, mẫu thân cũng muốn phụ thân hôn. Đỗ Từ Từ cúi đầu không biết nói sao, nàng không hiểu vì sao trước mặt nam nhân này, phảng phất như trở lại tâm trạng e thẹn của thời thiếu nữ. Từ khi gặp hắn, không thể cự tuyệt được hắn ta. Khi hắn nhìn thấy nàng lõa thể, nàng không cảm thấy phẫn nộ. Hắn đòi làm phụ thân của con nàng, nàng đã không phản đối. Hơn nữa nàng còn cam tâm tình nguyện cùng hắn ngủ chung giường, rất thích được ngủ trên cánh tay hắn. Ôi, phải như gặp được hắn trước thì tốt rồi. Giờ mình đã tàn hoa bại liễu, lại còn tên phụ thân chân chính của Tuyết Nhi. Đột nhiên, Đỗ Từ Từ cảm thấy mặt mình nóng lên, sau mới biết Hy Bình dùng đôi môi khêu gợi của hắn chạm nhẹ vào hàng mi của nàng. Sau đó, nàng nghe hắn dùng thanh âm thật ôn nhu nói, ta biết lúc nào trong lòng nàng cũng có một bí mật, nếu một ngày nào mà nàng giữ trong lòng không nổi, nàng cứ vào lòng ta kể lại, ta nguyện ý vì nàng lắng nghe đàng hoàng và sẽ bảo vệ lấy bí mật đó. Đỗ Từ Từ trong lòng rung động, mũi thấy cay cay, ngước đầu nhìn nam nhân trẻ trung này, hắn thật cường tráng tuấn mỹ, lại còn ôn nhu đa tình như vậy. Hy Bình thấy hết cảm xúc trên gương mặt nàng, liền nở nụ cười, một tay bồng Tuyết Nhi, một tay ôm lấy eo nàng, nói, chúng ta đi ca hát cho vui nào. Hy Bình lại muốn ca hát. Thế trận lần này lại cực kỳ to lớn, tứ cậu cùng mẹ con Đỗ Từ Từ tự nhiên là phải vào, Hoa Tiểu Ba bị Bình Nhất Quyết kéo qua, Lôi Phượng, Bích Nhu, Lan Hoa cùng đều lại. Chỉ có Lôi Long cùng Lãnh Như Băng, Hoa Tiểu Mạn không đến. Chủ sướng đương nhiên là Hy Bình, tứ cậu cùng Tuyết Nhi giãn cách cũng kêu lên một tiếng, mà chuyên trách của tứ cậu với Hoa Tiểu Ba là gõ mâm sắt, chén sắt, bàn gỗ, ghế gỗ và đạp thùng sắt vân vân, vân vân. Nhưng mà, hát chưa được lâu, Lôi Phượng, Bích Nhu cùng Lan Hoa liền rời khỏi tiểu sảnh, quay về phòng của Lãnh Như Băng, lại thấy Hoa Tiểu Mạn cũng ở đó. Lãnh Như Băng hờ hững cười, nói, Phượng Thư, làm sao không nghe vậy? Lôi Phượng đáp, ở đây cũng có thể nghe thấy. Thật nghe chẳng ra gì, nhưng bọn họ tự đắc nhạc của mình, cũng đặc biệt có một loại cảm thụ. Không biết vì sao, kỳ thật Thư cũng rất ưa thích bộ dạng này của Hy Bình, chỉ cần hắn thích nhạc, muội cũng liền thích nhạc. Nếu hắn ta đàng hoàng nghiêm túc, hay là chúng ta cũng đều không thích âm nhạc, hắn cũng không phải là Hy Bình chúng ta yêu. Lãnh Như Băng nói, bọn họ ca đến khó nghe ngược lại là không quan trọng, vừa nhìn đến đức tính bộ mặt ca hát đó của hắn, muội vừa khó chịu vừa buồn cười, thuần chất kẻ thôn dã. Hiện tại nghe, lại cảm giác thoải mái rất nhiều. Muội trước đây không tán thành hắn ca hát, nhưng từ giờ trở đi cũng không thể phản đối. Bất quá, Phượng Thư, nói thật lòng, khoảnh khắc hắn đối địch, khiến muội động lòng. Hoa Tiểu Mạn hỏi, loại đao pháp thối nát đó của hắn cũng dám cùng người đối trận ư? Lãnh Như Băng hờ hững hỏi, Tiểu Mạn, khi lần đầu muội thấy chân diện mục của hắn, lòng muội thực sự là thế nào vậy? Hoa Tiểu Mạn nhớ lại nói, kỳ thật, muội đã động lòng khi hắn vừa già vừa xấu, lúc muội thấy hắn khôi phục dung mạo, muội quả thật muốn hôn mê ngã ra. Muội lúc đó cảm giác được hắn giống như một thiên thần, khiến muội thần hồn điên đảo. Lãnh Như Băng cười nói, muội quá khoa trương rồi, bình thường hắn thì giống như một hài tử hoặc giả vô lại, nhưng nếu muội nhìn thấy hắn chân chính tiến vào trạng thái đối địch, muội sẽ có thể biết bộ đao pháp thối nát đó của hắn khủng bố biết bao. Hắn lúc đấy có lẽ giống như một thiên thần, nhưng trong con mắt địch nhân, tuyệt đối là một ma tướng. Lôi Phượng hồi tưởng nói, Thư chưa từng thấy hắn sử dụng qua bộ đao pháp đó đối địch, nhưng lần đó khi Thư thúc ngựa chạy đến sau lưng hắn, hắn liền trong nháy mắt chuyển người một quyền đem con tuấn mã của Thư đánh ngã ra đất, trái tim Thư trong khoảnh khắc đó cùng lúc cũng bị hắn đánh ngã. Hoa Tiểu Mạn hoài nghi hỏi, thực sự lợi hại như vậy ư? Lãnh Như Băng lãnh đạm đáp, tính cho là tất cả mọi người đều xem thường hắn, chúng ta lại không thể, bởi vì chúng ta là nữ nhân của hắn.